Chương 1, Dịch Thần Long Nguyên đại lục rộng lớn vô ngân, có vô số quốc độ, các loại môn phái hòa thị tộc nhiều không không đếm xuể. Nguyên huyền đế quốc, Tây Bình mã tràng, ầm ầm, bích lam không trung vạn lý không mây, mình mông bát ngát u u trên thảo nguyên, đang có hai chục ngàn thất cường tráng chiến mã hướng nam phương chạy nhanh, đinh tai nhức óc chạy nhanh ở trong không khí vang dội, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giá giá, bầy ngựa phía trước vang lên một đạo hưng phấn gào thét. Một cường tráng hắc sắc chiến mã ở phía trước chạy như điên, một vị thiếu niên ngồi tại chiến mã sau lưng, sắc mặt hắn bởi vì hưng phấn đỏ lên. Từ trong tuổi xem, thiếu niên tuổi tác tại 15-16 tuổi trong lúc đó, người mặc một bộ bình thường trường sam màu đen, sạch tú kiểm to lớn không có bất kỳ tu đóng vai. Tỏ ra vô cùng sạch sẽ, hít lại cặp mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên sắc bén ánh sáng. Người cái này sắc mã, hôm nay trạng thái thế nào kém như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua kia thất táo đỏ sắc tiểu con ngựa mẹ không có đưa người phục vụ tốt ngồi tại trên lưng ngựa, dịch thần phi thường bất mãn nói. Thở phi phò, kia thất hắc sắc chiến mã vô cùng thông linh tính, lỗ mũi thở hồn hền, chạy vọt về phía trước chạy thân thể bắt đầu lay động, hình như là nghĩ đem dịch thần lắc đi xuống. Lại là này loại mánh khóe nhỏ, chẳng lẽ liền không có một chút mới mẽ chiêu số. Dịch thần tuyết miệng cười một tiếng, không có bị lắc lư ảnh hưởng, như cũ vững vàng ngồi tại trên chiến mã. Thở phi phò, bị khiêu khích, hắc sắc chiến mã vô cùng khó chịu hí dài một tiếng, sau đó hai cái vai u thịt bắp hai chân đột nhiên đạp đất phần sau thân bay lên trời một cổ sung lực đánh úp về phía dịch thần dịch thần cả kinh sau đó hắn nhanh chóng phản ứng chỉ thấy hai cổ quỷ dị năng lượng màu trắng từ trong cơ thể hắn trào ra đưa hắn chân cùng yên ngựa bọc để cho hắn thành công tránh thoát một kiếp tốt ngươi một cái hắc diếm lại còn hội sẽ dùng âm chiêu nếu như không phải là hồn lực lên cấp đến âm hồn cảnh trung cấp sợ rằng thật đúng là phải nhường ngươi được xính thoải mái hóa giải sau đó dịch thần thu hồi luồng năng lượng màu trắng kia dịch thần mới vừa rồi thả ra ngoài chính là hắn tu luyện hồn lực hồn lực là ẩn chứa ở trong thiên địa một loại năng lượng đặc thù phía trước dần dần xuất hiện một cái tiểu thổ sườn núi thấy cái kia quen thuộc địa phương hắc diễm trở nên thông minh xảo đứng lên yên lặng dừng ở đó một sườn đất bên trên nhìn xa phía trước dịch thần trên mặt không có mới vừa rồi kích động sắc mặt dần dần trở nên hờ hững đứng lên chỉ chốc lát sau dịch thần đưa tay sờ vào ngực giữa tìm ra một quyển sách nhỏ, sau khi mở ra bắt đầu đọc. Trong thiên địa ẩn chứa một cổ năng lượng đặc thù hồn lực, Long Uyên Đại Lục hồn tu người có thể thu nạp hồn lực, tướng hồn lực biến thành của mình. Thân thể con người không thể trực tiếp hấp thu hồn lực, cần với thú hồn là vật chứa, chứa thiên địa chi lực. Thú hồn đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, có thể chứa hồn lực cũng càng nhiều. Đây là trang thứ nhất nội dung, sau khi xem xong dịch thần mở ra tờ thứ hai. Hồn tu người cả đời chỉ có thể tiếp nhận một cái thú hồn, mà thú hồn đẳng cấp mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng tu giả tiền đồ, đang chọn thú hồn lúc cần cẩn thận. Hiện nay dựa theo ghi chép, thú hồn đẳng cấp chia làm vừa tới cửu cấp, nhất cấp thú hồn kém cỏi nhất, cửu cấp thú hồn tốt nhất. Tờ thứ hai nội dung cũng không nhiều, Dịch Thần rất nhanh thì nhìn xong, bất quá hắn chân mày lại nhíu lại, nhắm hai mắt lại nội thị đan điền. Lúc này, đang có một đoàn hột đào kích cỡ tương đương chất khí lơ lửng tại đan điền, có một cổ thần bí năng lượng ở đó cổ khí trong cơ thể bơi lội cả đời chỉ có thể tiếp nhận một lần thú hồn, chẳng lẽ liền không thể thay đổi sao? Thấy đoàn kia chất khí, dịch thần mày nhíu lại đến càng sâu, mở hai mắt ra sau đó, là tới sách nhỏ một trang cuối cùng. Hồn tu người đẳng cấp rõ ràng, dựa theo âm dương tinh thần phân chia cảnh giới, âm hồn cảnh là nhập môn cảnh giới, thần hồn cảnh chính là hơn cao cấp cảnh giới. Mỗi một cảnh giới có, sơ trung cao dài phân chia. Mỗi tăng lên một cảnh giới, thú hồn nhan sắc cùng hồn lực nhan sắc, đều sẽ phát sinh biến chuyển sách nhỏ phía sau còn có mấy tờ không biết bị người nào xé, cho nên còn có cái gì ghi chép, dịch thần cũng không biết. Hiện tại ta tu vi chính là âm hồn cảnh trung cấp, không biết phải đến cái nào không biết năm tháng nào mới có thể tăng lên tới cao cấp. Dịch thần chụp nhìn vòng quanh hạ bát ngát mã tràng, trong ánh mắt thoáng hiện lên phiền muộn vẻ, chìm tiếng nói, đi tới cái thế giới này 15 năm, thật chẳng lẽ phải làm cả đời, bật mã ôn. Kỳ thực dịch thần có một cái bí mật, một cái chỉ thuộc về chính hắn bí mật, đó chính là hắn không thuộc về cái thế giới này, linh hồn hắn đến từ một viên màu xanh thẳm tinh cầu. Không nghi ngờ chút nào, dịch thần hắn trọng sinh, mặc dù hắn đến bây giờ còn có một loại giống như mộng ảo cảm giác, nhưng trước mắt cảnh tượng chân thực nói cho hắn biết, hết thảy các thứ này đều là thật. Kiếp trước dịch thần là một cô nhi, cha mẹ hai chữ cách hắn phi thường xa xôi, hắn là tại viện mồ côi lớn lên, sau khi trưởng thành liền độc từ đi ra sông sáo xã hội, Tại trong xã hội pha trộn vài năm, rốt cuộc tại một lần cùng lột ra lão bản cái vã sau đó vinh quang xào lão bản cá mực. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, tại hắn vừa mới đi ra công ty đại môn một khắc kia, một kiện vật không rõ nguồn gốc phẩm từ trên trời hạ xuống đưa hắn đập choáng váng. Chờ đến dịch thần khi tỉnh lại, mới phát hiện mình lại xuyên qua đến Long Uyên Đại Lục, hơn nữa còn biến thành một cái mới sinh trẻ sơ sinh, trở thành Nguyên Huyền Đế quốc ba đại gia tộc dịch gia dòng chính thành viên. Dịch ra kiến tộc đến nay 600 năm hơn, nắm giữ nguyên huyền đế quốc bảy thành binh lực, là hoàn toàn xứng đáng quân lữ đệ nhất thế gia. Mà dịch thần gia gia chính là chủ nhà họ dịch, phụ thân hắn là nguyên huyền đế quốc đệ nhất chiến tướng. Có thể nói, dịch thần là ngậm chìa khóa vàng đi tới cái thế giới này, nhất định là hâm mộ và ghen ghét cái này năm loại ánh mắt tiêu điểm. Mặc dù phi thường không thích ứng mới thân phận cùng tân thế giới, nhưng tại cái gia đình này, dịch thần cảm nhận được chưa bao giờ có gia đình ấm áp, dần dần dịch thần cũng hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này, tiếp nhận chính mình mới thân phận. Dịch thần thiếu ra lại tại cái kia địa phương ngẩn người. Thương hại hắn nếu không phải chỉ nhận đến nhất cấp thú hồn, cũng sẽ không sẽ bị lưu đẩy tới cái này địa phương. Thật là đáng tiếc, thú hồn cùng tu giả tiền đồ quan hệ mật thiết. Mà hắn nhất cấp thú hồn, là kém cỏi nhất thú hồn, bị gia tộc lưu đầy cũng là bình thường sự tình. Nhỏ tiếng một chút, mặc dù dịch thần thiếu ra rất dễ nói chuyện, nhưng ngàn vạn lần không nên bị hắn nghe được hai gã thân xuyên khải giáp sĩ binh cưỡi chiến mã nhanh như tên bắn mà vụt qua lưu hạ những lời này bọn họ mặc dù khống chế âm lược nhưng vẫn là truyền vào dịch thần trong tai đương hạ hắn sầm mặt lại quả đấm trong nháy mắt nắm chặt đứng lên không sai dịch thần thú hồn chính là nhất cấp cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn tu vi tại thời gian nửa năm mới chỉ từ sơ cấp tu luyện tới trung cấp thở phi phò thật giống như cảm nhận được dịch thần tâm cảnh biến hóa ngồi hạ hắc diễm phát ra trầm thấp tiếng hí hình như là đang an ủi. Không nghĩ tới người cái này thất sắc mã cũng sẽ an ủi người, tối nay cho ngươi tìm một đẹp hơn tạp dao con ngựa mẹ. Sắc mặt khôi phục không ít, dịch thần vỗ vỗ tiểu hắc đầu, phát ra một đạo cười khẽ. Nửa năm, chẳng lẽ cũng chưa có cơ hội trở về sao? Dịch thần âm thầm thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, hờ hững bộ dáng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, lúc trước dịch thần tại hắn tộc trưởng A ra che chở hạ, cũng không có bao nhiêu xúc cảm, hiện tại hắn mới biết thực lực là trọng yếu dường nào. Y theo dịch thần là dòng chính thành viên thân phận, dù là hắn bị liệt là tầm thường, cũng không trở thành bị lưu đày tới Tây Bình Mã Tràng, hết thảy các thứ này đều là bái cái kia cùng lứa thiên tài dịch tiệp ban tặng. Dịch tiệp cũng là người nhà họ dịch, chỉ bất quá hắn cũng không phải dòng chính thành viên, mà là dịch ra một vị trong đó trưởng lão tôn tử. Từ nhỏ hắn liền cùng dịch thần không hòa được, có thể ngại vì dịch thần thân phận, hắn không dám tại ngoài sáng bên trên cùng dịch thần tranh đấu có thể từ dịch thần bị đắp lên tầm thường tên sau, hắn cũng không đoạn trào phúng cùng khiêu khích dịch thần. Suốt cuộc tại có một lần, không thể nhịn được nữa dịch thần nén giận ra tay, đem cái kia dịch tiệp đánh cho thành trọng thương. Dịch tiệp ban đầu cùng dịch thần cùng tiến vào truyền thừa cảnh, tiếp nhận được là ngũ cấp thú hồn, bị liệt là dịch ra trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Chỉ hai tháng, hắn liền từ âm hồn cảnh sơ cấp tu luyện tới trung cấp. Mà dịch thần khi đó mới chỉ là âm hồn cảnh sơ cấp. Từng cái giai đoạn tồn tại tranh lệch cực lớn, y theo dịch thần sơ cấp thực lực không thể nào là dịch tiệp trung cấp đối thủ có thể kết quả vừa vặn ngược lại dịch thần ngược lại đem dịch tiệp đánh cho thành trọng thương nếu như dịch thần nhớ không lầm nói lúc ấy hắn còn không có sử dụng hồn lực chẳng qua là bình thường hai quyền đánh tại dịch tiệp trên người thế này cũng có thể đưa hắn đánh trọng thương cái kết quả này thật đúng là ý vị sâu xa mà còn liền tại hắn đem dịch tiệp đánh trọng thương thời điểm trong gia tộc các trưởng lão muốn cầu nghiêm trị dịch thần vì bảo vệ dịch thần hắn A ra hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp, đem dịch thần lưu đày tới Tây Bình mã tràng. Không phải là nghĩ ép ta đi, các người khỏe tranh đoạt tương lai trước gia chủ sao. Hồi tưởng lại ngày đó xảy ra sự tình, dịch thần nói ra một câu tràn đầy trào phúng lời. Tại thế kỷ 21 lăn lộn qua dịch thần, tiểu thuyết, phim truyền hình cùng với điện ảnh, thế nhưng về tinh thần hắn lương thực. Những thứ kia phim truyền hình cùng điện ảnh đều diễn xuyên thấu qua, diễn nát tình lễ, bây giờ liền xảy ra ở trên người hắn, hắn làm sao có thể không đoán được vấn đề mấu chốt. Dịch thần thân là dòng chính thành viên, dù là hắn chỉ là một tầm thường, cũng vẫn là tương lai trước gia chủ có lực nhất cạnh tranh người. Mà những thứ kia trưởng lão làm như vậy, đơn giản chính là nghĩ nhổ ra dịch thần cái này viên cái đinh. Bây giờ còn là dựa theo A ra nói tới như vậy, cẩn thận chập phục, chờ một ngày nào đó đủ cường đại, lại trở lại dịch ra. Hồi tưởng lại ban đầu rời đi dịch ra lúc tình hình, dịch thần chìm tiếng nói nói. Dịch thần kiếp trước là đứa cô nhi, cái này cũng đưa đến hắn lòng tự ái so với bình thường người mạnh, có một viên không chịu thua tâm. Người khác nhận định hắn là tầm thường, nhưng hắn tin tưởng là thiên đạo thù cần, chỉ cần trả ra sẽ có hồi báo. Một ngày nào đó hắn biết dùng hành động thực tế, để cho người nhà họ dịch biết, hắn dịch thần cũng không phải là tầm thường. Chờ ta trở về ngày hôm đó, chính là các ngươi cho ta mà run rẩy thời điểm. Dịch thần hai quả đấm chậm rãi nắm lên, nhìn về viễn phương ánh mắt trở nên kiên định hiếp lại cặp mắt thoáng hiện lên hai đạo sắc bén ánh sáng. Mới sách kỳ tương đối khó chịu đựng, cất giữ cùng đề cử vô cùng trọng yếu, các anh em sau khi xem xong, phiền toái điểm hạ cất giữ cùng đề cử. Chương 2, rừng rậm đánh nhau. Ban đêm Tây Bình Mã chàng phi thường an tĩnh, tại mặt tây vị trí có mấy gian nhà lá, lúc này đang có một đạo thân xuyên trường sa màu đen thân ảnh ngồi xếp bằng tại trên nóc nhà, giống như lão tăng tỏa thiền bình thường không nhúc nhích. Hắn đôi nắm tay nhau, ra dấu một cái kỳ lạ thủ thế lỗ chân lông câu tấm thả ra ra một cổ yếu ớt hấp lực thiên địa hồn lực theo lỗ chân lông bị hút vào kinh mạch hồn lực tại trong kinh mạch bơi lội dịch thần đem bác tạp hồn lực tiến hành áp xúc rèn luyện đem ẩn chứa ở bên trong tạp chất bỏ đi sau mới chỉ dẫn hồn lực đi tới vùng đan điền cũng rót vào lơ lửng tại đan điền thú hồn bên trong liền như vậy kéo dài tu luyện ước chừng sau nửa canh giờ dịch thần cảm giác thú hồn có thể chứa hồn lực đến điểm giới hạn lúc hắn mới bóp gãy pháp quyết hai tay đặt ngang tại hai đầu gối bên trên nhất phẩm hồn thuật dựa theo thế này tốc độ tu luyện không biết nên đến đâu cái không biết năm tháng nào mới có thể tấn thăng đến âm hồn cảnh cao cấp chậm rãi mở hai mắt ra dịch thần cực kỳ bất đắc dĩ thán miệng hồn tu người có được thú hồn còn còn thiếu rất nhiều còn cần một loại đặc thù pháp thuật hồn thuật với hồn thuật thúc giục thú hồn mới có thể hấp thu trong thiên địa hồn lực càng cao cấp hồn thuật hấp thu hồn lực tốc độ lại càng nhanh mà hồn thuật phẩm cấp chính là căn cứ hắn hấp thu hồn lực nhanh chậm đến phân tổng cộng có nhất trí cử phẩm nhất phẩm kém cỏi nhất, cửu phẩm tốt nhất. Hồn thuật phẩm cấp cao thấp, quyết định hồn tu giả tốc độ tu luyện, chuyện này với hắn môn mà nói vô cùng trọng yếu. Phẩm cấp cao hồn thuật, có thể rút ngắn thời gian tu luyện, làm được làm ít công to, rút ngắn cùng còn lại cường giả tranh lệch. Bất quá phẩm cấp càng cao hồn thuật lại càng hiếm hoi, đại đa số đều nắm giữ những thứ kia đại gia tộc trong tay, bình thường tu giả chỉ có thể tu luyện phẩm cấp thấp hạ hồn thuật. Dịch ra cũng không thiếu cao cấp hồn thuật, bất quá mới vừa nhập môn hồn tu người, không thể trực tiếp tu luyện cao cấp công pháp, cho nên phải chọn một ít phẩm chất thấp công pháp tu luyện, với củng cố cơ sở. Dịch thần ban đầu chỉ học củng cố tu luyện hồn thuật, còn không tới kịp học tập cao phẩm cấp hồn thuật, liền bị lưu đày tới Tây Bình Mã Tràng, nói cách khác hắn một mực đang sử dụng nhất cấp hồn thuật tu luyện. Nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ khiếp sợ đến không nói ra lời, bởi vì dịch thần thú hồn mới nhất cấp, tốc độ tu luyện so người khác chậm gấp mấy lần. Mà còn tu luyện cũng chỉ là nhất cấp hồn thuật, có thể bằng vào cái này tại trong vòng nửa năm đem sơ cấp tu vi tăng lên tới trung cấp chỉ có thể nói hắn tu luyện thiên phú thật đáng sợ bất quá rất ít cùng còn lại hồn tu người tiếp xúc dịch thần cũng không biết cái này sửa tình lúc này hắn đang vì hồn thuật mà giàu gì thế này tốc độ tu luyện đừng nói đuổi kịp những người khác không bị bọn họ càng kéo càng xa vậy lấy trải qua rất không tồi y theo dịch thần tình huống bây giờ muốn cao phẩm hồn thuật nói dễ vậy sao đương hạ nhướng mày một cái xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp làm điểm phẩm cấp cao hơn hồn thuật mới được âm thầm lắc đầu dịch thần đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ầm đột nhiên tại hắn vừa mới chuẩn bị cúi người nhảy hạ thời điểm tây phương vị trí chuyển tới một đạo tiếng nổ là có tu giả tại áo tây xâm lâm đánh nhau dịch thần bị nổ tung tiếng hấp dẫn quay đầu nhìn về mặt tây vị trí nhìn mặt tây vị trí có một tòa áo tây xâm lâm khoảng cách tây bình mã chàng cũng không xa bên trong có các loại ma thú xuất nhập là một nguy hiểm địa phương Lúc trước dịch thần bởi vì tò mò tâm làm hại, muốn đi vào áo tây xâm lâm dò xét một phen, kết quả chỉ ở vòng ngoài vị trí, liền gặp phải vài đầu nhất cấp ma thú. Vòng ngoài ma thú đều tương đối nhỏ yếu, cũng liền biểu thị trung tâm địa mang còn có mạnh hơn ma thú. Mà nhất cấp ma thú liền có được âm hồn cảnh thực lực, tại dịch thần trong mắt đó cũng là vô cùng cường đại tồn tại, hắn cũng không dám múc chính mình tính mệnh đùa, từ đó về sau liền lại cũng không có đã tiến vào áo tây xâm lâm. Tây bình mã tràng phi thường hẻo lánh, bình thường không có mạnh mẽ tu giả qua lại, đến cùng người nào ở bên kia đánh nhau. Không bằng đi qua nhìn một chút, đi tới cái thế giới này, dịch thần còn chưa từng thấy qua cường giả đánh nhau, cho nên hắn phi thường muốn tận mắt nhìn một chút, cái thế giới này cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hiu, dịch thần thế nhưng hành động phái, có ý nghĩ này sau đó, hắn trực tiếp vận chuyển linh lực, giống như báo săn mồi bình thường xông về áo tây xâm lâm. Nửa khắc chuông công phu, dịch thần đi tới áo tư ngoài rừng rậm vây, vừa có một cổ âm gió lạnh từ trong rừng rậm quát ra, dịch thần lạnh run, hắn ngưng lại bước chân lưu lại tại chỗ, cặp mắt nhìn về phía u sâu tối tăm rừng rậm. Cũng tại lúc này, trong rừng rậm tiếng đánh nhau hơi ngừng, cái này làm cho dịch thần nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ đánh nhau người phân ra thắng bại. Xa xa, lúc này, trong rừng rậm truyền tới tiếng động lạ, đó cũng không phải bình thường thanh âm, mà là có đồ chính nhanh chóng hướng bên này đến gần. Hưu, một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm nhảy lên ra, không thấy rõ hắn bộ dáng, từ thân ảnh để phán đoán hắn là nhân loại bình thường bất quá hắn thật giống như bị thương cũng tại hắn xuất hiện trong nháy mắt dịch thần cảm giác một cổ nặng nề như núi khí tức đánh tới ép tới hắn không thở nổi thật là mạnh khí tức so a à ra bọn họ tản mát ra đều mạnh dịch thần trên mặt hiện lên hoảng sợ cảnh giác nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh thật giống như cảm ứng được dịch thần phát ra ra địch ý đạo thân ảnh kia quay đầu nhìn về phía dịch thần trong khoảnh khắc đó dịch thần cảm giác thật giống như bị xem xuyên một dạng phía sau tóc gáy dựng ngược lên bất quá hắn thật giống như không có địch ý rất nhanh thì thu hồi ánh mắt rồi sau đó tại dịch thần nhìn chăm chú hạ cũng không quay đầu lại chui vào trong màn đêm hay hay cường đạo thân ảnh kia sau khi biến mất dịch thần cảm giác trên người áp lực tiêu thất đến vô ảnh vô tung vừa mới đối phương chỉ bằng vào khí thế liền ép tới hắn không thể động đậy như vậy có thể thấy đối phương mạnh bao nhiêu đặc biệt là ánh mắt của hắn chỉ một cái liếc mắt để cho dịch thần có gan rợn cả tóc gáy cảm giác. Hiu hiu, lúc này, trong rừng rậm lần nữa truyền tới tiếng động lạ, sau đó có năm đạo thân xuyên hắc y thân ảnh từ trong rừng nhảy lên ra, bọn họ giống vậy lưu lại tại ngoài rừng rậm vây. Bọn họ cũng không có thu khí tức, phô thiên cái địa hướng dịch thần vào tới, lại lần nữa ép tới dịch thần không thở nổi, cặp mắt cảnh giác nhìn năm bóng người. Kia năm bóng người giống vậy phát hiện dịch thần, bất quá hắn môn chẳng qua là hơi chút cảm ứng hạ dịch thần khí tức, liền hoàn toàn thu hồi ánh mắt đối phương chẳng qua là một vị nho nhỏ âm hồn cảnh đối với hắn môn không tạo thành một chút uy hiếp máu tươi còn có độ ấm xem ra là ấn nguy kia lão đầu lưu hạ một vị trong đó hắc y nhân cúi người xuống chạm xuống mặt đất huyết dịch trầm giọng nói ấn nguy bên trong chúng ta phong ấn chi thuật tu vi tạm thời bị phong ấn lần này nhất định phải mượn cái này cơ hội đưa hắn trừ đi nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ môn chủ trách tội xuống hậu quả chúng ta cũng gánh không nổi dẫn đầu hắc y nhân âm lạnh nhạt nói yên tâm đi trưởng lão chúng ta men theo vết máu lục soát nhất định có thể đủ đưa hắn tìm tới lần này hắn chắp cánh khó thoát truy đầu lính gật đầu một cái ngay sau đó mang theo mấy người hướng phía trước đuổi theo lưu hạ mãn mặt mồ hôi lạnh dịch thần không biết bọn họ là người nào mạnh mẽ như vậy khí tức sợ rằng sẽ không thua dịch ra bất kỳ một vị cường giả áp lực lại lần nữa tiêu thất dịch thần hồi tưởng lại mới vừa rồi loại kia như rớt vào hầm băng cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá dịch thần cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía bọn họ phương hướng rời đi, cặp mắt lóe lên hâm mộ ánh sáng. Nếu như mình có bọn họ như vậy thực lực, còn dùng tại Tây Bình mã chàng chăn ngựa đương bật mã ôn. Còn sợ hồi không dễ ra, xem như vậy, trước nhất từ trong rừng rậm nhảy lên ra người, hẳn là bị năm vị hắc y nhân đuổi giết. Mà còn mới vừa rồi tại áo Tây xâm lâm đánh nhau chắc cũng là bọn họ. Đuổi trong lòng nghĩ bậy, dịch thần nhẹ tiếng nói. Đây vốn chính là cường giả vi tôn thế giới, cho nên dịch thần cũng không có ngạc nhiên, bởi vì những thứ này sự tình tại Long Nguyên Đại Lục cũng không ly kỳ, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Náo nhiệt không có tiếp cận thành, ngược lại sợ bóng sợ gió một trận. Xoa một chút trên chán mồ hôi lạnh, dịch thần quay đầu mắt nhìn nước sơn hắc xâm lâm, thầm từ lắc đầu một cái, đi bộ trở lại mã tràng. Khi trở lại Tây Bình mã tràng thời điểm, dịch thần đi tới một tòa trước nhà lá, đẩy ra cửa phòng tiến vào trong nhà. Khắc, khắc khụ, coi như tại hắn tiến vào phòng thời điểm, một cổ nồng đậm mùi máu tanh sông vào mũi, đồng thời trượt vang lên một đạo ho khan kịch liệt. Người nào, Tây Bình mã chàng cho tới nay chỉ có dịch thần một người, đột nhiên ho khan, để cho hắn nháo thần kinh lại lần nữa căng thẳng, quả đấm nắm chặt, quay đầu hướng tiếng ho khan căn nguyên nhìn. Mới sách kỳ tương đối khó chịu đựng, cất giữ cùng đề cử vô cùng trọng yếu, các anh em sau khi xem xong, phiền toái điểm hạ cất giữ cùng đề cử. Chương 3, ấn nguy truyền thuật, tối tăm căn phòng có một đạo thân ảnh hắn cấp dịch thần một loại cảm giác quen thuộc đặc biệt là hắn sở tại địa phương mặt đất có một vũng máu người tại sao lại ở chỗ này bằng vào một tia từ trong cửa sổ bắn vào ánh trăng dịch thần thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng nếu như hắn nhớ không lầm nói hắn chính là mới vừa rồi bị đuổi giết lão người người trẻ tuổi ta không có ác ý chỉ là nghĩ tại ngươi nơi này tu dưỡng mấy ngày hắn thật giống như hết sức yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía dịch thần nói nơi này là dịch ra mã tràng, ta chỉ là tới nơi này giúp đỡ, có thể làm không chủ, người rời đi không muốn cho ta thêm phiền toái. Trước mắt vị này lão người lai lịch không rõ, mặc dù hắn không có thả ra ra nửa điểm sát ý, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người, dịch thần cũng không dám tùy tiện thu nhận. Dịch ra, chẳng lẽ đây là nguyên huyền đế quốc ba đại gia tộc một trong, dịch ra mã tràng. Nghe được dịch thần nhắc tới dịch ra, ấn nguy dò hỏi. Nơi này chính là dịch ra Tây Bình Mã Tràng, là không đưa tới hiểu lầm ngươi hay là đi mau đi dịch ra tại nguyên huyền đế quốc danh tiếng cực lớn đối phương biết dịch ra dịch thần cũng không cảm thấy kỳ quái nói nguyên lai like nơi này là dịch ra địa bàn đạt được sau khi trả lời ấn nguy nhẹ tiếng nói mới vừa rồi truy sát ta những người đó bọn họ thôi trải qua rời đi mà còn ta cũng không ở không ta sẽ cho người đủ thù lao thật xin lỗi ta không thiếu tiền nơi này cách tây bình mã tràng hai cây số xa có một cái chấn nhỏ, nơi đó có khách sạn có thể ở. nếu như ngươi không có tiền nói, ta có thể giúp ngươi ứng tiền tiền phòng. trong lòng mặc dù có chút đồng tình, bất quá dịch thần cũng không có ứng hạ. cái này cường giả vi tôn thế giới, đồng tình là không đáng giá tiền nhất đồ vật, làm không cẩn thận còn sẽ bị đối phương cắn ngược một cái. ta ấn nguy sông sáo nhiều năm như vậy, cái gì gió lớn đại sóng chưa thấy qua, có thể bị cử tuyệt vẫn là gặp lần đầu. hai cây số xa tòa kia chấn nhỏ, chính là ta bị đuổi giết khởi điểm mà còn hiện tại ta tu vi đã hoàn toàn bị phong ấn, thân thể suy yếu đến không thể động đậy. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Nói ra những lời này sau đó, ấn nguy than thầm giọng Nhớ hắn đường đường ấn nguy, lại bị một vị tiểu gia hỏa cự tuyệt, nếu như bị những thứ kia lánh đời lão gia hỏa biết, sợ rằng biết cười đến nỗi ngay cả răng đều rơi đi ra. Mà dịch thần nghe được hắn nói sau, chân mày không dễ dàng phát giác hơi nhíu lại. Mới vừa rồi hắn có nghe được năm vị hắc y nhân nhắc tới phong ấn chi thuật, cho nên trước mắt vị này gọi là ấn nguy lão người, hẳn không hội sẽ lừa hắn mới đúng. Huống chi đối phương nói chuyện giọng lớn như vậy, hắn dịch thần chẳng qua là một mã chàng phóng ngựa bật mã ôn, tu vi cũng chỉ là âm hồn cảnh trung cấp, bây giờ không có có thể đồ địa phương. Tại Tây Bình mã chàng mặc dù chỉ có một mình hắn, bất quá tại hai cây số địa phương lại có cái chấn nhỏ, nơi đó có dịch ra chú binh. Nếu như kia năm vị hắc y nhân đến, dịch thần cũng có thể thả ra đạn tín hiệu, triệu tập dịch ra cường giả tới. Được rồi, sau đó người ở nơi này cái phòng ở hạ. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có người nhà họ dịch tới, cho nên hy vọng ngươi không nên đi lung tung. Cuối cùng dịch thần vẫn là làm ra quyết định, mặc dù dịch thần không thừa nhận mình là người tốt, nhưng thấy chết mà không cứu hiển nhiên không phải là hắn phong cách. Kiếp trước hắn cũng là bởi vì không ưa hắc tâm lão bản làm lừa dối đại chúng sinh ý, mới sẽ chọn xào lão bản cá mực. Đa tả tiểu huynh đệ tương trợ, chờ ta sau khi thương thế lành nhất định sẽ có hậu tạ. Ấn Nguy cặp kia đục ngầu cặp mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sâu sâu mắt nhìn dịch thần, âm thầm thầm nói, thật là kỳ lạ thiếu niên, bộ kia ung dung ổn định bộ dáng, có thể không là người bình thường ra hài tử có thể có được. Thù lao cũng không cần, chỉ cần không cho ta thêm phiền toái là được. Dịch thần cũng không phải là làm thù lao mới để cho hắn ở hạ, mà còn hắn đối trước mắt vị này lão người còn có phòng bị. Ta Ấn Nguy cũng không thích nợ nhân tình, khối này nhị tinh thượng đẳng, hồn linh thạch liền đưa cho người đi. Ấn Nguy tìm ra một khối hột đào kích cỡ tương đương đá đưa tới cấp dịch thần. Đá kia nhìn cùng bình thường đá không khác nhau gì cả, nhưng phía trên lại phủ đầy thần bí đường vân, mà còn nhan sắc cũng là yêu dị hồng sắc, trong đá có một cổ thần bí năng lượng đang du động. Nhị tinh thượng đẳng hồn linh thạch, trông thấy khối kia được gọi là hồn linh thạch đá, dịch thần trợn to cặp mắt, trong ánh mắt lộ ra ra khát vọng cùng nóng bỏng. Đá ở trên đất bằng tùy ý có thể thấy, cũng không phải là cái gì hy kỳ đông tây nhưng tại long uyên đại lục lại tồn tại một loại đá được gọi là linh thạch hắn có được thập phần thần bí năng lượng có một ít linh thạch ẩn chứa năng lượng có thể tu bổ thân thể vết thương có một ít là hàm chứa thiên địa hồn lực bởi vì hắn bác tạp đa dạng cho nên căn cứ công hiệu phân loại ẩn chứa tu bổ thân thể năng lượng được gọi là liệu linh thạch ẩn chứa thiên địa hồn lực thì bị xưng là hồn linh thạch mà linh thạch cũng căn cứ năng lượng bao nhiêu đến phân tinh cấp hiện nay dịch thần biết có vừa tới cửu tinh nhất tinh kém cỏi nhất cửu tinh tốt nhất tinh cấp càng cao linh thạch ẩn chứa năng lượng với tăng lên gấp bội mỗi nhất tinh có hạ bên trong bên trên tam đẳng phân chia hạ đẳng kém cỏi nhất thượng đẳng là tốt nhất đối với hồn tu người có tác dụng lớn nhất chính là hồn linh thạch bởi vì trong thiên địa hồn lực quá mức bác tạp không thể trực tiếp hấp thu muốn tại trong kinh mạch trải qua rèn luyện nếu không sẽ ảnh hưởng hồn tu người căn cơ mà hồn linh thạch bao gồm năng lượng vô cùng tinh thuần có thể được hồn tu người trực tiếp hấp thu hồn tu đám người có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Dịch ra đệ tử thiên tài, mỗi tháng đều có hồn linh thạch có thể nhận, bất qua số lượng có hạn, nhưng như cũng có thể tăng cao bọn họ tốc độ tu luyện. Bất quá dịch thần cùng thiên tài không liên quan, cho nên chỉ biết là có hồn linh thạch loại vật này, cũng không thực sự được gặp, hắn chỉ biết đạo hồn linh thạch vô cùng chân quý. Ngươi là nói, đem cái này viên nhị tinh hồn linh thạch đưa cho ta. Dịch thần có gan cảm giác hôn mê, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm hồn linh thạch, nói chẳng qua là viên nhị tinh hồn linh thạch chờ ta sau khi thương thế lành còn sẽ có tốt hơn hồn linh thạch làm thù lao ấn nguy nói phi thường tùy ý thật giống như trong tay cũng không phải hồn linh thạch mà là bình thường đá vậy thì đa tạ tiền bối dịch thần không phải là loại kia bà mẹ người đưa tay nhận lấy ấn nguy đưa tới hồn linh thạch mà còn bắt người nương tay hắn đối với ấn nguy gọi cũng mang theo tiền bối hai chữ hồn linh thạch tới tay một cổ mát lạnh cảm giác từ giữa lòng bàn tay truyền tới dịch thần không nhịn được đánh run rẩy hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến hồn linh thạch bên trong hàm chứa khổng lồ hồn lực tại trong mắt cường giả nhị tinh hồn linh thạch có lẽ không coi vào đâu nhưng tại dịch thần trong mắt vậy cũng là bảo vật vô giá thế này là hắn có thể nhanh chóng đề cao tu vi rút ngắn cùng người khác tranh lệch chẳng lẽ tiền bối là ma giám sư cầm hồn linh thạch nắm tay chặt chẽ dịch thần hắn cũng không có thất thố nhìn từ bề ngoài phi thường tự nhiên dò hỏi linh thạch có đặc thù công hiệu bất quá vừa mới khai thác linh thạch cũng không thể trực tiếp sử dụng, cần trên đại lục một loại đặc thù chức nghiệp ma giám sư. Sử dụng phương pháp đặc thù, đem trong linh thạch bàng tạp năng lượng bỏ đi sau mới có thể sử dụng. Bởi vì linh thạch cùng tu giả quan hệ mật thiết, cho nên ma giám sư là một phi thường nóng môn chức nghiệp. Có thể bởi vì dễ hiểu nan tinh, cũng đưa đến chân chính có thực lực, ma giám sư số lượng không nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những thứ kia cao cấp ma giám sư vị trí phi thường tôn quý coi như là đế quốc cầm quyền người, thấy cao cấp ma giám sư cũng phải với lễ tướng đợi. Ngay cả truyền thừa hơn 600 năm dịch ra, mặc dù là đế quốc thứ nhất quân lữ thế gia, cũng mới chỉ có hai vị tứ tinh ma giám sư. Thế nào, chẳng lẽ không đúng ma giám sư, lại không thể nắm ra hồn linh thạch sao? Ấn Nguy giọng hơi đổi, nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghe ra Ấn Nguy trong lời nói không thích, dịch thần liền vội vàng giải thích không nghĩ tới người cái này tiểu gia hỏa ngược lại cũng còn khôn khéo, bất quá có chút sự tình ngươi chưa cần thiết phải biết. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một phân thù lao, đây là một phân nhị phẩm thượng đẳng không lành lặn hồn thuật, ngự hồn thuật. Đang khi nói chuyện, ấn nguy từ trong ngực tìm ra một phân rách rách dưới dưới giấy vụn, rồi sau đó giống như ném rác thải một dạng ném cho dịch thần. Tờ giấy kia nhìn xác thực phi thường rách nát, bị phi thường tàn nhẫn vào thành một cục, thật giống vô cùng những thứ kia bị ném bỏ giấy vụn. Mà dịch thần tại nhận lấy tờ giấy vụn kia, mở ra đi ra xem xét tỉ mỉ sau một lúc, hắn trái tim không nhịn được nhảy lên. Phía trên khắc họa là kinh mạch mạch lạc đồ, tỉ mỉ quan sát một phen sau, phát hiện thật là nhị phẩm thượng đẳng hồn thuật. Hiện tại dịch thần tu luyện là nhất phẩm hồn thuật, tốc độ tu luyện thật tại quá chậm, trước mắt tấm này, giấy vụn, bên trên ghi chép hồn thuật, đúng là hắn hiện nay cần nhất. Đa tạ tiền bối, nắm tờ giấy tay có chút run rẩy hạ, trong lòng mặc dù kích động vô cùng, bất quá dịch thần rất tốt khống chế chính mình tâm tình, sắc mặt nhìn vẫn là như vậy lãnh đạm. Khoảng thời gian này ta lại ở chỗ này tính dưỡng, nếu như không có sự tình, không nên tới quấy giày ta. Ấn nguy hướng dịch thần khoát khoát tay, ý tứ thôi trải qua hết sức rõ ràng, là muốn dịch thần rời đi. Vậy chúc tiền bối sớm ngày khang phục, dịch thần cũng phi thường thức thời, cười nói ra những lời này sau đó, liền trực tiếp quay đầu rời đi, ở bên cạnh kia phòng ở hạ. Chương 4, Thần Bí Kim Quang hai đầu gối bàn khởi ngồi ở giường trên giường, dịch thần đem ấn nguy cấp nhị phẩm thượng đẳng hồn thuật lấy ra, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Giấy vụn bên trên vẽ rậm rạp chẳng chịt mạch lạc đồ, bất quá nhưng cũng không hoàn chỉnh, có rất nhiều địa phương đều có không lành lặn. Mặc dù chỉ là không lành lặn hồn thuật, nhưng dầu gì cũng là nhị phẩm thượng đẳng hồn thuật, chính là hiện giai đoạn dịch thần cần thiết. Hô, dịch thần đem trên tờ giấy mạch lạc đồ vững vàng nhớ, rồi sau đó nhẹ nhả ra một cái chọc khí, đem trong lòng nghĩ bậy tất cả đuổi ra ngoài không biết nhị phẩm thượng đẳng hồn thuật có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ tu luyện. Trong lòng có loại mãnh liệt mong đợi cảm giác, dịch thần nén xuống kích động trong lòng, hai tay kết ra pháp ấn, mặc niệm lên ngự hồn thuật pháp quyết. Ông, lẳng lặng lơ lửng tại đan điền thú hồn khẽ run hạ, bắt đầu nhanh chóng lay động, một cổ mạnh mẽ hấp lực tạo thành. Dịch thần toàn thân lỗ chân lông câu tấm, vẻ này hấp lực theo lỗ chân lông thấm ra, trong thiên địa hồn lực bị chỉ dẫn, giống như hồng hoang mãnh thú bình thường từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Vẻ này hấp lực thật tại quá mạnh, so nhất phẩm hồn thuật mau hơn gấp mấy lần. Không hổ là nhị phẩm công pháp, cỗ lực hút này không phải là nhất phẩm công pháp có thể so sánh. Cảm ứng được hồn lực số lượng khổng lồ, Dịch Thần vui vẻ nói: "Hô, giống như là thủy triều hồn lực theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể." Dịch Thần mau mau nhắm hai mắt lại, bắt đầu chỉ dẫn vẻ này vào tới hồn lực, dựa theo trên trang giấy mạch lạc đồ bơi lội đứng lên. Đang du động trong quá trình, số lượng khổng lồ hồn lực không ngừng bị áp xúc rèn luyện bác tạp hồn lực không ngừng ngưng tụ, tinh thuần đến không có chút nào tạp chất. Thật là nhanh rèn luyện tốc độ, so với kia nhất phẩm hồn thuật mạnh hơn gấp mấy lần. Thấy tình huống như vậy, dịch thần không nhịn được than thở tiếng, nhưng hắn cũng không có dừng động tác lại, đem những thứ kia rèn luyện sau hồn lực dẫn nhập thú hồn. Điên cuồng hấp thu hồn lực, nguyên vốn cần 2 giờ tu luyện, mà lần này lại chỉ dùng 1 giờ. Đương cảm giác thú hồn xuất hiện no phòng tình huống lúc, hắn mới bóp gãy pháp quyết. Một trận tu luyện đi xuống, dịch thần toàn thân xuất hiện dầu mỡ cảm giác, trong cơ thể tạp chất tất cả đều bị xếp hàng ra, đen thùi bao trùm tại da thịt mặt ngoài, một cổ mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Nhị phẩm thượng đẳng hồn thuật quả nhiên mạnh mẽ, ước chừng rút ngắn một nửa thời gian tu luyện. Không biết tam phẩm hồn thuật, lại hội sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Người truy cầu mãi mãi không kết thúc, lần đầu nếm được càng cao cấp hồn thuật ích lợi dịch thần, bắt đầu nghĩ đến tam phẩm hồn thuật. Bất quá y theo dịch thần hiện tại tình cảnh, có thể lấy được nhị phẩm hồn thuật đã coi như là phi thường không dễ hắn vẫn tự biết mình cho nên chẳng qua là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi hít thật sâu một cái dịch thần nhắm hai mắt lại nội thị đan điền phát hiện trải qua mới vừa rồi kia lần tu luyện trong đan điền thú hồn chướng đại không ít cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thành tựu cho dù là nhất cấp thú hồn ta cũng sẽ không buông tha cho Gia ta sớm muộn sẽ để cho các ngươi biết ta dịch thần cũng không so với các ngươi kém dịch thần trên mặt hiện lên kiên định, hô, nhẹ nhả ra một cái chọc khí, dịch thần mở hai mắt ra, đồng thời một cổ mùi hôi thối xông vào mũi, hắn rút sụt xịt cái mũi, suýt nữa bị trên người mình mùi thúi huân ngất đi. Trong cơ thể tạp chất bị xếp hàng ra, dịch thần cảm giác lực lượng gia tăng không ít, nhưng chính là tạp chất ngưng tụ thành dơ bẩn để cho người buồn nôn. Lắc đầu một cái, dịch thần đi tới một cái thăng tràn đầy nước nóng hình tròn cạnh thùng gỗ, đứng dậy nhảy một cái nhảy vào thùng gỗ, thân thể ngâm trong nước nóng, ấm áp cảm giác truyền tới. Chỉ chốc lát sau, một cổ cảm giác mệt mỏi truyền khắp toàn thân, dịch thần cặp mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng trực tiếp trong nước nóng ngủ. Ông, ông, tại dịch thần ngủ say thời điểm, một cổ khó mà bắt lay động tiếng, ở trong phòng lặng lẽ vang lên. Âm thanh nơi là dịch thần trong ngực, lúc này đang có một kiện kim sắc vật phẩm lộ ra một góc, xem ra giống như là một bản sách vở, kia thanh âm cổ quái chính là từ hắn phát ra tới. Hugh, một đạo đâm nhãn quang mang từ kia bản trong sách thấm ra, đan vào một chỗ hóa thành một vệt kim quang, xông về dịch thần trái tim. Chính trong giấc mộng dịch thần, cảm giác một cổ mãnh liệt đau nhức truyền tới, trái tim thật giống như bị hung hăng mà bóp một hạ, thân thể của hắn không nhịn được co rút đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì đau nhức mà tiếng hô to, dịch thần đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn cảnh xa lạ để cho dịch thần lòng sinh cảnh giác. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, hắn chính tại gian phòng của mình tắm, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này quỷ dị địa phương. Dịch thần trái tim chịu đựng năng lực coi như không tệ, nếu xuyên qua loại này sự tình đều xuất hiện, kia trở lại một ít vô pháp giải thích sự tình cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, cho nên hắn chỉ có cảnh giác mà không có khủng hoảng. Hiu hiu, đang lúc dịch thần nghi hướng không hiểu đang lúc, đen nhánh không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, một cái vòng xoáy có ở đây không xa xa tạo thành, một cổ kim quang óng ánh từ trong hắc động thấm ra ngự hồn thuật mạch lạc đồ đạo kim quang kia tại dịch thần nhìn chăm chú hạ bắt đầu không ngừng đan sen đứng lên cuối cùng tạo thành một cái dịch thần cũng không xa lạ đồ án nếu như hắn nhớ không lầm nói đạo kim quang kia ngưng tụ hình thành đồ án chính là ấn nguy cho hắn ngự hồn thuật mạch lạc đồ hưu đạo kim quang kia tại tạo thành mạch lạc đồ sau cũng không có đình chỉ bơi lội ngự hồn thuật là không lành lặn hồn thuật mạch lạc giải rác cũng không hoàn toàn mà đạo kim quang kia sở lội qua địa phương đều xuất hiện một cái rõ ràng kim sắc sợi tơ. Hắn cũng không phải qua loa phát họa, mà là phi thường có quy tắc bơi lội, hơn nữa cùng còn lại không lành lặn sợi tơ giáp lại, tạo thành hoàn chỉnh mạch lạc đồ. Đây là hoàn chỉnh ngự hồn thuật mạch lạc đồ, nhìn bị giáp lại hoàn chỉnh mạch lạc đồ, dịch thần trong ánh mắt lóe lên không thể tin được cùng kích động. Là trên tam phẩm chờ hồn thuật, dịch thần thế nhưng tu giả, có thể thông qua mạch lạc đồ phán đoán ra hồn thuật phẩm cấp, cho nên khi hắn đem mạch lạc đồ xem một lần sau, lúc này liền là kinh hô lên. Hiu, bất quá, đang lúc dịch thần mừng rỡ muốn đem cái kia đồ án nhớ thời điểm, hắn lại bỗng dưng tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, dịch thần còn chưa phản ứng kịp, đờ đẫn nhìn đồ án tiêu thất địa phương. Hiu, hắn vừa dứt lời hạ, tiêu thất ánh sáng màu vàng lại lần nữa xuất hiện, tại dịch thần nhìn chăm chú hạ, lần nữa phát họa làm xong cả ngự hồn thuật mạch lạc đồ. Tiêu thất, sau đó lần nữa phát họa, Từng lần một tại Dịch Thần trước mắt diễn biến. Bản vẽ ghi chép mạch lạc đồ, mặc dù cũng có thể học tập, nhưng phải hao phí không ít thời gian đi tìm hiểu, mà đạo kim quang kia đang không ngừng diễn hóa mạch lạc đồ, Dịch Thần có thể vô cùng rõ ràng biết đạo hồn lực bơi lội phương hướng. Tỉ mỉ quan sát, Dịch Thần đem hoàn chỉnh mạch lạc đồ nhớ kỹ trong lòng, rồi sau đó bắt đầu bàn khởi hai đầu gối, trực tiếp ở mảnh này kỳ dị không gian tu luyện. Nhắm hai mắt lại Dịch Thần bấm pháp quyết, hắn có thể đủ cảm giác một cổ hấp lực ở trong người sinh ra cỗ lực hút này thập phần cường đại, hắn cảm giác đan điền thật giống như có một cái không gian lỗ đen. Trong thiên địa hồn lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng mãnh liệt tới, theo lỗ chân lông xông vào trong cơ thể, khổng lồ hồn lực đem dịch thần lỗ chân lông nhét tăng đau. Ngay cả thô đại kinh mạch cũng xuất hiện chứng bụng cảm giác. Dịch thần hắn không nói tiếng nào, dựa theo mới vừa rồi ánh sáng màu vàng ngưng tụ ra mạch lạc đồ, bắt đầu chỉ dẫn hồn lực bơi lội. Trải qua rèn luyện áp xúc sau đó, tinh thuần hồn lực cũng không có co lại quá nhiều, kinh mạch vẫn có một cổ trướng bụng cảm giác. Hồn lực số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng, từ nơi này đủ để xem ra tam phẩm hồn thuật mạnh mẽ. Dịch thần thầm từ kinh ngạc đồng thời, cũng đem vẻ này hồn lực dẫn nhập thú hồn bên trong. Hưu, hồn lực thật giống như hồng thủy bình thường rót vào bạch sắc thú hồn, một cổ nhức mắt ánh sáng màu trắng từ thú hồn bên trong thấm ra, đem chọn cái đan điền lồng cháo. Trên tam phẩm chờ hồn thuật tốc độ tu luyện nhanh hơn, chẳng qua là nửa giờ công phu, dịch thần lại cảm giác thú hồn có thể chứa hồn lực đến một cái điểm giới hạn nhị phẩm hồn thuật cần một giờ mà tam phẩm hồn thuật lại chỉ cần nửa giờ đây cũng quá nhanh chứ dịch thần phi thường khiếp sợ trên mặt không biết là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc bất quá càng làm cho dịch thần cảm thấy không tưởng tượng nổi là đương thú hồn không gian toàn bộ bị hồn lực chiếm hết lúc hấp lực lại không có tiêu thất như cũ không ngừng hấp thu hồn lực chuyện gì xảy ra đều đến một cái điểm giới hạn hấp lực thế nào còn không có dừng lại Chẳng lẽ, tình huống như vậy để cho dịch thần phi thường giật mình, hắn không nhịn được hồi tưởng lại ngày đó hắn lên cấp trung cấp tình hình. Quả nhiên, rất nhanh thú hồn lại truyền tới căng đau cảm giác, bên trong đã không có chút nào không gian, nhưng hồn lực vẫn là liên tục không ngừng rót vào, ẩn chứa ở bên trong hồn lực không ngừng bị áp xúc đè thêm co rút. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, dịch thần cắn chặt hàm răng cây, không có phát ra một chút thanh âm. Cũng không có bấm pháp quyết, như cũng không ngừng hấp thu hồn lực, Lạc két, đương thú hồn bên trong hồn lực trở nên tinh thuần vô cùng lúc. Chỉ chốc lát sau, một đạo giống như thủy tinh bình thường tiếng vỡ vụn từ vùng đan điền truyền ra, vẻ này căng đau cảm giác toàn bộ tiêu thất, Dịch thần cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng. Oanh, trói buộc hồn lực tăng thêm cách mô bị phá vỡ, một cái mạnh hơn hấp lực từ Dịch thần trong cơ thể thấm ra, trong thiên địa hồn lực biên cuồng bị hắn hấp thu. Cỗ lực hút này so mới vừa rồi mạnh hơn gấp mấy lần, Dịch thần giống như hút sạch bình thường cướp đoạt thiên địa hồn lực liền như vậy duy trì nửa khắc chuông thời gian đương hấp lực hoàn toàn sau khi biến mất dịch thần mới bóc gãy pháp quyết đồng thời nội thị đan điền tình huống chỉ thấy thú hồn thể tích đạt tới oản nhi kích cỡ tương đương ẩn chứa ở bên trong hồn lực càng tinh thuần cùng khổng lồ cứ như vậy lên cấp âm hồn cảnh cao cấp cảm ứng hạ ẩn chứa tại thú hồn bên trong hồn lực dịch thần có gan không chân thực cảm giác hết thảy các thứ này giống như trong mộng nếu như dịch thần nhớ không lầm nói dịch ra những thiên tài muốn tự âm hồn cảnh trung cấp lên cấp đến âm hồn cảnh cao cấp, ít nhất cần 2 tháng. Mà Dịch Thần tại 5 ngày trước mới từ âm hồn cảnh sơ cấp lên cấp đến trung cấp. Mà từ trong bậc lên cấp đến cao cấp chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày. Thế này tốc độ so với những cái được gọi là thiên tài mau hơn gấp mấy chục lần. Thế này tốc độ tu luyện quả thực để cho người điên điên cuồng, nếu như vậy cũng gọi tầm thường nói, như vậy những cái được gọi là thiên tài lại tính là gì? Trong lúc nhất thời Dịch Thần hoàn toàn sướng sốt hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng biến hóa kim quang, trong ánh mắt lóe lên ra thần sắc phức tạp. Tầm thường, rất nhanh dịch thần liền kịp phản ứng, nhếch miệng lên một tia cười khẽ, trong ánh mắt lóe lên ra âm lãnh vẻ, quả đấm trong nháy mắt nắm chặt đứng lên, phát ra cà cạc chói tai âm thanh. Chương 5, Thiên thư bí mật, cái này bản vô tự thiên thư dịch thần cũng không xa lạ, ngày đó đưa hắn đập choáng váng chính là hắn. Bất quá tại hắn lúc sinh ra đời, thiên thư cũng không có cùng hắn cùng xuất hiện, mà là dịch thần một lần buồn chán leo lên phòng hút xem tin lúc, mới phát hiện cái này bản thiên thư vững vàng tạp tại trên nóc nhà. Cũng chính bởi vì thiên thư xuất hiện, dịch thần mới hoài nghi có phải hay không thiên thư đưa hắn đưa đến cái thế giới này, bởi vì này bản thiên thư với hắn có một loại máu thịt liên kết cảm giác, hắn hình như là dịch thần một phần thân thể. Có thể qua nhiều năm như vậy, dịch thần một mực tại mầy mò cái này bản thiên thư, có thể hắn lại không có bất kỳ phản ứng, nhìn giống như là bình thường sách vở. Ban đầu nếu không phải thiên thư nguyên nhân, ta cũng sẽ không hội sẽ tiếp thu được nhất cấp thú hồn, bị chụp thượng dung mới cái này mũ máu một cái. Lộn thủ hạ bên trong thiên thư, dịch thần thầm hận nói. Kỳ thực dịch thần sở dĩ tiếp nhận được nhất cấp thú hồn, với thiên thư có cực lớn quan hệ. Mà thú sau khi chết linh hồn, hội sẽ bảo lưu một loại đặc thù bản năng, chúng nó hội sẽ căn cứ truyền thừa người thiên phú lựa chọn chủ nhân. Chỉ có siêu cường tu luyện thiên phú, mới sẽ bị cao cấp thú hồn chọn. Mà dịch thần hắn rõ ràng nhớ, ban đầu có một cái bát cấp thú hồn hướng hắn bay tới, chuẩn bị cùng hắn dung hợp. Bát cấp thú hồn thế nhưng dịch ra truyền thừa cảnh cấp bậc cao nhất thú hồn, từ dịch ra kiến tộc tới nay, cũng chỉ có một người dung hợp thành công, vị kia chính là dịch thần phụ thân. Dịch thần cũng biết bát cấp thú hồn mạnh mẽ, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận, cùng bát cấp thú hồn dung hợp. Coi như tại hắn lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị lúc rời đi, dị biến xảy ra. Một mực bị hắn mang trong người thượng thiên thư, đột nhiên có phản ứng, bắt đầu run không ngừng đứng lên, hơn nữa thả ra ra nhức mắt ánh sáng màu vàng. Sau đó tại truyền thừa cảnh một cái nơi hẻo lánh, đột nhiên bay ra một đoàn mũ thải ban lan vật thể, hắn tại dịch thần còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ sông vào đan điền, cũng đem cái kia bát cấp thú hồn thôn phệ. Không sai, chính là thôn phệ, hắn cấm chỉ dịch thần bát cấp thú hồn. Hơn nữa nhan sắc cũng bắt đầu biến chuyển, trở thành thông thường nhất bạch sắc, cũng chính là nhất cấp thú hồn. Thật là đủ gặp quỷ châu như vậy 13 đồ vật, lại chẳng qua là nhất cấp thú hồn. Hồi tưởng lại ngày đó sự tình, Dịch Thần không nhịn được bạo nổ ra một câu chửi bậy. Có thể sự thật chính là sắp xếp ở trước mắt, mặc dù hắn phi thường hy vọng thú hồn có thể phát sinh dị biến, có thể kỳ tích vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mặc dù là thế này, nhưng Dịch Thần một mực ôm một tia hy vọng, dù sao ngày đó xảy ra dị tượng phi thường không đơn giản. Cho nên hắn cũng không có lộ ra, yên lặng thừa nhận tầm thường mang đến áp lực. Không biết mới vừa rồi là không phải là thiên thư đang tác quái. Âm thầm cục cục tiếng Dịch thần mở ra thiên thư, trung gian chỉ có một tấm tờ giấy màu vàng óng. Hết thảy cùng bình thường không có gì lưỡng dạng, có thể dịch thần cặp mắt lại bị tấm kia tờ giấy màu vàng óng hấp dẫn, hơn nữa đồng tử bắt đầu dần dần phóng đại đứng lên, hình như là gặp quỷ. Bởi vì trên tờ giấy đang có một cái hoàn chỉnh đồ án. Đây không phải là tam phẩm ngự hồn thuật mạch lạc đồ sao. Tấm này tờ giấy màu vàng óng, dịch thần thôi trải qua lật xem vô số lần, hắn tin chắc lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua thế này mạch lạc đồ, Đặc biệt là cái này mạch lạc đồ, chính là được hoàn thiện sau Tam phẩm Ngự hồn thuật. Tạm thời cộng vào càng không thể nào, dịch thần từng trải qua thế nhưng dùng đao chém qua tờ giấy màu vàng óng, có thể thanh kia sắc bén đại đao cho đến đứt gãy, đều không có thể tại tờ giấy màu vàng óng lưu hạ nửa điểm vết chầy. Vừa mới phát sinh sự tình, xem ra thật cùng Thiên thư có quan hệ. Dịch thần cũng không phải là người ngu, tổng hợp các loại hắn làm ra thế này phán đoán. Có thể làm hắn nghi hướng là vẫn luôn rất an tĩnh Thiên thư thế nào sẽ có phản ứng, hơn nữa còn giúp hắn hoàn thiện không lành lặn hồn thuật. Chẳng lẽ kích động thiên thư cần môi giới hay sao? Mặc dù biết thiên thư không phải là phàm vật, nhưng không biết rõ làm sao sử dụng dịch thần, chỉ có thể khô cằn nhìn. Bất quá, nếu thiên thư có phản ứng, nói đúng là hắn có thể sử dụng, cho nên dịch thần bắt đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi chính mình làm sự tình. Chẳng lẽ là xem không lành lặn mạch lạc đồ, trải qua một phen ngẫm nghĩ, Dịch thần quay đầu nhìn về phía bị hắn tiện tay vứt bỏ ngự hồn thuật mạch lạc đồ, kinh nghi nói. Không bằng thử nhìn một chút, là ấn chứng ý nghĩ của mình, dịch thần quay đầu nhìn về phía thiên thư, đồng thời cố gắng nghĩ lại không lành lặn mây hồn thuật mạch lạc đồ. Dịch thần tập trung vạn phần tinh thần, cặp mắt nhìn chằm chằm kia một tờ giấy, rất sợ bỏ qua từng cái tế lễ. Thời gian từng chút đi qua, sau nửa canh giờ, dịch thần cảm giác cặp mắt ê ẩm, có thể tấm kia tờ giấy màu vàng óng vẫn là một chút động tính cũng không có chẳng lẽ không đúng chớp chớp ê ẩm sưng cặp mắt dịch thần tỏ ra phi thường không cam lòng coi như tại hắn chuẩn bị buông tha thời điểm tờ giấy màu vàng óng đồ án lại xảy ra biến hóa lại động một mực chú ý tờ giấy tình huống dịch thần tự nhiên phát hiện dị tượng chỉ thấy một cổ yếu ớt ánh sáng màu vàng từ trong thiên thư thấm ra cùng lúc đó ban đầu còn hoàn chỉnh không sứt mẻ mạch lạc đồ biến thành một cái không lành lặn mạch lạc đồ đồng thời có một cái kim sắc sợi tơ bắt đầu chậm rãi dọc theo, cuối cùng đem mạch lạc đồ không lành lặn bộ phận tu bổ. Màn quỷ dị này liền xuất hiện tại dịch thần mí mắt đáy hạ. Bị kim quang chiếu sáng gương mặt bắp thịt bắt đầu nhảy lên, dịch thần có thể cảm giác chính mình tim đập tại tăng tốc. Trong ánh mắt lóe lên ra vẻ kích động, nếu như không có nói bậy, dịch thần hắn rốt cuộc phát hiện thiên thư chỗ dùng. Không bằng sử dụng nửa hồn kỹ thử xem, trong lòng đã có đáy, nhưng dịch thần là nửa phần trăm nghiệm chứng, vẫn là quyết định một lần nữa thử một lần hồn kỹ là mỗi một vị hồn tu người cần thiết chiến đấu thuật chỉ có tu luyện hồn kỹ năng mới có thể thúc giục hồn lực chiến đấu nếu như không có hồn lực mà không có hồn kỹ vậy thì chờ đồng ý với vô nha lão hổ mạnh mẽ hồn kỹ có thể tăng cao hồn tu người chiến đấu năng lực hắn phẩm cấp phân cấp hòa hồn thuật một dạng đều là từ một đến mức cửu phẩm mỗi nhất phẩm có hạ bên trong bên trên tam đẳng phân chia hạ đẳng kém cỏi nhất thượng đẳng tốt nhất lúc trước dịch thần lúc rời dịch ra trước học được là nhị phẩm thượng đẳng hồn kỹ cuồng phong thối cho nên hắn chuẩn bị sử dụng cái này hồn kỹ thử xem, nhìn một chút thiên thư có không có phản ứng. Xoa xoa ê ẩm cặp mắt, dịch thần nhẹ nhả ra một cái chọc khí, loại bỏ trong lòng nghĩ bậy, sau đó bắt đầu nhớ tới thần phong thối động tác, từng cái tế lễ cũng không có bỏ qua cho. Hiu hiu, kết quả cũng không có để cho dịch thần thất vọng, lần này hắn cũng không có chờ lâu, chỉ thấy khắc tại tờ giấy màu vàng óng phía trên mạch lạc đồ trong nháy mắt tiêu thất. Trước mắt cảnh tượng cũng không có biến ảo, dịch thần vẫn là tại thế giới hiện thật, bất quá lại có một cái không thấy rõ tướng mạo tiểu kim nhân, tại tờ giấy màu vàng óng hiện lên. Hô hô, cái kia tiểu kim nhân tại dịch thần nhìn chăm chú hạ bắt đầu động, chỉ thấy hắn nhấc lên chân, một cổ mắt trần có thể thấy năng lượng màu trắng đưa nó đùi phải bọc, rồi sau đó hắn bên hông đột nhiên chuyển một cái, chân phải giống như sấm đánh bình thường quét ra. Một cước kia phi thường nhanh mạnh, tựu thật giống một trận cuồng phong xẹt qua. Tiểu kim nhân không ngừng ra chiêu, mỗi một chiêu đều là như vậy tự nhiên, không có cứng rắn cảm giác, thật giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Cuồng phong thối cảnh giới đại thành, động như cuồng phong, bất động như núi. Nhìn tên tiểu nhân kia không ngừng nhảy lên bóng dáng, dịch thần nhớ tới liên quan tới cuồng phong thối giới thiệu đến. Dịch thần tu luyện cuồng phong thối thời gian không được, vẫn không thể thật sự lĩnh hội bốn chữ này, bây giờ xem tiểu kim nhân biểu diễn, hắn có một loại thông suốt cảm giác. Bất quá dần dần, tỉ mỉ quan sát tiểu kim nhân động tác dịch thần, phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì tiểu kim nhân động tác, cùng cuồng phong thối ban đầu cước pháp ghi chép, thật giống như có một ít xuất nhập. Trong đó gia nhập rất nhiều động tác nhỏ, những thứ này tại nguyên lai like cuồng phong thối bên trong cũng không có giới thiệu, bất quá tại gia nhập những tiểu động tác kia sau đó, cuồng phong thối uy lực mạnh hơn, mà còn phi thường nối liền. Trải qua một phen sửa đổi sau, cuồng phong thối uy lực lại sánh bằng tam phẩm trung đẳng hồn kỹ. Tại đem tiểu kim nhân liên tiếp bộ động tác sau khi xem xong, dịch thần sắc mặt lóe lên ra ngạc nhiên, phi thường không thể tin được hắn không nghĩ tới, thiên thư chẳng những có thể hoàn thiện hồn thuật, hơn nữa còn có thể hoàn thiện hồn kỹ, hơn nữa trải qua hoàn thiện sau, hồn kỹ uy lực mạnh hơn. Vốn là thần phong thối chỉ có nhị phẩm thượng đẳng uy lực, mà thiên thư chẳng qua là sửa đổi mấy cái động tác nhỏ, hắn liền trực tiếp trở thành tam phẩm trung đẳng hồn kỹ. Sắc mặt bởi vì mừng như điên mà đỏ bừng lên, dịch thần hai tay không nhịn được khẽ run rẩy. Hắn mơ hồ có loại trực giác, thiên thư có được thần kỳ như vậy tác dụng, đem tới định sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn rất lâu mới bình phục phấn chấn tâm tình, dịch thần cặp mắt nhìn chằm chằm không ngừng ra chân cùng thu chân tiểu kim nhân, trong ánh mắt lóe lên ra nóng bỏng. Hồn kỹ đối với hồn tu người vô cùng trọng yếu, cho nên dịch thần tỉ mỉ quan sát tiểu kim nhân động tác, đem từng cái rất nhỏ động tác đều nhớ trong đầu. Hô, hô, ước chừng sau nửa giờ, trong phòng vang lên đá vào cảng chân phong thanh, hung mãnh dị thường, thật giống như đầy áp không cam lòng cùng căm phẫn. Bất động như núi, động như lôi đình, chương 6, gặp nạn, thú hồn dị biến, u sâu rừng rậm tràn ngập một cổ mùi hôi thối, bởi vì cây cối cảnh lá quá mức tươi tốt, ánh mặt trời bị ngăn cản ở bên ngoài không chiếu vào được. Trong rừng phi thường tối tăm, chất đầy lá cây mặt đất rất là ẩm ướt. Giống, một đạo căm phấn thú hống trong rừng rậm vang lên, sau đó tất cả bộ trưởng giống như sư tử, trên người vô số gai ngược ma thú từ trong rừng sâu bên trong chạy đến. Đây là một đầu nhất cấp ma thú thứ sư thú, có được cùng âm hồn cảnh cao cấp chống lại thực lực, nhưng lúc này hắn nhìn chính là có chút chật vật, thật giống như gặp phải mạnh hơn nó sinh vật. Muốn chạy, cửa cũng không có, tại thứ sư thú phía sau vang lên một đạo hài hước tiếng cười, một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ phía sau đuổi theo thứ sư thú. Tốc độ của hắn thật nhanh, mũi chân bị một cổ năng lượng màu trắng bọc, mỗi một lần chỉa xuống đất, tốc độ của hắn đều hội sẽ tăng cao không ít. Người này chính là dịch thần, một người một thú trong lúc đó khoảng cách đang rút ngắn, chỉ cần cấp dịch thần một chút thời gian là hắn có thể đủ đuổi kịp đầu kia thứ sư thú. Giống, nhất cấp ma thú cũng có một chút linh trí, hắn quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần dịch thần, sau đó đột nhiên quay đầu phát ra một đạo giống giận, đồng thời tàn bạo đánh về phía dịch thần. Chó gấp đều hội sẽ nhảy tường, huống chi là một đầu ma thú. Tới đúng dịp, gặp thứ sư thú phản công, dịch thần trên mặt không có chút nào hốt hoảng, lãnh đạm nhanh chóng xoay người hướng bên phải di động, tránh thứ sư thú bay nhào. Tam phẩm hồn thuật cuồng phong thối, cũng không có dừng động tác lại, dịch thần điều động hồn lực đem hai chân bọc, bên hông đột nhiên lắc một cái, chân phải mang theo tiếng xé gió quét ra. Bất động như núi, động như lôi đình, dịch thần một cước này hoàn mỹ giải thích những lời này hàm nghĩa. Tiếng xé gió giống như sấm đánh một dạng uy thế cường đại đến cực hạn. Oanh, đầu kia thứ sư thú còn chưa kịp phản ứng, béo phệ gắng ngượng bị một đá, thân hình khổng lồ bị một cổ bá đạo lực đo đánh bay, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, sau khi rơi xuống đất lại không có sinh tức. Miểu sát, không nghi ngờ chút nào miểu sát thứ sư thú có thể chống lại cao cấp âm hồn cảnh, nhưng dịch thần lại có được mạnh mẽ tam phẩm hồn thuật, cho nên đầu kia thứ sư thú bị chết không oan. Hoàn thiện sau cuồng phong thối quả nhiên rất phi phàm, uy lực so lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Sau khi rơi xuống đất, dịch thần thu hồi hồn lực, đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu kia thứ sư thú. Từ phát hiện thiên thư bí mật đến hiện tại, đã có 7 ngày. Những ngày qua dịch thần trừ củng cố tu vi tăng vọt bên ngoài, còn dư lại hạ thời gian đều đang luyện tập cuồng phong thối. Có được thiên thư cái kia tiểu kim nhân trợ giúp, dịch thần lĩnh ngộ cực nhanh, chỉ dùng 7 ngày lại nhớ phát lực mấu chốt, đem hoàn thiện sau cuồng phong thối luyện tới đại thành. Hồn lực lên cấp đến âm hồn cảnh cao cấp, hơn nữa có được tam phẩm hồn thuật, dịch thần lại quyết định tới áo tây xâm lâm, nhìn một chút chính mình thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu, vì vậy liền có mới vừa rồi một màn kia. Một đầu nhất cấp ma thú, đã không phải là ta đối thủ. Bước chân đi tới thứ sư thú bên người, dịch thần phát hiện hắn thôi trải qua tắt thở, đường hạ chính là tiếng cười khẽ. Đi tới Tây Bình Mã Tràng, đã có rất dài một đoạn thời gian không có mở mặn, hôm nay sẽ tới xem đốt toàn bộ sư tử. Chậm rãi ngồi sổ người xuống, dịch thần từ trong ngực sờ ra một cái tiểu đao sắc bén, tại thứ sư thú cứng rắn sọ đầu bên trên đâm ra một đạo lỗ hồng. Làm xong cái này, dịch thần lại tìm ra một cái đặc chế dùng để chứa thú hồn túi, cũng đem cầm đao tay thả tại thứ sư thú trên đầu. Hưu, một cổ bạch sắc hồn lực đưa cánh tay bọc, sát nhập sinh một cổ hấp lực một cái bạch sắc thú hồn theo dịch thần mới vừa rồi đâm rách vết thương bay lên trời cuối cùng bị dịch thần thu được hắc sắc trong túi đoàn kia thứ màu trắng chính là thú hồn mặc dù dịch thần không dùng được nhưng nó cũng không phải không có chỗ hữu dụng thả vào phòng đấu giá đi đấu giá vẫn sẽ có người mua thời điểm không còn sớm vẫn là mau mau trở về đi thôi dịch thần lẩm bẩm tiếng đưa tay bắt thứ sư thú vài u thịt bắp chân trước chuẩn bị kéo dài rời đi hưu đột nhiên chuẩn bị rời đi dịch thần, cảm giác phía sau có loại âm trầm cảm giác, thật giống như có vật gì nhìn chăm chú vào hắn một dạng một cổ lạnh lẻo từ lòng bàn chân thẳng hướng bụng dạ. Không phải là có mạnh mẽ ma thú đi tới vòng ngoài vị trí chứ? Dịch thần giật mình trong lòng, mọc lên một cổ dự cảm không hay, đồng thời chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn. Một đôi băng lãnh không mang chút nào cảm tình thú đồng, thật giống như nhìn chăm chú vào con mồi bình thường đe dọa nhìn dịch thần, một đầu hình thể đặc biệt to con thân ảnh xuất hiện ở trước người trên một cây đại thụ sẽ không như thế xui xẻo, lại là nhị cấp cao cấp ma thú tật phong báo. Vậy đối với âm ánh mắt lạnh lùng một cái để cho dịch thần như rớt vào hầm băng, khi thấy rõ đầu kia ma thú tướng mạo sau, dịch thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhị cấp ma thú có thể cùng dương hồn cảnh chống lại, dịch thần âm hồn cảnh tu vi cũng không đủ xem, nếu như tật phong báo phát động công kích, tứ cố vô thân dịch thần liền chỉ có một con đường chết. Có thể là mới vừa rồi chiến đấu động tính, đem đầu này tật phong báo hấp dẫn tới, cái này làm cho dịch thần thầm tự ảo não. Mới vừa rồi còn là khinh thường, sớm biết nên đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng dịch thần cũng không có hốt hoảng, hắn ngừng thở đứng tại chỗ, cùng tật phong báo đối mặt. Trốn nói chỉ có một con đường chết, chỉ có cùng nó rằng co, mới có thể tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Tật phong báo cũng không có dẫn đầu tấn công, thông qua tỉ mỉ quan sát, dịch thần phát hiện đầu kia tật phong báo khóe mắt liếc qua, lại là thả ở đó đầu chết đi thứ sư thú trên người nguyên lai là muốn cướp đoạt ta con mồi có sự phát hiện này dịch thần trong lòng có chút vui mừng thứ sư thú là dịch thần chém chết con thứ nhất ma thú có được phi thường đặc thù ý nghĩa vốn là muốn mang về nướng toàn bộ sư tử bây giờ làm tính mệnh lo nghĩ hắn cũng chỉ có thể buông tha con mồi thật là xui thầm mắng trong lòng tiếng dịch thần buông ra bắt thứ sư thú chân trước hai tay cặp mắt tiếp tục cùng tật phong báo mắt đối mắt mà thân thể lại bắt đầu chậm chạp hướng về phía sau di động cuối cùng thối lui đến khoảng cách thứ sư thú thi thể xa 20 mét địa phương. Thấy dịch thần động tác, đầu kia tật phong báo từ trên cây nhảy hạ, đi tới thứ sư thú bên cạnh thi thể. Tại dịch thần cảnh giác nhìn chăm chú hạ, rỗi ra mũi tại thứ sư thú trên thi thể ngửi một cái, rồi sau đó hướng dịch thần phát ra nặng nề tiếng gào, thật giống như muốn đuổi hắn rời đi. Hãy đợi đấy, tới tay con mồi cứ như vậy bị chiếm đoạt, dịch thần phi thường khó chịu. Nhưng quả đấm chính là đạo lý cứng rắn, hận hận mắt nhìn tật phong báo dịch thần quay đầu chuẩn bị rời đi. Vèo, coi như tại hắn quay đầu một khắc kia, dịch thần phía sau vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo tàn ảnh tàn bạo hướng hắn bay nhào mà tới. Hỏng bét, mắc lừa, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, dịch thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi, mau mau vận chuyển linh lực bọc dơ lên hai cánh tay, vặn eo xoay người về phía sau đánh tới. Oanh, một cái vai u thịt bắp thú chảo cùng dịch thần hai quả đấm đụng vào nhau, một đạo trầm đục tiếng vang từ chỗ va chạm truyền ra, sau đó dịch thần trực tiếp bị một cổ trấn lực đẩy lui ra vài chục bước. Hai cái cánh tay thật giống như chết lặng một dạng không cảm giác, dịch thần miệng hùm bị đều đánh rách, miệng góc tràn đầy ra một tia máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, phát hiện phát động công kích chính là tật phong báo, đương hạ cặp mắt âm lạnh lên. Nhị cấp ma thú linh trí cao hơn, đánh lén thất bại tật phong báo, cũng không hề từ bỏ lùng giết dịch thần, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhào hướng dịch thần. Nương, thật sự cho rằng ra ta sợ ngươi sao? tật phong báo mục tiêu không chỉ là thứ sư thú thi thể hắn còn muốn đem dịch thần cũng cùng nắm hạ cái này làm cho dịch thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi thấp giọng mắng muốn ta chết người cũng phải làm tốt lột một lớp da chuẩn bị nói ra một câu tàn bạo nói dịch thần hai chân trong nháy mắt bị hồn lực bọc hắn chân trái dùng sức đột nhiên nhảy một cái thân thể đằng không bay lên chân phải đồng thời câu làm xong mỹ xúc lực đường cong tam phẩm hồn kỹ cuồng phong thối quát lạnh một tiếng dịch thần đùi phải thật giống như như cuồng phong quét về phía tật phong báo, uy thế vô cùng mãnh liệt, tiếng xé gió vang lên. Oanh, đùi phải cùng tật phong báo thân hình khổng lồ đụng vào nhau, thời gian vào giờ khắc này thật giống như dừng lại lưu động, hai người giữ như vậy tư thế bất động. Phốc, chỉ chốc lát sau, giữa không trung dịch thần lui về phía sau bay rớt ra ngoài, trong miệng nhả ra một cái đỏ tươi máu tươi, mà đầu kia tật phong báo cũng bị một cổ cự lực đẩy lui chừng mấy thước. Bành, dịch thần hắn ngã xuống tại một cây đại thụ hạ, lúc này hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động, đặc biệt là đùi phải, thật giống như đứt rời bình thường không cảm giác. Nhị cấp ma thú quá mạnh, căn bản không phải âm hồn cảnh có thể đối phó. Dịch thần cảm giác toàn thân mất sức, động một hạ đều khó khăn, mà đầu kia tật phong báo lại bình yên vô sự, tại ổn định thân hình sau, chậm rãi hướng dịch thần đi tới. Không có lực phản kháng dịch thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn tật phong báo đến gần, đương đầu kia tật phong báo đi tới dịch thần trước người lúc, hắn có thể đủ ngửi được một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Tử thần tại hướng hắn vẫy tay, thật vất vả đi tới cái thế giới này một chuyến, chẳng lẽ hôm nay phải chết tại con súc sinh này móng vuốt hạ. Trong ánh mắt lóe lên ra không cam lòng, dịch thần hắn không muốn cứ như vậy uất ức chết đi, hắn còn là tới kịp hướng người khác chứng minh chính mình. Đương quyết tâm bên trong sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bất kể dịch thần trong lòng nghĩ cái gì, tật phong báo cũng không hội sẽ quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì mới vừa rồi dịch thần công kích khiến nó cảm thấy đau đớn, hắn quyết định muốn đem trước mắt cái này tiểu ra hỏa giết chết, sau đó xé ra hắn thân thể toàn bộ nuốt vào trong bụng đi. Giống, thâm hậu giữa phát ra một đạo tàn bạo thú hống, tật phong báo mở ra miệng to như chậu máu, hướng dịch thần đầu nhào cắn đi qua. Không, tinh phong đập vào mặt, dịch thần cặp mắt trở nên huyết hồng, trở lực phát ra không dám hô to. hưu không biết có phải hay không là dịch thần dục vọng cầu sinh, hay là hắn kia một đạo giống giận tạo tác dụng kia bản an tĩnh nằm tại hắn trong ngực thiên thư, đột nhiên cấp xạ mà ra, đâm vào đầu kia tật phong báo đầu. Tấn công hơi ngừng, tật phong báo miệng to như chậu máu, khoảng cách dịch thần không tới 3 cm, nếu như đi về trước nữa vào một điểm, sau người đầu xác chạy không khỏi bị cắn đến nát bấy kết quả. Máu tươi từ tật phong báo trên đầu tràn đầy ra, vốn đang sinh long hoạt hổ hung tàn tật phong báo, bị thiên thư một chiêu đánh trúng chỗ yếu, đồng tử mất đi màu sắc bắt đầu tan giả. Đột nhiên tình huống, để cho dịch thần hơi sửng sờ, Hắn không nghĩ tới thiên thư lại sẽ tự động công kích, đem trước mắt đầu này mạnh mẽ tật phong báo giết chết. Hưu, sen vào tại tật phong báo đầu thượng thiên thư, thả ra ra nhức mắt kim quang, hơn nữa bắt đầu khẽ run rẩy. Ông, trong khoảnh khắc đó, Dịch Thần cảm giác đan điền thú hồn cũng bắt đầu đi theo lay động, thật giống như bị không khỏi triệu hoán. Hưu, cuối cùng tại Dịch Thần nhìn chăm chú hạ, chính hắn thú hồn lại quỷ dị từ trong đan điền bay ra, lơ lửng tại tật phong báo trên đỉnh đầu bạch sắc thú hồn bắt đầu khuấy động đứng lên, tạo thành một cái thả ra ra mãnh liệt hấp lực vòng xoáy. Cùng lúc đó, thiên thư thu liếm kim quang, lần nữa bay trở về đến dịch thần trong ngực, mà một cái trong suốt thú hồn, từ mới vừa rồi thiên thư tạo thành vết thương chậm rãi mọc lên, bị dịch thần thú hồn tạo thành vòng xoáy hút vào. Đây là thôn phệ, trang cảnh này dịch thần cũng không xa lạ, ban đầu tại truyền thừa cảnh hắn chỉ thấy biết một lần, lúc ấy hắn mới vừa tiếp nhận được bát giai thú hồn, chính là như vậy bị cắn nuốt hết. Toàn bộ thôn phệ quá trình thật nhanh, đường tật phong báo thú hồn bị hoàn toàn thôn phệ sau, cái kia vòng xoáy cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng lần nữa biến thành bạch sắc thú hồn. Chỉ bất quá dịch thần kinh ngạc phát hiện, chính mình thú hồn chướng đại không ít. Hưu, cuối cùng cái kia thú hồn khẽ run lên, nhanh chóng hướng dịch thần xông lại, lần nữa trở lại đan điền. Mà cũng vào thời khắc ấy, dịch thần cảm giác một cổ cảm giác mệt mỏi cùng đau nhức đánh tới, hắn không kịp rời đi mảnh này nguy hiểm rừng rậm, cổ lệch một cái cứ như vậy té xỉu rồi chương 7, thú hồn thăng cấp, nhị cấp thú hồn, kỳ quái, ta thú hồn thế nào sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại dịch thần, ngồi tại tật phong báo bên cạnh thi thể trên mặt đất, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, chờ đến hắn khi tỉnh dậy, liền bắt đầu kiểm tra thương thế trên người, kết quả phát hiện mới vừa rồi sở thụ thương lại quỷ dị được, toàn thân bên trên hạ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đặc biệt là khi hắn kiểm tra trong đan điền thú hồn lúc, phát hiện mình nguyên vốn chỉ có nhất cấp thú hồn, thể tích lại lớn không ít, lên cấp trở thành nhị cấp thú hồn. Chẳng lẽ là mới vừa rồi thôn vệ tật phong báo thú hồn, mà khiến cho ta thú hồn thăng cấp. Hồn mê trước xảy ra sự tình, dịch thần cũng không nhớ, đương hạ bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ ta thú hồn, có thể thông qua thôn vệ khác thú hồn thăng cấp. Càng muốn dịch thần thì càng khẳng định, từ ban đầu truyền thừa cảnh thôn vệ thú hồn, đến hiện tại thôn vệ tật phong báo thú hồn, các loại dấu hiệu tỏ rõ, dịch thần trong đan điền thú hồn không đơn giản. Nếu quả thật là thế này, vậy sau này chẳng phải là có thể thông qua không ngừng thôn phệ, để cho thú hồn đến đẳng cấp cao nhất. Khắp khuôn mặt là mừng như điên, dịch thần không nhịn được tim đập rộn lên. Tu giả cả đời chỉ có thể tiếp nhận một lần thú hồn truyền thừa, cũng liền biểu thị thú hồn đẳng cấp mãi mãi cũng không sẽ cải biến, mà dịch thần thú hồn có thể thôn phệ thăng cấp, thậm chí là đạt tới cao nhất cửu cấp thú hồn. Xem ra chính mình ban đầu tiếp nhận cũng không phải rác thải thú hồn, mà là có thể thôn vệ thăng cấp thú hồn. Dịch thần thật là không pháp tướng tin, hạnh phúc lại đến mức như thế đột nhiên. Thú hồn đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Dịch thần sở dĩ tốc độ tu luyện theo không kịp, cũng là bởi vì thú hồn phẩm cấp quá thấp. Mà nếu như thú hồn có thể thăng cấp, dịch thần sớm muộn hội sẽ đuổi kịp người khác bước chân. Mà còn thú hồn tại lên cấp sau đó, có thể chứa hồn lực, là nhất cấp thú hồn lúc gấp đôi. Kích động một lúc lâu, dịch thần mới chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt mừng như điên biến chuyển trở thành ngưng trọng. Đi tới Long Uyên đại lục lâu như vậy, Dịch Thần chưa từng nghe nói qua có thể thăng cấp thú hồn, loại này cấp độ nghịch thiên đồ vật, với hắn mà nói thế nhưng một thanh kiếm hai lưỡi, một cái không tốt liền hội sẽ đưa tới họa sát thân. Bởi vì Dịch Thần từng nghe nói, có một ít tu giả có được đặc thù bí thuật, có thể đưa hắn người thú hồn lấy ra, cho nên Dịch Thần vô luận như thế nào bảo vệ phòng thủ thú hồn có thể thăng cấp bí mật. Cái này bản thiên thư cũng không đơn giản, cũng không thể bị bất luận kẻ nào biết. Dịch thần đưa tay sờ vào ngực giữa, đem mới vừa rồi cứu mình tính mệnh thiên thư nắm ra, vô cùng ngưng trọng nói. Áo tây xâm lâm còn có càng mạnh mẽ ma thú, vẫn là mau rời đi thì tốt hơn. Một cổ âm gió lạnh thổi qua đến, dịch thần lạnh run, nhanh chóng đem thiên thư thu cất, đồng thời đứng dậy. Mới vừa rồi gặp phải nhị cấp ma thú, suýt nữa muốn dịch thần tính mệnh, hắn nhìn mắt tật phong báo băng lãnh thi thể, vô cùng khó chịu đạp một cước. Suýt nữa nhỏ hơn ra tính mệnh, tối nay liền làm một nướng toàn bộ sự vật hận hận nói ra những lời này, dịch thần đưa tay bắt tật phong báo vai u thịt bắp chân trước, cảnh giác nhìn chung quanh một cái tình huống, cũng không phát hiện nguy hiểm, lúc này mới kéo dài tật phong báo thi thể rời đi. Áo tây xâm lâm cách mã chàng không xa, rất nhanh dịch thần trở về đến nơi chú quân, nơi này còn là giống như với hướng một dạng yên lặng. Tại trải qua ấn nguy sở tại phòng lúc, dịch thần thân thể nhẫn không được bữa bữa. Vị kia ấn nguy thôi tắc kinh quan thất thiên, nếu như không phải là hắn có phân phó, dịch thần đã sớm xông vào xem một chút, muốn chắc chắn hắn có thể chết hay không ở bên trong tốt ở đó năm vị hắc y nhân chưa có tới nơi này dò xét nếu không đem sẽ gặp phải không nhỏ phiền toái âm thầm cục cục tiếng dịch thần lắc đầu một cái sau đó kéo dài tật phong báo đi về phía phòng mình nếu như không phải là ấn nguy cấp không lành lặn hồn thuật dịch thần cũng không sẽ phát hiện thiên thư bí mật cho nên nói dịch thần còn muốn cảm ơn ấn nguy cho nên để cho hắn ở chỗ này nhiều ở một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì đi tới chỗ ở dịch thần đem tật phong báo ném ở ngoài cửa mà hắn là đẩy cửa tiến vào căn phòng trở tay đóng cửa lại sau đó lại ngồi xếp bằng ở giường trên giường không biết cái kia dịch tiệp tu luyện tới cảnh giới gì nhẹ nhả ra một cái chọc khí dịch thần cặp mắt thoáng hiện lên một bôi âm lãnh hắn mãi mãi cũng sẽ không quên chính mình giống như chó nhà có tan một dạng bị quét ra môn tình hình hãy đợi đấy nếu là không đưa ngươi dịch tiệp đánh cho thành đầu heo ta dịch thần từ đó không họ dịch sắc mặt trở nên kiên định dịch thần quả đấm nắm chặt có được thần bí thiên thư cùng với có thể thăng cấp thú hồn dịch thần có vượt qua người khác lòng tin đặc biệt là cái kia hãm hại chính mình dịch tiệp dịch thần tuyệt đối muốn đòi lại cái công đạo bất quá ban đầu dịch thần rời đi dịch ra lúc dịch tiệp đã là trung cấp âm hồn cảnh cho nên dịch thần còn cần cố gắng gấp bội mới được nhị cấp thú hồn tốc độ tu luyện so nhất cấp thú hồn mau hơn gấp đôi ta nhưng không thể lãng phí thời gian dịch thần nội thị hạ đủ to cỡ nắm tay tiểu thú hồn sau đó đưa tay sờ vào ngực giữa tìm ra một viên đỏ như màu máu đá kia viên đỏ như màu máu đá chính là ấn nguy đưa cho hắn nhị tinh hồn linh thạch là tăng thêm tốc độ tu luyện dịch thần chuẩn bị đưa nó hấp thu cẩn thận đem kia viên hồn linh thạch đặt vào trước người dịch thần nhắm lại bên trên cặp mắt sâu hít sâu một cái khí đuổi trong lòng nghĩ bậy sau đó liền bắt đầu vận chuyển ngự hồn thuật hiu một cổ năng lượng màu trắng từ dịch thần trong đan điền thấm ra nhanh chóng hướng hồn linh thạch cấp xạ đi, đem huyết hồng sắc hồn linh thạch bọc. Thú hồn khẽ run hạ, bắt đầu vặn vẹo, cũng tạo thành một cái vòng xoáy, thả ra ra vô cùng mạnh mẽ hấp lực. Một cổ vô hình năng lượng, đem kia viên hồn linh thạch nâng lên. Ở đó cổ hấp lực tác dụng hạ, một cổ huyết hồng sắc hồn lực từ hồn linh thạch bên trong thấm ra, bị dịch thần hút vào trong cơ thể. Này cổ hồn lực không có chút nào tạp chất, vô cùng tinh khiết, theo kinh mạch bơi tới vùng đan điền, nhanh chóng rót vào thú hồn bên trong nhìn thấy một màn này dịch thần tinh thần chấn động thở dài nói tốt tinh thuần hồn lực nếu như là hấp thu trong thiên địa hồn lực muốn trải qua thời gian rất lâu rèn luyện cần hao phí cực lớn tinh lực mà trực tiếp từ hồn linh thạch bên trong hấp thu có thể tỉnh hạ vô cùng đại công phu cùng thời gian nhị cấp thú hồn để cho tốc độ tu luyện trực tiếp nhanh gấp đôi hơn nữa có được nhị tinh hồn linh thạch lên cấp dương hồn cảnh trong tầm tay thú hồn giống như hút sạch một dạng hấp thu hồn lực cái này làm cho dịch thần mọc lên một cổ mãnh liệt tự tin lúc trước chỉ có nhất cấp thú hồn cùng nhất cấp hồn thuật hắn cũng có thể đem tu vi tu luyện tới âm hồn cảnh trung cấp bây giờ có được tốt hơn công pháp và càng cao cấp thú hồn tốc độ tu luyện này đây hướng gấp mấy lần hắn tin tưởng khoảng cách lên cấp dương hồn cảnh này sẽ không quá xa thú hồn bên trong hồn lực với mắt trần có thể thấy tốc độ tăng thêm nửa khắc chuông công phu dịch thần lại cảm giác thú hồn xuất hiện một loại chướng bụng cảm giác cái này cũng biểu thị thú hồn chứa không gian tức đem đến cực điểm có được hồn linh thạch chính là khác nhau, thời gian tu luyện rút ngắn mười mấy lần. Không nhịn được than thở tiếng, dịch thần chuẩn bị bóp gãy pháp quyết. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, dịch thần hắn mặt liền biến sắc, hắn phát hiện, tu luyện lại không dừng được, thú hồn thả ra ngoài hấp lực vẫn là mãnh liệt như vậy, cuồn cuộn không đoạn hồn lực bị hắn hút vào thú hồn bên trong, vẻ này căng đau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tại hồn lực lên cấp thời điểm, sẽ xuất hiện thế này tình hình, nhưng vào lúc đó, dịch thần căn bản không cần vận chuyển hồn thuật. Mà tình huống bây giờ chính là, dịch thần hắn muốn dừng lại tu luyện, nhưng thú hồn lại không có động tính chút nào, như cũ thả ra ra hấp lực, thật giống như bị không khỏi dẫn dắt mà không dừng được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dịch thần tại lúc thời điểm tu luyện, cho tới bây giờ cũng không có gặp phải tình huống như vậy, đương hạ hắn trên chán tràn đầy ra mồ hôi lạnh. Nếu như không thể ngừng đi xuống, thú hồn sớm muộn sẽ bị cuồn cuộn không đoạn hồn lực căng nứt, đến lúc đó dịch thần tân khổ cực khổ tu luyện ra đến tu vi đem sẽ trả chư vào chảy về hướng đông. Dừng lại cho ta a thú hồn truyền tới càng đau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, dịch thần sau lưng trường Sam đã bị mồ hôi làm ướt, hắn liều mạng khống chế thú hồn, có thể toàn bộ cố gắng đều là phí công, cái này làm cho hắn càng lo lắng. Linh lực tại thú hồn bên trong cuồn cuộn, lúc này thú hồn đã không có nhiều dư không gian, hắn đang không ngừng chướng đại cùng thu nhỏ lại, thật giống như sắp nổ tung một dạng tình huống vô cùng nguy cấp. Cái này tiểu ra hỏa lá gan thật đúng là lớn, chỉ có âm hồn cảnh tu vi, lại dám trực tiếp hấp thu nhị tinh hồn linh thạch. Một đạo kình phong thoáng hiện lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thần căn phòng, khi hắn thấy Dịch Thần đối mặt hiểm cảnh lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn phòng có người xông vào, Dịch Thần tự nhiên có thể bắt được, bất quá hiện tại hắn tình cảnh phi thường không ổn, hắn cảm giác đan điền đều sắp bị nổ nát. Cho nên chẳng qua là vội vã xem ra người liếc mắt, phát hiện hắn lại là ấn nguy kia lão đầu có thể thuận lợi đem thương dưỡng hảo, cũng nhiều thua thiệt ngươi cái này tiểu gia hỏa, để cho ta giúp ngươi một cái, coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Mang trên mặt hòa ái vẻ, ấn nguy bước chân đi tới dịch thần bên người. Ngươi muốn làm gì, cũng không biết ấn nguy có ý gì, dịch thần thần kinh căng thẳng, quay đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ấn nguy. Chớ khẩn trương tiểu gia hỏa, ấn nguy cười khanh khách nhìn chặt trương dịch thần, khẽ cười một tiếng. Sau đó hai tay ở trước người khoa tay múa chân ra một cái kỳ lạ thủ thế, một cổ lam sắc hồn lực đưa hắn hai tay bọc lam sắc hồn lực mỗi một cảnh giới thú hồn nhan sắc đều hội sẽ sinh ra biến hóa mà dịch thần còn chưa từng nghe nói qua lam sắc hồn lực cái này làm cho hắn phi thường kinh ngạc mơ hồ cảm giác trước mắt vị này lão người mạnh vô cùng bất quá đối phương không có định ý cái này làm cho dịch thần thở phào nhìn ấn nguy giữa hai tay vẻ này lam sắc hồn lực trong ánh mắt thoáng hiện lên nóng bỏng cùng khát vọng thu thật giống như biết dịch thần đang suy nghĩ gì ấn nguy thoải mái cười một tiếng trong miệng phát ra một đạo tiếng quát, chắp hai tay chỉ hướng Dịch Thần Đan Điền. Hưu, luồng năng lượng màu xanh lam kia xông vào Dịch Thần trong cơ thể, đụng tại căng giống như khí cầu một dạng thú hồn bên trên. Trong khoảnh khắc đó, ẩn chứa tại thú hồn bên trong hồn lực bắt đầu không ngừng áp xúc đứng lên, thành thiên thượng vạn hồn lực bị điên cuồng đè ép chung một chỗ. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện, Dịch Thần thú hồn bên trong hồn lực bắt đầu dần dần giảm bớt, nhưng hồn lực lại càng ngưng tụ cùng tinh thuần thú hồn giống như phiên giang đảo hải bình thường khuấy động, nguyên bản chướng đại giống như khí cầu một dạng thú hồn, bắt đầu với mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai cỡ như vậy, căng đau cảm giác hoàn toàn tiêu thất. Hưu, bất quá, thú hồn hấp lực cũng không có tiêu thất, đương khôi phục lại bình thường lớn nhỏ lúc, đột nhiên một cổ càng cường lực hấp lực truyền tới. Lúc này dịch thần thôi trải qua thành công bóp gãy pháp quyết, nhưng thú hồn lại thả ra ra càng thêm mãnh liệt hấp lực. Bất quá dịch thần lần này dịch thần cũng không có khẩn trương, trên mặt hắn ngược lại lộ ra nét mừng, bởi vì loại tình huống này hắn gặp được hai lần. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc, hồn lực trải qua không ngừng rèn luyện trở nên tinh thuần, còn chạm tới tăng cảnh giới lên cơ hội. Bên cạnh xem ấn nguy, cảm ứng được dịch thần thú hồn biến hóa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. chương 8, đột phá, bái sư, ầm, một đạo trầm đục tiếng vang tiếng từ dịch thần trong đan điền truyền ra, sau đó thú hồn thả ra ngoài hấp lực càng thêm mãnh liệt, điên cuồng hấp thu nhị phẩm hồn linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Trong đan điền thú hồn nhan sắc bắt đầu biến chuyển, vốn là âm hồn cảnh hồn lực nhan sắc là bạch sắc, mà hiện tại hồn lực nhan sắc lại bắt đầu biến chuyển, từ bạch sắc biến thành hắc sắc. Cảnh giới thứ hai là dương hồn cảnh, thú hồn hòa hồn lực nhan sắc là hắc sắc, xem ra thật là muốn lên cấp. Một mực chú ý thú hồn biến hóa, dịch thần trên mặt hiện lên ra vui mừng. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, dịch thần muốn tấn thăng dương hồn cảnh ít nhất cần 3, 4 tháng. Mà lần này hấp thu hồn linh thạch gặp phải nguy hiểm, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc. Trong lòng mặc dù kích động, nhưng Dịch Thần sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhắm hai mắt lại nội thị thú hồn, không dám rời đi ánh mắt, rất sợ xảy ra lần nữa ngoài ý muốn. Nhị cấp hồn linh thạch ẩn chứa hồn lực phi thường khổng lồ, nhưng tại Dịch Thần hấp thu hạ, lại với mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, cuối cùng trực tiếp bị hút chỉ còn hạ trống rỗng. Bành, mất đi hồn lực hồn linh thạch nhan sắc biến thành thổ hoàng sắc, không có chút nào quang trạch rơi xuống ở giường trên giường, phát ra một đạo trầm đục tiếng vang. Mà dịch thần trong cơ thể hấp lực, cũng trong khoảnh khắc đó tiêu thất đến vô ảnh vô tung. Một cái hắc sắc thú hồn lơ lửng tại trong đan điền, hắn hình thể thu nhỏ lại không ít, nhưng ẩn chứa tại thú hồn bên trong hồn lực, chính là ban đầu gấp đôi có dư, mà còn càng tinh thuần. Rốt cuộc lên cấp dương hồn cảnh, nóng bỏng nhìn hắc sắc thú hồn, dịch thần quả đấm nắm chặt, trên mặt tràn đầy kích động. Ngắn ngủi 7 ngày, hắn tu vi liền từ âm hồn cảnh trung cấp, tăng lên tới dương hồn cảnh. Căn cứ hắn với hướng giải, dịch ra những thiên tài, muốn tu luyện tới cảnh giới này, cũng phải cần 4 tháng. Mà dịch thần chỉ dùng 7 ngày, mặc dù quá trình phi thường kinh hiểm, có vận khí tốt nguyên nhân, nhưng có lúc vận khí cũng là một loại thực lực. Mỗi một cảnh giới trong lúc đó tranh lệch đều phi thường to lớn, lên cấp dương hồn cảnh dịch thần, thính giác cùng thị giác nhạy cảm hơn, toàn thân bên trên hạ tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nếu như hiện tại lần nữa gặp phải tật phong báo, dịch thần có lòng tin thủ thắng. Chẳng qua là 7 ngày liền tăng lên hai cái tu vi đẳng cấp, xem ra cái này tiểu gia hỏa tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm. Ở bên cạnh một mực nhìn chăm chú dịch thần ấn nguy, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị, thầm từ nói. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Rất lâu mới khôi phục tâm tình kích động, dịch thần từ trên giường nhảy hạ, hướng ấn nguy thi lễ một cái. Dịch thần hắn luôn luôn ân oán rõ ràng, mới vừa rồi nếu như không phải là ấn nguy xuất thủ tương trợ, đừng nói lên cấp dương hồn cảnh, sợ rằng hiện tại hắn cũng còn giữ nhiều lành ít một cái nhấc tay mà thôi không cần để ở trong lòng ấn nguy dừng dưng khoát khoát tay mặc dù đối với dịch thần nói không ưa nhưng trong lòng đối với dịch thần nhiều một phần hào cảm có thể sử dụng gia tộc bản tính chỉ có thành viên gia tộc mà ngươi họ dễ chẳng lẽ ngươi là người nhà họ dịch tiền bối đoán không lầm vãn bối là dịch ra dòng chính thành viên đối với ấn nguy dịch thần đã không có quá nhiều phòng bị vô cùng dứt khoát nói dòng chính thành viên ấn nguy trong ánh mắt thoáng hiện lên hoài nghi dòng chính thành viên chảy xuôi tinh khiết nhất gia tộc huyết dịch đều sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nơi nào hội sẽ giống như dịch thần thế này sống đến mức như thế chán nản vãn bối đúng là dịch ra dòng chính thành viên chẳng qua là dịch thần đơn giản đem tiếp nhận được thú hồn sau đó bị lưu đày tới tây bình mã chàng quá trình nói một lần còn như thú hồn đẳng cấp đương nhiên là nhị cấp thú hồn dù sao hắn hiện tại thú hồn thôi trải qua lên cấp làm nhị cấp nếu như nói nhất cấp nói, đem tới sợ rằng sẽ đưa tới hiểu lầm. Nguyên lai là thế này, lẳng lặng nghe xong dịch thần nói sau, Ấn Nguy cuối cùng là thư thái, sâu sâu mắt nhìn dịch thần, nói ta ngồi hạ đang cần một tên đệ tử, nếu như ngươi nguyện ý nói, có thể bái nhập ta môn hạ. Đột nhiên nói, để cho dịch thần sướng sở, Ấn Nguy ý tứ, kỳ thực chính là muốn thu hắn làm đồ. Ấn Nguy mang theo một tia cảm giác thần bí, tu vi vô cùng mạnh mẽ, như có bái ông ta làm thầy, dịch thần có thể có được hắn chỉ điểm mà còn còn có thể được tốt hơn tu luyện chi thuật, tiến bộ đem sẽ nhanh hơn. Vãn bối thú hồn đẳng cấp chỉ có nhị cấp, tốc độ tu luyện nhất định có thể so với người khác chậm, thật giống như không có gì đặc biệt địa phương chứ. Nếu như là người khác, đã sớm kích động đến không thể tự mình, nhưng dịch thần lại vô cùng bình tĩnh, cũng không phải là mới ra đời tiểu tử, làm việc tự nhiên nhiều tâm nhãn. Ngắn ngủi 7 ngày, là có thể đem trung cấp âm hồn cảnh tu vi, tu luyện tới dương hồn cảnh từ điểm đó là có thể xem ra người tu luyện thiên phú rất không tồi. Thú hồn đẳng cấp, cái này cũng không trọng yếu, dù là chỉ có nhị cấp thú hồn, cũng có thể trở thành một tên ma giám sư. Ấn Nguy sắc mặt vô cùng yên lặng, nói, Linh Thạch cùng tu giả quan hệ mật thiết, nếu như có thể trở thành ma giám sư, sau đó thì có cuồn cuộn không đoạn hồn Linh Thạch tu luyện, cho nên dịch thần đối với ma giám sư thế nhưng mơ tưởng đã lâu. Chẳng lẽ ngươi là ma giám sư, từ Ấn Nguy cho hắn hồn Linh Thạch thời điểm, hắn hoài nghi trước người rất có thể là vị ma giám sư, bây giờ nghe hắn nói sau, dịch thần không nhịn được lại lần nữa hỏi. Không phải là ma giám sư, lại không thể làm lão sư ngươi sao? Ngươi tiểu tử này là không phải là quá kén chọn nhiều chút. Ấn Nguy tức giận tiếng cười mắng, sau đó ngạo nghễ nói, những cái được gọi là cửu tinh ma giám sư cho ta sách giày cũng không xứng, bái còn không bái, ngươi tự xem làm. Cửu tinh ma giám sư là cảnh giới gì dịch thần cũng không biết, nhưng đó nhất định là phi thường vô cùng cường đại tồn tại, từ nơi này cũng có thể nói rõ ấn nguy mạnh mẽ, nếu không hắn nói chuyện giọng không thể nào lớn như vậy. Bái, đương nhiên bái, ngược lại kêu một tiếng lão sư lại sẽ không lỗ lả, chỉ cần có thể trở thành ma giám sư là được. Sau khi phản ứng, dịch thần ôm quyền không người hành lễ nói, đồ nhi bái kiến lão sư. Như vậy đơn sơ lễ bái sư, thật đúng là có một không hai. Cũng được, đơn sơ tự giản lậu đi, sau đó người dịch thần, chính là ta ấn nguy đệ tử đích truyền. Trong ánh mắt thoáng hiện lên giảo hoạt, ấn nguy trên mặt hiện lên nụ cười nhu tiếng nói hai người coi như là chắc chắn quan hệ thầy trò ấn nguy là dịch thần ân nhân cứu mạng cũng là bởi vì hắn hồn thuật dịch thần mới phát hiện thiên thư bí mật cho nên kêu ấn nguy một câu lão sư hắn ngược lại cũng cam tâm tình nguyện ngài nếu là ma giám sư kia chuẩn bị lúc nào dạy ta giám định linh thạch đơn sơ lễ bái sư xong sau đó dịch thần liền không kịp chờ đợi hỏi giai đoạn trước tu luyện chính là đem tới đánh hạ bàn thạch bình thường cơ sở đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói vô cùng trọng yếu. Mà ma giám sư một đường dễ hiểu nan tinh, cần hao phí số lớn thời gian học tập. Nếu như đem toàn bộ tinh lực dùng để nghiên cứu đổ giám, liền hội sẽ đem hồn lực tu vi kéo hạ, uổng công bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện. Cho nên sáng suốt nhất cách làm, chính là đánh trước tốt cơ sở, sau đó sẽ học tập ma giám. Gặp dịch thần làm ra một bộ khát vọng bộ dáng, ấn nguy cười lắc đầu nói. Không thể lập tức học tập ma giám, dịch thần phi thường tiếc nuối, bất quá ấn nguy nói có lý, hắn cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Ma dám tạm thời học không, vậy càng cao phẩm cấp hồn thuật, ngài lão tổng sẽ có chứ. Nhìn ấn nguy vị này tiện nghi sư phụ, dịch thần trà sát xoa tay, nói. Nếu trở thành lão sư ngươi, ta nhất định hội sẽ dốc túi bộ dạng dậy, sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Ấn nguy suy ngẫm mất màu dâu, tìm ra hai bản sách nhỏ đưa cho dịch thần, đây là tam phẩm không lành lặn hồn thuật, hồn động thuật cùng với tam phẩm hồn kỹ mãng động quyền người trước cầm đi tu luyện tam phẩm ngài còn có cao hơn một điểm không dịch thần xoa tay nói tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không nhỏ tam phẩm thích hợp nhất ngươi hiện giai đoạn tu luyện còn dư lại hạ đảng ta lại lần nữa xuất quan lúc lại nói đem sách nhỏ ném cho dịch thần ấn nguy lại quay đầu rời đi có một tiện nghi lão sư xem ra cũng không tệ mặc dù có chút thất vọng nhưng dịch thần nhận lấy sách nhỏ sau đó trên mặt vẫn là lộ ra nét mừng không biết thiên thư có thể hay không hoàn thiện cái này hai bản đồ vật. Cúi đầu nhìn trong tay hai bản sách nhỏ, Dịch Thần tràn đầy mong đợi nói. Chương 9, một chiêu, phòng ngã. Ngồi xếp bằng ở giường trên giường, Dịch Thần xem xét tỉ mỉ động hồn thuật mạch lạc đồ, đem mỗi một con đường đều nhớ tại trong đầu, sau đó mới đem Vô Tự Thiên thư lấy ra. Hy vọng thiên thư có thể hoàn thiện động hồn thuật, nói ra một câu mong đợi nói, Dịch Thần nhẹ nhả ra một cái chọc khí, đem nghĩ bậy đuổi ra đầu. Bưng Thiên thư hai tay không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ không lành lặn mạch lạc đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dịch thần hắn vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi, có thể cho đến hai tay của hắn tê dại căng, thiên thư vẫn là không có hoàn thiện động hồn thuật. Chuyện gì xảy ra, lần này thiên thư tại sao không có phản ứng? Tình huống như vậy để cho dịch thần nhướng mày một cái, nói. Nóng lòng ăn không nóng đậu hủ, dịch thần trong lòng thầm tự an ủi, có thể sau nửa canh giờ, thiên thư vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Hai lần trước thiên thư đều là mình vận hành, nhưng bây giờ không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ cần ngoại lực thúc đẩy thiên thư vận hành. Chờ sự tình dịch thần cũng không nguyện làm, hắn bắt đầu suy tư. Tại truyền thừa cảnh, cùng với tại áo tây xâm lâm gặp phải nguy hiểm thời điểm, đều là thiên thư triệu hoán thú hồn đi ra, chẳng lẽ giữa bọn họ có đặc thù liên lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, dịch thần chỉ đạt được đáp án này. Không bằng dùng hồn lực thử xem, có ý nghĩ này, dịch thần bắt đầu hành động. Điều động một tia hắc sắc hồn lực đi ra, cuối cùng thăm dò vào trong thiên thư. Hưu, tại này cổ hồn lực thăm dò vào trong thiên thư trong nháy mắt, thiên thư thả ra ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, một cái không lành lặn mạch lạc đồ xuất hiện tại trên thiên thư. Thành công, thiên thư cùng thú hồn quả nhiên có đặc thù liên lạc. Cái tình huống này để cho dịch thần phi thường kinh nghỉ, bất quá hắn không dám phân tâm, đầu như cũ suy nghĩ tàn khu mạch lạc đồ. Tại dịch thần nhìn chăm chú hạ, một vệt kim quang thật giống như kim chỉ bình thường bơi lội, đem không lành lặn mạch lạc đồ giáp lại, tạo thành một cái hoàn chỉnh mạch lạc đồ. Thật hoàn thiện hồn thuật, hoàn thiện sau hồn động thuật, từ trên tam phẩm chờ lên cấp đến tứ phẩm hạ đẳng hồn thuật. Dịch thần cặp mắt sáng lên, tỉ mỉ kiểm tra mạch lạc mưu tính sau, vui vẻ nói: "Cũng không có lãng phí thời gian, dịch thần mau mau đem hoàn chỉnh mạch lạc con dấu ở. Bây giờ có được tứ phẩm hạ đẳng hồn thuật hắn, tốc độ tu luyện lại sẽ tăng lên không ít." Thiên thư có được thần kỳ thần kỳ như vậy lực lượng, muốn khởi động hắn nhất định phải có hồn lực. Lúc trước dùng hồn lực điều tra thiên thư, hắn không có bất kỳ phản ứng, rất có thể là bởi vì ta tu vi cảnh giới quá thấp. Nhớ xong hồn động thuật mạch lạc mưu tính sau, dịch thần đem thiên thư khép lại, nói. Được hoàn thiện sau hồn thuật vô cùng rõ ràng, mà còn hắn không ngừng lặp lại đường dây, chỉ cần xem một lần là có thể biết, không cần lần nữa mầy mò, thế này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiên thư có được như thế nghịch thiên năng lượng, nhất định sẽ không bị ngoại nhân biết, nếu không định hội sẽ đưa tới họa sát thân. Dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên ngưng trọng, mọi việc đều có thật xấu, thiên thư có thể trợ giúp dịch thần, giống vậy có thể mang đến cho hắn phiền toái. Duy nhất tránh cho phiền toái xảy ra, chính là không nên để cho bất luận kẻ nào biết thiên thư bí mật. Hô, nhả ra một cái trọc khí, dịch thần thận trọng đem thiên thư thu cất. Tu vi đột nhiên tăng vọt, hồn lực vô cùng bát tạp, phải dùng một phen công phu rèn luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ. Nói ra những lời này sau, dịch thần chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt động hồn thuật pháp quyết bắt đầu tu luyện. Tứ phẩm động hồn thuật quả nhiên không bình thường, chỉ thấy thú hồn run rẩy dữ dội đứng lên, ẩn chứa ở bên trong hồn lực không ngừng cuồn cuộn, bác tạp hồn lực không ngừng bị áp xúc rèn luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng không biết qua thời gian bao lâu, khi màn đêm kéo ra thời điểm, dịch thần mới từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Tu luyện xong, dịch thần nội thị thú hồn tình huống. Phát hiện tại trải qua rèn luyện sau, hồn lực ngưng tụ không ít. Cảnh giới thứ ba là tinh hồn cảnh, có thể nói là một đạo danh giới, căn cơ càng vững chắc, càng dễ dàng nhảy tới. Hiện tại trừ đề cao tu vi bên ngoài, còn cần đem nhiều dư thời gian dùng để tôi luyện luyện hồn lực. Nếu như Dịch Thần nhớ không lầm nói, tuổi tác so với hắn đại dịch gia thiên tài, tu vi cao nhất hình như là tinh hồn cảnh. Nếu như hắn có thể đủ tu luyện tới tinh hồn cảnh, tin tưởng trở về dịch gia cũng không khó khăn. Nghĩ quá nhiều không có chút nào ý nghĩa, hiện tại chỉ có đàng hoàng tu luyện mới là vương đạo. Tinh hồn cảnh quá xa xôi dịch thần hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm ra ghi lại trên tam phẩm chờ hồn kỹ mãng động quyền sách nhỏ. Trên tam phẩm chờ hồn kỹ mãng động quyền, luyện tới cảnh giới đại thành, quyền động như gió, lực như cuồng mãng. Một hàng chữ nhỏ đập vào mắt, mặt trên còn có mấy chục mơ hồ nhân vật. Bọn họ ra giấu các loại thủ thế, vậy cũng là mãng động quyền khởi thế đến rơi thế, ngầm chứa đều là bộ quyền pháp này tinh túy. Từ đầu tới cuối, dịch thần tỉ mỉ đoạn khuôn mẫu chúng nó động tác. Mặc dù mãng động quyền chẳng qua là tam phẩm hồn kỹ, nhưng nhiều tài không sợ thiệt, nhiều một kỹ năng là hơn một phần thực lực. Tại đem những thứ kia động tác nhớ sau, dịch thần liền bắt đầu ở trong phòng tu luyện. Chỉ thấy hồn lực xa xa không ngừng tại hai quả đấm ngưng tụ, dịch thần dựa theo ghi chép phát lực mấu chốt ra quyền cùng thu quyền, mỗi một quyền đều mang tiếng xé gió. Mặc dù mỗi một cái động tác đều phi thường tiêu chuẩn, nhưng phát lực thời điểm luôn có loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Luyện một biết, dịch thần thu hồi hồn lực cau mày quyền động như gió lực như cuồng mãng dịch thần quyết định thử lại lần nữa vận chuyển hồn lực sau đó quả đấm hung mãnh hướng trước người một cái xả ngang oanh táp đi oanh một đạo nặng nề thanh âm vang lên cái kia phòng lương chẳng qua là khẽ run hạ không có bị ảnh hưởng chút nào mày nhíu lại đến càng sâu dịch thần đối với mới vừa rồi một quyền kia phi thường bất mãn tản đi hồn lực thu hồi quả đấm nói là dựa theo phía trên ghi chép phát lực có thể còn chưa đúng Cuối cùng dịch thần buông tha tiếp tục mầy mò, ngồi xếp bằng ở giường trên giường, đem lần nữa đem thiên thư tìm ra. Dịch thần hắn chỉ là nghĩ nhìn một chút, không có thiên thư trợ giúp hắn có thể không thể thật nhanh lĩnh ngộ phát lực mấu chốt, kết quả rất để cho hắn thất vọng. Theo quy củ tu luyện mãng động quyền, sợ rằng phải thời gian một tháng mới có thể thục luyện. Chỉ có thể dựa vào thiên thư, âm thầm nói ra những lời này, dịch thần cặp mắt nóng bỏng nhìn thiên thư, trong đầu mặc tưởng mãng động quyền mỗi một cái động tác. Thú hồn lại lần nữa chuyển động đứng lên, thả ra ra một cổ hồn lực đánh vào trong Thiên thư, sau đó một cái quen thuộc tiểu kim nhân tại trên Thiên thư hiện lên. Ba, ba, tiểu kim nhân tại dịch thần nhìn chăm chú hạ, bắt đầu linh hoạt hoạt động, hai tay nắm quyền huy động, từng chiêu từng thức đều phi thường tinh diệu. Quyền động như gió, lực như cuồng mãng, cái này tám chữ triển hiện tinh tế. Quả nhiên thành công sửa đổi, nhìn không ngừng ra quyền tiểu kim nhân, dịch thần con mắt lóe lên ra nóng bỏng, nói: "Sửa đổi sau mãng động quyền" không có quá nhiều phức tạp động tác, rất có phản phát quy chân cảm giác, mà còn uy lực so với ban đầu mạnh hơn. Cũng càng dễ dàng nắm giữ, uy lực mạnh như vậy, hoàn toàn đến tứ phẩm hạ đẳng hồn kỹ tiêu chuẩn. Âm thầm thán phục đồng thời, dịch thần nhìn chằm chằm tiểu kim nhân động tác, rất sợ bỏ qua từng cái tế lễ. Đang quan sát tiểu kim nhân động tác dịch thần, chân mày khi thì nhíu lại suy tư, khi thì làm ra thư thái bộ dáng. Tiểu kim nhân đang đánh xong một trận bộ động tác sau liền biến mất, sau đó lại tại dịch thần chờ đợi hạ xuất hiện trọng đánh một lần, không thấy một lần dịch thần đều hội sẽ có chút hiểu ra gật đầu. Đùng đùng, suốt cuộc đang nhìn mấy lần sau đó, dịch thần bắt đầu ở trong phòng luyện tập. Động tác mặc dù có chút không lưu loát, nhưng là tương đối có thành tựu. Mỗi đánh xong một lần dừng hạ, dịch thần đều hội sẽ đứng tại chỗ suy tư một biết, tiếp theo sau đó luyện tập. Đùng đùng, vô số lần luyện tập, dịch thần cảm giác dơ lên hai cánh tay căng đau, nhưng hắn thật giống như không cảm giác chút nào, mặt không chút thay đổi tiếp tục luyện tập. Cũng không biết luyện tập bao nhiêu lần, dần dần, dịch thần động tác trở nên lăng lệ. Động tác mặc dù đơn giản, nhưng lại từng quyền sinh gió, lực đạo cương mãnh. Tứ phẩm hạ đẳng hồn kỹ máng động quyền, đột nhiên, một đạo gầm lên từ dịch thần trong miệng phát ra, một cổ hắc sắc hồn lực đưa hắn quả đấm bọc, tàn bạo tác hướng cái kia phòng lương. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm truyền ra, bá đạo lực đo đem cái kia thô đại phòng lương hướng đoạt, cả căn nhà giống như động đất bình thường rung rung hai hạ. Thành công, dịch thần hai mắt tỏa sáng, đồng thời không thể tin được nhìn mình quả đấm, hắn không nghĩ tới mãng động quyền uy lực lại mạnh như vậy. Lạc két, nhưng dịch thần cũng không có cao hứng quá lâu, một đạo quỷ dị âm thanh từ đầu hắn hút vang lên, dịch thần ngẩng đầu nhìn lên trên. Oanh, không nhìn không sao, vừa nhìn chi hạ, dịch thần trợn to cặp mắt, chỉ thấy trên nóc nhà gạch ngói sụp đổ đi xuống. Muốn chết, không nghĩ tới một quyền trực tiếp đánh ngã nhà ở, dịch thần không nhịn được bạo nổ ra một câu chửi bậy, mau mau chạy mất dép. Oanh, tại dịch thần hướng ra khỏi phòng một cái một khắc kia, cả tòa phòng ầm ầm sụp đổ. Tốt tại hắn chạy nhanh, nếu là chậm một chút, sợ rằng chạy không khỏi bị viết chôn kết quả. Tứ phẩm hạ đẳng hồn kỹ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn kia mảnh phế tích, dịch thần trên mặt không có nửa điểm thương tiếc, sắc mặt bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên, quả đấm nắm chặt. Mới vừa rồi hắn cảm giác hoàn toàn thuộc luyện mãng động quyền, muốn thử xem uy lực, không nghĩ tới mãng động quyền uy lực vượt quá hắn tưởng tượng. Không biết bọn họ tu luyện là cái gì phẩm cấp hồn kỹ. Ta rất chờ mong dùng chiêu này đánh tới bọn họ tình hình. Thật giống như muốn cái gì, dịch thần miệng góc treo lên một nụ cười lạnh lùng. Hòa hoãn hạ tâm tình kích động, dịch thần nội thị hạ thú hồn, phát hiện một chiêu kia mới vừa rồi trực tiếp hao hết hắn 2 phần 3 hồn lực. Càng cường đại hồn kỹ, tiêu hao hồn lực cũng hội sẽ tăng lên gấp bội, hiện tại hồn lực dự trữ vẫn là quá ít. Âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dịch thần quay đầu nhìn về áo tây xâm lâm phương hướng nhìn, ngày đó thú hồn thôn vệ thăng cấp tình hình hắn còn nhớ rõ, cái này làm cho dịch thần xuẩn xuẩn rục động. Hồn kỹ uy lực rất mạnh, nhưng thú hồn đẳng cấp chỉ có nhị cấp, chứa hồn lực không nhiều, xem ra cần phải đi vào áo tây xâm lâm một chuyến. chương 10, đi nhầm vào, hồn linh thạch tứ tinh. Mấy ngày kế tiếp, dịch thần đều tại củng cố tu vi, có được tứ phẩm hạ đẳng hồn thuật trợ giúp, chỉ 4 ngày là hắn có thể quen thuộc nắm giữ hồn lực, cũng đem hai bộ hồn kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tứ phẩm hạ đẳng hồn kỹ mãng động quyền, một đạo tiếng quát vang lên, dịch thần hữu quyền mang theo uy mãnh lực đạo về phía trước đánh ra, trong nháy mắt đem một cây đại thụ đánh sập, cát đá bùn thổ văng khắp nơi. Tứ phẩm hồn kỹ uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng tiêu hao quá lớn, xem ra thật tiến vào áo tây xâm lâm một chuyến. Thu hồi hồn lực, dịch thần nội thị thú hồn, nhìn chỉ còn một phần ba hồn lực, nhẹ tiếng nói nhị cấp thú hồn ẩn chứa hồn lực số lượng mặc dù nhiều không ít nhưng vẫn là không chịu nổi tiêu hao rất dễ dàng sau khi xuất hiện thái độ không đủ cho nên dịch thần hắn chuẩn bị đi áo tây xâm lâm thử vận khí đem thiên thư mang theo dịch thần hắn lại tới đến áo tây xâm lâm sau đó cũng không quay đầu lại xông vào trong rừng mới vừa gia nhập trong rừng rậm liền thấy một đầu nhất cấp thứ sư thú dịch thần cũng không né tránh trực tiếp vận chuyển hồn lực hướng hắn tiến lên giống thứ sư thú cũng phát hiện dịch thần hắn quay đầu phát ra giống giận, bất quá tại cảm ứng được dịch thần thả ra ra khí thức sau, hắn phi thường minh trí lựa chọn chạy trốn. Cấp gia ta lưu hạ, cười lạnh một tiếng, dịch thần chân phải đột nhiên đạp đất, tốc độ tăng nhanh mấy phần, chớp mắt đem thứ sư thú cản hạ. Hữu quyền bị hồn lực bọc, nhanh chóng về phía trước đánh ra, một quyền xuyên thấu thứ sư thú đầu lớn. Khác nhau cảnh giới tồn tại chênh lệch cực lớn, âm hồn cảnh thời điểm, dịch thần phải hao phí vô cùng đại khí lực, mới có thể giết chết một đầu thứ sư thú, mà hiện tại chẳng qua là nhấc giơ tay lên công phu. Không biết rõ làm sao thúc giục thú hồn thôn phệ, vẫy vẫy trên tay vết máu, dịch thần đem thứ sư thú thú hồn triều ly đi ra, suy nghĩ nói. Kia thiên thú hồn đột nhiên sinh ra thôn phệ, hoàn toàn là từ thiên thư khống chế, dịch thần hắn còn không biết thế nào vận dụng, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Đem thiên thư lấy ra, dịch thần điều động hồn lực thăm dò vào thiên thư, xem xem có thể hay không giống như hoàn thiện hồn kỹ như vậy khống chế thiên thư đương hồn lực tiến vào thiên thư sau đó, dịch thần cảm giác vẻ này máu thịt liên kết cảm giác mạnh hơn, thiên thư giống như là hắn một phần thân thể. Ông, thiên thư đột nhiên run rẩy hạ, thả ra ra yếu ớt kim quang, đồng thời trong đan điền thú hồn cũng khẽ run hạ, một cổ hấp lực tạo thành. Thành công, tình huống như vậy để cho dịch thần vô cùng kinh hỉ, hắn tiếp tục thúc giục hồn lực, liên tục không ngừng rót vào trong thiên thư. Hưu, thú hồn tại trong đan điền khuấy động đứng lên, tạo thành một cái vòng xoáy, một cổ mãnh liệt hấp lực từ dịch thần trong cơ thể thấm ra, đem dịch thần trong tay thứ sư thú linh hồn bọc, cũng hút vào trong đan điền. Thấy thế này tình hình, dịch thần trên mặt lộ ra nét mừng, xem ra chính mình phán đoán là không có có lỗi, bởi vì thú hồn hắn thật bắt đầu thôn phệ. Chỉ thấy thứ sư thú linh hồn, khi tiến vào đan điền sau đó, liền bị dịch thần thú hồn toàn bộ nuốt trọn, cái này cùng lần trước thôn phệ tật phong báo linh hồn tình hình giống nhau như đúc. Tại thôn phệ thứ sư thú linh hồn sau, dịch thần cảm giác thú hồn chướng lớn một chút, cái này làm cho hắn mặt lộ mừng như điên. Bởi vì hắn phán đoán không có sai, chính mình thú hồn thật có thể thông qua thôn phệ thăng cấp. Mặc dù thú hồn không có thăng cấp, nhưng chắc chắn thú hồn có thể thăng cấp lại đã đầy đủ. Mà còn thứ tốt luôn sẽ có một ít hạn chế, dịch thần cũng không hy vọng nào thôn phệ một cái nhất cấp thú hồn là có thể thăng cấp. Hiện tại thú hồn là nhị cấp, xem xem có thể hay không lấy được tam cấp. Bình phục hạ tâm tình kích động, dịch thần mặt đầy mong đợi nói. Xa xa, sau lưng đột nhiên khác thường vang dịch thần dựa vào bén nhạy thính giác trong nháy mắt bắt được hắn yên lặng đem thiên thư thu cất quay đầu nhìn lại phát hiện muốn đánh lén hắn là một đầu tật phong báo con mồi tự mình đến chịu chết ngược lại cũng bớt đi một ít tìm công phu nhị cấp ma thú đến dịch thần không khẩn trương chút nào ngược lại cười lạnh giống tật phong báo muốn đánh lén thất bại cũng rất giống cảm nhận được dịch thần trong ánh mắt nghiền ngẫm lúc này nổi nóng phi thân nhảy một cái hướng dịch thần phi phát tới cốt, kinh phong đánh tới, dịch thần không khẩn trương chút nào, cặp mắt híp lại thành phong mang chạc, một cổ năng lượng màu đen đem đùi phải bọc, mang theo ngàn cân lực tật phong báo quét tới. Oanh, hai người đụng vào nhau, nương theo lấy một đạo trầm đục tiếng vang truyền ra, dịch thần cùng tật phong báo các lùi về sau ra một khoảng cách. Lùi về phía sau hết mấy bước mới tan mất chấn lực, dịch thần điều động hồn lực đem hai chân bọc, chân phải đột nhiên đạp đất thân thể bay lên không đứng lên, trên không trung câu khởi một đạo hoàn mỹ xúc lực đường cong trên tam phẩm chờ hồn kỹ tật phong thối dịch thần trong miệng phát ra một đạo gầm lên chân phải mang theo sấm đánh thế quét về phía tật phong báo đầu oanh đầu kia tật phong báo còn chưa phản ứng kịp liền bị dịch thần cường hãn một chân quét chúng thân hình khổng lồ mang theo hoàn mỹ đường cong bay rớt ra ngoài đập tại trên một thân cây rơi xuống rơi trên mặt đất bị dịch thần quét chúng đầu lõm đi xuống đầu kia tật phong báo đầu bị thương nặng tứ chi vô lực co quắp miệng to như chậu máu phát ra thê lương gào thét nếu để cho hắn tiếp tục gọi nhất định hội sẽ hấp dẫn càng mạnh mẽ ma thú đến, biết rõ đạo lý này dịch thần vận chuyển hồn lực lại lần nữa hướng ra, một cái chủy thủ sắc bén xuất hiện tại trên tay phải, hung mãnh đâm về phía tật phong báo đầu. Phốc, vào thịt tiếng vang lên, chủy thủ đâm vào tật phong báo đầu, một đạo máu tươi phọt ra tại dịch thần trên khuôn mặt, một chiêu này trực tiếp muốn tật phong báo tính mệnh, hắn không thể động đậy nữa. Không nghi ngờ chút nào thuấn sát, một đầu có thể rất cứng hám dương hồn cảnh nhị cấp ma thú, cứ như vậy bị dịch thần tiêu diệt. Tác ông thất mã yên chi phi phúc mặc dù dịch thần uổng phí hết thời gian nửa năm mặc dù hắn sử dụng nhất phẩm hồn thuật tu luyện tiến bộ thật chậm nhưng vì vậy nguyên nhân dịch thần hắn đối với hồn lực khống chế so với những người khác mạnh hơn gấp mấy lần cũng bởi vì sử dụng nhất phẩm hồn thuật tu luyện thời gian nửa năm dịch thần căn cơ muốn so với bất luận kẻ nào đều tốt hắn căn cơ giống như bàn thạch bình thường tù không thể gảy nhị cấp ma thú thôi trải qua không đủ sợ hãi dịch thần phi thường tự tin nói ra những lời này nhưng rất nhanh hắn mặt liền khổ đi xuống, bởi vì hắn phát hiện thú hồn bên trong hồn lực bị rút khoảng không. Chỉ cần thú hồn đẳng cấp theo sau, dù có được mạnh mẽ hồn kỹ, ta dịch thần có thể so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Đối với chính mình tu luyện thiên phú, dịch thần phi thường tự tin, trên mặt dần dần phù ra ngạo sắc. Dịch thần vốn chính là cái kiêu căng khó thuần người, chẳng qua là bị cái nút tầm thường cái này mũ máu một cái sau, hơi chút thu liếm nhiều chút, bây giờ hắn lại lần nữa lộ ra lâu làm trái phong mang không biết thôn vệ nhị cấp ma thú linh hồn thú hồn có thể hay không thăng cấp hiện tại dịch thần thôi học được ẩn nhẫn rất nhanh sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh cúi đầu nhìn tật phong báo thân thể không chút do dự nào dịch thần mặt đầy hờ hững xé ra tật phong báo đầu đem nhị cấp thú hồn lấy ra cùng lúc đó dịch thần điều động hồn lực từ trong cơ thể thấm ra cũng nhanh chóng đánh vào trong thiên thư thiên thư lần nữa thả ra ra kim quang thú hồn lại lần nữa tạo thành vòng xoáy đem tật phong báo thú hồn hấp thu Tại dịch thần chờ đợi hạ, thiên thư thu liếm kim quang, thú hồn cũng từ vòng xoáy biến ảo hồi nguyên lai bộ dáng, chỉ bất quá hắn hình thể lại trướng đại một điểm, nhưng cũng không có thăng cấp. Dịch thần hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại không có thất vọng, chỉ cần thú hồn có thể thăng cấp là được, mà hắn chỉ cần liên tục không ngừng tìm ma thú linh hồn cho nó thôn phệ. Nơi này hẳn không có càng mạnh mẽ ma thú, không bằng ở nơi này săn giết nhị cấp ma thú. Tại chỗ hơi nghỉ ngơi, chờ đến hồn lực hoàn toàn sau khi khôi phục, dịch thần làm ra quyết định như vậy. Khi theo dịch thần thực lực, tại chém chết nhị cấp ma thú thời điểm, vẫn còn cần cẩn thận. Hơn nữa còn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bằng không đợi đến hồn lực hao hết sạch, vậy hắn giống như một đầu bị nhổ răng lão hổ. Không ngừng săn giết nhị cấp cùng nhất cấp ma thú, dịch thần đang không ngừng thôn phệ thú hồn, mặc dù không có thăng cấp, nhưng thú hồn không gian chính là chướng đại không ít. Cái này làm cho dịch thần vô cùng hưng phấn, không biết mệt mỏi chém giết ma thú, không biết chút nào chính mình thôi trải qua rời đi vòng ngoài vị trí tại hướng trong rừng rậm vị trí ép tới gần thật giống như có cái gì không đúng lại lần nữa chém chết thôn phệ một đầu ma thú sau dịch thần đột nhiên lạnh run trong lòng dâng lên không rõ dự cảm hỏng bét ta thế nào bất cần như vậy tại phát hiện mình thân ở địa phương sau dịch thần sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng trong rừng rậm có tam cấp cùng tứ cấp ma thú căn bản không phải dịch thần có thể đối phó tốt tại hắn bây giờ không có xâm nhập quá sâu đến mau rời đi nơi này mới được. Dịch thần phi thường tự biết mình, hắn rất nhanh làm ra quyết định, quay đầu nhìn về đường cũ lộn trở lại. Đáng chết, là tam cấp ma thú bạo lệ hùng, có thể còn không có đi bao xa, dịch thần liền phát hiện trước mặt hữu đạo thân ảnh khổng lồ, đương hạ hắn cái chán tràn đầy ra mồ hôi lạnh. Tam cấp ma thú có thể đối kháng tinh hồn cảnh, nếu là đụng phải hắn coi như phiền toái. Đương hạ dịch thần làm ra quyết định, cẩn thận hướng một cái hướng khác mò đi. Có thể tại cái hướng kia còn đi không bao xa, dịch thần phát hiện một đạo cho hắn mãnh liệt cảm giác bị áp bách ma thú cô áp bức này cảm giác so bạo lệ hùng thả ra ngoài mạnh hơn kia rất có thể là một đầu tứ cấp ma thú tứ cấp ma thú có thần hồn cảnh thực lực dịch thần lại lần nữa cẩn thận rời đi lần này ngược lại phi thường thuận lợi dọc đường không có phát hiện một đầu ma thú bốn phía an tĩnh đến đáng sợ có cái gì không đúng đây là dịch thần trực giác nhưng hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống nói không chừng có thể tìm được một cái đường ra ma thú ổ huyệt nhưng rất nhanh dịch thần liền bị vội vã rừng hạ phía trước đang có một cái ổ huyệt đang có một đầu tựa như sư tử không phải là sư tử ma thú ở nơi nào ngủ ngon là tứ cấp ma thú xích sư thú đầu kia ma thú cùng thứ sư thú có chút chỗ giống nhau nhưng dịch thần lại biết hắn lai lịch không dám tiếp tục đi tới dịch thần nằm trên đất cặp mắt ở đó đầu xích sư thú ổ huyệt qua lại ngắm nhìn xem xem có thể hay không thừa dịp hắn đang buồn ngủ trong lúc tránh qua đi trong không khí có một cổ hồn lực ba động Dịch thần trong mắt lóe lên nghi hướng, quay đầu nhìn về ba động nơi phát ra nơi nhìn lại, nhất thời phát hiện xích sư thú bụng dưới có một khối đá màu đen. Hắn chỉ có quả đấm bình thường lớn nhỏ, nhìn hết sức bình thường, nhưng lại có một cổ thần bí năng lượng ở bên trong bơi lội, hơn nữa thả ra ra một cổ yếu ớt hồn lực. Hồn linh thạch, cặp mắt bị đá kia hấp dẫn, dần dần dịch thần cặp mắt trở nên nóng bỏng, nhìn về phía khối kia hồn linh thạch ánh mắt thoáng hiện lên tham lam. Lại còn là tứ tinh hồn linh thạch, một câu tràn đầy tham lam cùng khát vọng thanh âm ở trong không khí vang lên chương 11, liều mạng chiến đấu tam cấp nằm trên mặt đất không dám lộn xộn dịch thần dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn kia viên tứ tinh hồn linh nếu như dịch thần nhớ không lầm nói ấn nguy hắn cần một viên tứ tinh hồn linh thạch xông phá phong ấn mặc dù ấn nguy chẳng qua là vị tiện nghi lão sư nhưng đối với dịch thần thế nhưng có ân cứu mạng hắn cũng không phải là tri ân không báo người là giúp ấn nguy xông phá phong ấn hắn không ngại bốc lên một cái hiểm tứ cấp ma thú có thể thoải mái miểu sát dịch thần, biện pháp tốt nhất chính là đem kia viên hồn linh thạch trộm đi, nếu như kinh động hắn, chỉ có một con đường chết. Không đúng, hắn không phải là tứ cấp ma thú, ánh mắt tại xích sư thú trên người qua lại quan sát, dịch thần phát hiện nó là năm ấu xích sư thú. Ma thú đều có ấu nhi kỳ cùng thành niên kỳ, mặc dù xích sư thú thuộc vào tứ cấp ma thú, nhưng mới sinh ra có xích sư thú chỉ có nhất cấp, theo hắn trưởng thành, đẳng cấp hội sẽ dần dần tăng lên trước mắt đầu này xích sư thú còn không có trưởng thành cái này làm cho dịch thần thấy mấy phần thành công hy vọng thành công vốn là muốn lui bước hiện ở trước mắt quang lại lóe lên ra nhao nhao muốn thử thần thái bình phục hạ tâm tình dịch thần dùng ánh mắt cảnh giác xem bốn phía đã có ấu xích sư thú vậy khẳng định sẽ có một đầu mẫu thú đây chính là chính quốc tứ cấp ma thú chung quanh không có mẫu thú bóng dáng hắn hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn đây chính là cái tốt cơ hội dịch thần hắn không muốn bỏ qua nín hơi hướng ấu xích sư thú đến gần. Ấu xích sư thú ngủ rất say ngọt, không có nhận ra được dịch thần đến, cái này cấp dịch thần cung cấp thật tốt cơ hội, hắn phi thường thuận lợi đi tới ấu xích sư thú bên người. Mặc dù là còn chưa trưởng thành ấu xích sư thú, nhưng hình thể vẫn là rất khổng lồ, cấp dịch thần vô cùng mãnh liệt áp lực, tim đập tiếng khỏe giống như đánh trống. Trong lòng tư chất vẫn là khá vô cùng, ngoài mặt dịch thần coi như chấn định, hắn cẩn thận ngồi xổm người xuống, đưa tay đi lấy ấu thứ sư thú thân thể hạ khối kia hồn linh thạch, hồn thạch vào tay truyền tới một cổ lạnh như băng cảm giác dịch thần trong lòng mừng như điên bắt hồn linh thạch hai tay có chút dùng sức nhưng lại không thể nhúc nhích tí tẹo nhướng mày một cái dịch thần lại lần nữa dùng sức có thể ấu xích sư thú vững vàng tướng hồn linh thạch ngăn chặn vô luận dịch thần cố gắng như thế nào đều không thể thành công tiếp tục như vậy chỉ hội sẽ thức tỉnh ấu xích sư thú đến lúc đó làm ra động tính quá lớn nhất định hội sẽ hấp dẫn mẫu thú trở lại dịch thần không phải là loại kia cậy mạnh người nếu như không thể thành công vậy thì không thể làm gì khác hơn là buông tha coi như tại dịch thần chuẩn bị buông tha lúc đầu kia ấu xích sư thú đột nhiên mở ra chuông đồng to bằng mắt vừa vặn thấy dịch thần bốn mắt nhìn nhau dịch thần trên trán lưu ra mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới ấu xích sư thú lại đột nhiên tỉnh lại chạy trong lòng thầm quát một tiếng dịch thần hai tay đột nhiên dùng sức trực tiếp đem tứ tinh hồn linh thạch đoạt lại sau đó cũng không quay đầu lại về phía trước bỏ chạy giống sau lưng vang lên ấu xích sư thú giống giận theo sát một đạo tàn ảnh thoáng hiện lên, ấu thứ sư thú thân hình khổng lồ xuất hiện tại dịch thần trước người, ngăn trở hắn đi đường. Thật là nhanh chóng độ, đối phương thế nhưng đầu tam cấp ma thú, tốc độ để cho dịch thần trong lòng rét một cái. Bất quá hắn không nên cứng đối cứng, quay đầu nhìn về một hướng khác chạy trốn. Hưu, ấu xích sư thú lại lần nữa chợt lóe, lại đem dịch thần đỡ được, đồng thời mở cái miệng rộng hướng dịch thần nhào tới cắn. Tinh gió đập vào mặt, dịch thần trong lòng giật mình, mau mau hướng bên phải di động, né tránh ấu xích sư thú tấn công sau vận chuyển hồn lực bên phải chân ngưng tụ bên hông lắc một cái nhanh chóng về phía trước quét ra oanh uy mãnh một cước quét chúng ấu xích sư thú đầu có thể hắn lại không có di động chút nào ngược lại là dịch thần mình bị phản chấn đi ra ngoài tam cấp ma thú thân thể lực phòng ngự quá mạnh mẽ ổn định thân hình dịch thần cảm giác đùi phải tê dại hoàn toàn mất đi chi giác mà cầm ấu xích sư thú lại độ phi phát tới bành tốc độ nó quá nhanh nâng lên hữu trào chụp tại dịch thần trên người hung mãnh lực nói đem dịch thần đánh bay ra ngoài, cố nén đau đớn, dịch thần bên hông lắc một cái, ở trong không khí xoay tròn hai vòng rơi xuống đất, miệng góc tràn đầy ra một tia máu tươi, coi như không thể nhận người tính mệnh, vậy cũng muốn người lột một lớp da. nói ra một câu rất là âm lãnh nói, dịch thần gión mũi chân về phía trước hướng ra, tứ phẩm hạ đẳng hồn kỹ mãng động quyền, dịch thần trong miệng phát ra gầm lên, giơ lên hai cánh tay bị một cổ hắc sắc hồn lực bọc, mang theo tàn ảnh hướng ấu xích sư thú đánh đi. Thấy dịch thần động tác, ấu xích sư thú nâng lên vai u thịt bắp chân trước, vỗ về phía dịch thần dơ lên hai cánh tay, một lớn một nhỏ, so sánh rõ ràng cánh tay đánh chung một chỗ. Oanh, chói tai tiếng vang truyền ra, ấu xích sư thú trong miệng phát ra gào thét bi thương, bị một cổ cự lực đẩy lui, tứ chi trên mặt đất kéo ra một cái nhìn thấy giật mình rãnh. Mà dịch thần lại bị vẻ này cách ly chấn bay, hắn cảm giác cánh tay giống như là muốn đứt rời một dạng, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn thần kinh. Bành! dịch thần đụng vào một cây đại thụ mới coi như là ổn định thân hình đồng thời cổ họng ngòn ngọt, ngọt nhả ra một cái đỏ tươi máu tươi không kịp kiểm tra thương thế dịch thần cố nén đau đớn bỏ người lên đương nội thị thú hồn lúc mới phát hiện hồn lực đã trải qua còn dư lại không có mấy mới vừa rồi kia lần động tác đưa hắn hồn lực toàn bộ hao hết sạch hồn tu người nếu là không có hồn lực vậy thì giống như lão hổ bị nhổ răng một dạng đương hạ dịch thần sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến đầu kia hình thể khổng lồ ấu thứ sư thú cũng cuối cùng vào ổn định thân hình, một chiêu kia mới vừa rồi hắn cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi, cũng bị một ít thương. Giống, nhưng ma thú mạnh mẽ là thân thể, những vết thương kia đối với ấu thứ sư thú mà nói cũng không coi vào đâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng dịch thần vào tới. Tam cấp ma thú quá mạnh, mạnh đến nổi để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng chạm đang chờ chết cũng không phải là dịch thần phong cách, tay trái thời gian nhoáng một cái, một cây chủy thủ xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Giống, Ấu xích sư thú đi tới trước người, nâng lên chân trước hướng dịch thần bay nhào mà tới. Thân thể cường đại đi nữa thì như thế nào, khó khăn nói người con mắt cũng giống vậy cứng rắn hay sao. Lặng lặng chờ đợi ấu thứ sư thú đến, khi nó đi tới dịch thần trước người tấn công lúc, chỉ thấy dịch thần gầm lên một tiếng, thân thể giống như linh hầu một dạng nhảy lên, chủy thủ trong tay hướng ấu xích sư thú con mắt đâm tới. Phốc, một nói vào thịt tiếng vang lên, ấu xích sư thú tại còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ, con mắt bị dịch thần một chiêu đâm trúng. Giống, mãnh liệt đau đớn để cho ấu xích sư thú hét thảm đứng lên, đồng thời nâng lên móng vuốt vỗ về phía dịch thần. Hảo sự thành xong, căn bản không quản ấu xích sư thú thế công, dịch thần rút ra chủy thủ, hướng nó khác một cái con mắt đâm tới. Phốc, bành, hai nói tiếng động lạ đồng thời vang lên, ấu thứ sư thú khác một cái con mắt bị chủy thủ đâm trúng, mà dịch thần bị ấu thứ sư thú đánh trúng. Đau nhức truyền khắp toàn thân, dịch thần suýt nữa đau mất đi. Giống, ấu xích sư thú hai cái con mắt đều bị chọc mù, mở ra cổ họng phát ra thê lương tiếng gầm gừ kinh thiên động địa tiếng vang trong rừng rậm quanh quẩn cặp mắt bị đâm mù hắn trong rừng rậm va chạm cuồng loạn đánh ngã mấy viên đại thụ điên cuồng tới cực điểm không thể để cho hắn tiếp tục gọi nếu không hội sẽ đem mẫu thú hấp dẫn trở lại sắc mặt bởi vì đau đớn mà tái nhợt dịch thần cố nén đau đớn nhanh chóng xông về điên cuồng ấu xích sư thú thân thể nhảy một cái ngồi tại ấu thứ sư thú trên cổ dịch thần rút ra chủy thủ sau đó điên cuồng đâm về phía ấu xích sư thú đầu. Phốc phốc, là con sống dịch thần kích thích ra vô hạn tiềm lực, cặp mắt trở nên huyết hồng đứng lên, một đao lại một đao đâm tại ấu thứ sư thú trên đầu, cuối cùng trực tiếp sâu xuyên ấu thứ sư thú đầu. Bành, vết thương không ngừng chảy máu, ấu xích sư thú cuối cùng vào ngã trên mặt đất, phát ra một nói trầm đục tiếng vang. Chết, dịch thần đầu có chút mơ hồ, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, khi hắn thấy ấu xích sư thú không có động tĩnh lúc, bây giờ nói nói hưu đang lúc này tại dịch thần trong ngực thiên thư thả ra ra kim quang óng ánh dịch thần trong cơ thể thú hồn hóa thành vòng xoáy thả ra ra một cổ mạnh mẽ hấp lực hưu một cái trong suốt thú hồn từ ấu xích sư thú trên đầu vết thương bay ra cuối cùng bị thú hồn hấp thu ông hấp thu ấu xích sư thú tam cấp thú hồn dịch thần thú hồn tại biến hóa hồi nguyên lai bộ dáng sau bắt đầu khẽ run ẩn chứa ở bên trong hồn lực không ngừng cuồn cuộn thú hồn đang run rẩy trong quá trình trở nên càng ngưng tụ không giống ban đầu như vậy chẳng qua là một đoàn xương mù có thể chứa hồn lực số lượng nhiều gấp đôi. Dương thú hồn xảy ra bực này biến hóa sau đó, dịch thần cảm giác đầu dần dần thanh tỉnh, trên người đau đớn ngược lại hòa hoãn không ít. thú hồn lên cấp, dịch thần nội thị đan điền tình huống, đương hạ trên mặt lộ ra kinh hỉ, bởi vì hắn thú hồn phẩm cấp cuối cùng vào tăng lên tới tam cấp, cố nén tâm tình kích động, dịch thần từ ấu thứ sư thú trên người bò dậy, bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, hết thảy chờ rời đi nơi này lại nói phân biệt phía dưới hướng, dịch thần hướng phía đông phương hướng cẩn thận bước đi, nhưng khi lần nữa đi qua xích sư thú ổ huyệt lúc, dịch thần dừng lại, bởi vì hắn ánh mắt bị một hạt châu hấp dẫn. Hạt châu kia chỉ có lớn chừng hột đào, xem ra không có chỗ đặc biệt, nhưng lại cấp dịch thần một loại phi thường cảm giác quái dị. Nơi đây không thích hợp ở lâu, dịch thần đem kia viên hạt châu màu đen nhặt lên, chuẩn bị đi trở về sau đó mới hảo hảo nghiên cứu. Theo mặt đông hành tẩu, dọc theo đường đi mặc dù hơi có kinh hiểm, nhưng tốt tại dịch thần vận khí coi như không tệ, thuận lợi đi ra áo Tây Sâm Lâm. Cũng còn khá mẫu thú chưa từng xuất hiện, nếu không cái mạng này sợ rằng phải dựng ở nơi nào. Xoa một chút trên chán mồ hôi, dịch thần nhẹ nhả ra một hơi. Lần này tiến vào áo Tây Sâm Lâm, thật đúng là nguy hiểm, nhưng tốt tại thu hoạch coi như phong phú, dịch thần cảm thấy hết sức hài lòng, cũng không quay đầu lại hướng mã tràng phương hướng đi tới. Lão sư, người không phải là đang bế quan sao, khi trở lại Tây Bình mã tràng lúc, dịch thần lại thấy ấn nguy tại gian phòng của mình trước cửa, đương hạ đi nhanh tới. Người mới vừa rồi tiến vào áo tây xâm lâm, quay đầu nhìn về phía dịch thần, ấn nguy nguyên bản mang theo mỉm cười nét mặt già nua trở nên ngưng trọng. Ừ, hơn nữa còn đạt được cái này, dịch thần đem kia viên tứ tinh hồn linh thạch lấy ra, cười nói. Tứ tinh hồn linh thạch, chẳng lẽ là tại xích sư thú nơi đó đạt được, ấn nguy hơi lộ ra lo lắng dò hỏi, thấy ấn nguy bộ dáng kia, dịch thần ngược lại không hiểu, bất quá cũng không có dấu giếm, đem mới vừa rồi cùng ấu xích sư thú vật lộn sự tình nói một lần quả nhiên ấn nguy sắc mặt trở nên phi thường khó coi nói người quá lơ là ấu thú trên người mẫu thú khí tức mục đích là để cho còn lại ma thú không dám đến gần mà ngươi mới vừa rồi đang đánh cận chiến lúc đã trải qua dính mẫu thú khí tức ngài ý là dịch thần trong lúc mơ hồ đoán được ấn nguy muốn nói là cái gì đương hạ mặt liền biến sắc giống lại tại dịch thần vừa dứt lời hạ lúc áo tây xâm lâm phương hướng vang lên một nói kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, trong thanh âm tràn đầy căm phẫn cùng bi thương. Chương 12, tứ cấp ma thú rất hung hãn, áo tây xâm lâm đột nhiên truyền tới thú hống, tây bình mã chàng mấy chục ngàn thất chiến đấu mã quân là tao loạn, chúng nó phi thường hốt hoảng, hiển nhiên phát ra tiếng gào không phải là bình thường ma thú. Chẳng lẽ là đầu kia mẫu thú? Dịch thần liên tưởng đến đi ra ngoài kiếm ăn xích sư thú, hẳn là hắn phát hiện ấu xích sư thú bị giết. Trên người của ngươi có con non khí tức, rất nhanh đầu kia mẫu thú hội sẽ đuổi giết tới. Ấn Nguy cho mày, nói, đây chính là tứ cấp ma thú, hiện tại mã chàng chỉ có hai người chúng ta, không người có thể chống đỡ được hắn, phải làm sao mới ổn đây. Dịch thần mặt liền biến sắc, nói, thừa dịp mẫu thú trước khi tới rời đi, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Ấn Nguy trầm giọng nói, Tây Bình mã chàng là dịch ra địa bàn, mà ta phụ trách một khối này khu vực, cho nên ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Dịch thần mãnh liệt rung đầu dưới, hướng Ấn Nguy nói nói, Ngài đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy ngươi Ta ấn nguy cũng không phải là loại kia hạng người ham sống sợ chết Huống chi ngươi tiểu tử này mặc dù sẽ chọc cho phiền toái Nhưng giàu gì cũng là ta ấn nguy học trò Đi, khó khăn nói ngươi muốn vùi lấp ta vào không nghĩa Ngài thực lực bây giờ bị phong ấn, liền không nên cậy mạnh Mà còn ta có thể gửi tín hiệu triệu tập dịch ra cường giả tới Ngài cứ yên tâm đi thôi Trong lòng có chút làm rung động, dịch thần tiếp tục lắc đầu nói Hãy bớt nói nhảm đi đem kia viên tứ tinh hồn linh thạch đem ra, ta tranh thủ ở đó đầu tứ tinh ma thú đến trước, phá giải phong ấn. Ấn Nguy sắc mặt phi thường kiên quyết, nói, thầy Ấn Nguy thái độ, dịch thần than thầm một hơi, cuối cùng cũng chỉ đành đáp ứng, đem kia viên hồn linh thạch giao cho Ấn Nguy. Rồi sau đó người tại cầm lấy tứ tinh hồn linh thạch sau, lại quay đầu tiến vào phòng bên trong. Giống, cũng ngay một khắc này, áo tây xâm lâm lại lần nữa vang dội kinh thiên động địa thú hống, một nói thân ảnh khổng lồ từ mã tràng xông lại, sở trải qua chỗ cây cối đều bị đánh ngã. Hắn muốn tới, bên kia động tính hấp dẫn dịch thần nhìn chăm chú, sắc mặt hắn tràn đầy hờ hứng, từ trong ngực tìm ra một cái tín hiệu mang. Hiu, kéo ra ngòi nổ, một nói thanh âm chói tai vang lên, một áng lửa từ đạn tín hiệu bên trong hướng ra, cuối cùng tại trong hư không nổ tung. Hy vọng cứu binh có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Dịch thần sắc mặt ngưng trọng lầm bẩm tiếng, mã chàng đã trải qua phi thường hỗn loạn, những chiến mã kia ngửi được khí thức nguy hiểm, dối giết từ vòng rào bên trong nhảy ra, hướng mã chàng bên ngoài chạy đi, chỉ có một đầu cao lớn hắc sắc chiến mã, đi tới dịch thần bên người. Hắc diếm, người nhanh cùng chúng nó cùng rời đi, nơi này đem hội sẽ vô cùng nguy hiểm. Dịch thần cố nặn ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ đầu kia hắc sắc chiến mã đầu. Dịch thần mới tới mã chàng thời điểm, hắc diếm chẳng qua là một đầu thể nhược nhiều bệnh tiểu mã câu, gặp phải mã chàng còn lại ngựa khi dễ có thể là mình và hắn gặp phải có một chút tương tự dịch thần đối với nó đặc biệt chiếu cố tại dịch thần điều dưỡng hạ hắc diễm dần dần cường tráng đứng lên cuối cùng đánh bại một lão chiến mã thống lĩnh trở thành mã chàng mới thống lĩnh mà còn dịch thần phát hiện hắc diễm đặc biệt thông linh tính hơn nữa còn phi thường kiêu căng khó thuần mã chàng trừ hắn sau đó không người thứ hai có thể cưỡi đến trên lưng nó nửa năm bồi bạn dịch thần đối với hắc diễm ngược lại có chút cảm tình cho nên mới sẽ để cho hắn rời đi bất quá hắc diếm lại không có động một cái tí tẹo, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn áo tây xâm lâm phương hướng, cái này làm cho dịch thần cảm giác bất đắc dĩ. Giống, kinh thiên động địa gầm thét càng ngày càng gần, một cổ mãnh liệt uy áp phô thiên cái địa cuốn tới, cuối cùng một nói thân ảnh khổng lồ từ áo tây xâm lâm hướng ra. Mẫu thù đến, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, dịch thần trầm giọng nói. Đầu này xích sư thú hình thể, so với kia đầu ấu xích sư thú lớn hơn gấp đôi, thân hình khổng lồ hình như là một tòa núi nhỏ, để cho người cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Hắn lưu lại tại chỗ, chuông đồng to bằng tiểu thú đồng nhìn chằm chằm dịch thần, giống như là nhận định sau người một dạng giữ tợn diện mục hiển lộ ra hung tàn vẻ. Bị một đầu tứ cấp ma thú nhìn chăm chú vào, dịch thần có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, phía sau tóc gáy dựng ngược lên, quả đấm trong nháy mắt này nắm chặt, một tia mồ hôi lạnh từ cái chán tuột xuống. Giống, xích sư thú hai con người thoáng hiện lên hung tàn ánh sáng, sau đó hướng dịch thần xông lại, thân hình khổng lồ mỗi đi một bước đều sẽ để cho đại địa run rẩy. Xích sư thú rõ ràng cho thấy hướng dịch thần tới, liều mạng chỉ có một con đường chết, hiện tại chỉ có chỉ có chạy thoát thân. Hắc diễm đi mau, dịch thần đứng dậy nhảy một cái ngồi vào hắc diễm trên lưng, mà hắc diễm cũng vô cùng thông linh tính, cũng trong lúc đó dẫy ruộ về phía trước phóng tới. Giống, xích sư thú nơi nào hội sẽ tùy tiện để cho dịch thần rời đi, hắn phát ra một nói giống giận, tốc độ nhanh hơn mấy phần, trong chớp mắt vào tới cùng hắc diễm ngang hàng vị trí nâng lên vai u thịt bắp thú chảo vỗ tới, mau tránh ra. dịch thần kéo một cái dây cương, mà hắc diếm cũng phi thường ăn ý hướng bên phải di động, hiểm hiểm tránh xích sư thú hung mãnh đánh tới móng vuốt. hưu, một đòn không trúng, xích sư thú cũng không cam lòng, vai u thịt bắp chân sau dùng sức chi hạ, thân hình khổng lồ chính là phi phát tới. đối mặt tứ cấp ma thú, hắc diếm không có kinh hoàng thất thố, tỏ ra vô cùng bất phàm, chân sau dùng sức nhảy một cái, tốc độ nhanh hơn mấy phần, lại lần nữa tránh xích sư thú công kích. Tốt lắm Hắc Diễm, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, Dịch Thần nói ra những lời này sau đó, quay đầu hướng xích sư thú bên kia nhìn, nhất thời lại gặp một nói thân ảnh khổng lồ vượt trên đến. Hỏng bét, xích sư thú công kích quá nhanh, một đòn không trúng hắn lại lần nữa nhào tới, Dịch Thần mới vừa kêu ra một tiếng hỏng bét. Ngay sau đó, hắn và Hắc Diễm liền bị xích sư thú thân hình khổng lồ đánh bay đi ra ngoài. Bành, một người một con ngựa ngã xuống ở phía xa trên thảm cỏ, chật vật đánh ra mấy cái biến dịch thần cảm giác toàn thân gân cốt sắp đứt gãy. TA hơi động một cái lôi xé đến vết thương, dịch thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tay trái cầm vết thương chật vật đứng dậy, phát hiện bên người hắc diếm tình cảnh không ổn. Thở phi phò, mới vừa rồi hắc diếm chịu đựng phần lớn lực trùng kích, lúc này hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy, thâm hậu giữa phát ra thống khổ tiếng hí. Giống, xích sư thú phát ra một nói tiếng gào, mắt trong mắt thoáng hiện lên âm lãnh, ngay sau đó tàn bạo đánh về phía hắc diếm, thật giống như phải trừng phạt hắn mới vừa rồi chạy trốn. Xúc sinh, cấp ra ta cút ngay. Hắc diễm căn bản không có phản kháng năng lực, dịch thần không thể trơ mắt xem nó chịu chết, phát ra một nói gầm lên, ngay sau đó không chút do dự đứng dậy nhảy một cái, đùi phải hướng nó đầu quét tới. Bành, một nói trầm đục tiếng vang truyền ra, dịch thần một cước kia bền chắc quét tại xích sư thú trên đầu, mặc dù không cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại thành công hấp dẫn xích sư thú sự chú ý, xích sư thú thông qua khí thức phân biệt, biết nói dịch thần chính là sát hại ấu xích sư thú hung thủ. Tại thấy dịch thần không biết sống chết công kích sau, hắn không chút nào lưu tình nâng lên vai u thịt bắp cánh tay phải, hướng dịch thần đầu vỗ tới. Kinh phong đánh tới, dịch thần trong lòng kinh hãi, trốn tránh đã tới không kịp, hắn mau mau điều động hồn lực đem dơ lên hai cánh tay bọc. Tứ phẩm hạ đẳng hồn thuật mãng động quyền, một nói gầm lên từ trong miệng phát ra, dịch thần hồn nhiên không sợ, quyền động như gió, lực như cuồng mãng, ngang nhiên tiến lên đón cái kia vai u thịt bắp thú cánh tay. Oanh, lớn nhỏ không được tỷ lệ cánh tay đụng vào nhau, thời gian thật giống như trong nháy mắt này ngừng, dịch thần cùng xích sư thú thân thể đều là dung một cái. Phốc, một cổ cự lực từ cánh tay truyền tới, dịch thần trong miệng nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài, hai chân tại bằng phẳng mặt đất kéo ra một cái sâu sâu rãnh. Cùng dịch thần chật vật ngược lại, xích sư thú nhận được dịch thần công kích sau, chẳng qua là bị hơi chút đẩy lui ra một bước không có bị bất cứ thương tổn gì. Một chiêu kia mới vừa rồi, lại không cho nó mang đến một chút tổn thương, tứ cấp ma thú thật tại quá mạnh mẽ. Ổn định thân hình sau, dịch thần nhịn được đau nhức nhìn về phía xích sư thú, kinh hãi nói. Mặc dù dịch thần sử dụng là tứ phẩm hồn kỹ, nhưng hắn chẳng qua là vị dương hồn cảnh tu vi, tứ cấp ma thú ước chừng mạnh hơn hắn bên trên hai cái cảnh giới. Giống, xích sư thú phát ra trầm thấp tiếng gào, thật giống như đang cười nhạo dịch thần không biết tự lượng sức mình một dạng rồi sau đó chậm rãi hướng dịch thần đi tới. Đáng chết, gia tộc bộ đội làm sao còn chưa tới. Bị vậy đối với bằng ánh mắt lạnh lùng một cái nhìn chăm chú vào, dịch thần cái chán lưu ra mồ hôi lạnh. Bản thân hắn đã trải qua trọng thương, mà hắc diếm càng là không thể động đậy, nếu là viện binh không tới nữa, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thở phi phò, thật giống như biết nói dịch thần gặp nguy hiểm, xa xa bị thương không lên nổi hắc diếm, hai con người lóe lên hai luồng u hỏa, ngước cổ lên phát ra một nói tiếng hí. Thanh âm theo không khí giống như bốn phía bập bình, những thứ kia lưu tại mã chàng không kịp chạy trốn hơn ngàn con chiến mã, trong nháy mắt này thật giống như hóa đá bình thường không nhúc nhích. Thở phì phò, chỉ chốc lát sau, hơn ngàn con chiến mã hai con người trở nên huyết hồng, nâng lên cổ hí đứng lên, sau đó chỉnh tề hướng xích sư thú xông lại, đinh tai nhức óc chạy nhanh tiếng ở trong không khí bập bình. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên tình huống, để cho dịch thần sướng sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên ra vui vẻ, chẳng lẽ có cứu hay sao? Những chiến mã kia mục tiêu hết sức rõ ràng, đồng loạt đánh về phía đầu kia xích sư thú, hoàn toàn không có mới vừa rồi sợ hãi. Mặc dù chiến mã lực công kích đối với xích sư thú mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng lại thành công đưa nó cản hạ, hắn phát ra căm phẫn tiếng gào, đụng nhau đến chiến mã triển khai chu diệt, hoàn mỹ đối phó dịch thần. Chẳng lẽ là hắc diễm để cho chiến mã tới giúp đến? Thấy thế này tình hình, dịch thần thầm thở phào quay đầu nhìn về hắc diễm sở tại phương hướng nhìn lúc này hắc diễm mắt trong mắt u quang đã trải qua tiêu thất hắn nhìn so mới vừa rồi càng suy yếu nằm trên mặt đất thở hổn hển tình huống bây giờ phi thường không ổn dịch thần cũng không nghĩ nhiều rất nhanh thì thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía xích sư thú bên kia xích sư thú hình thể là chiến mã gấp đôi cơ hồ là một chiêu là có thể đập chết hai đầu chiến mã chỉ là thời gian ngắn ngủi hơn ngàn con chiến mã liền bị hắn hung tàn tiêu diệt hầu như không còn đầy đất ngựa thi cùng máu tươi. Tứ cấp ma thú quá mạnh, nếu là dịch ra bộ đội không tới nữa, phiền toái có thể to lắm. Dịch thần cười khổ tiếng, bởi vì lại cũng không có ngăn trở xích sư thú, bắt đầu hung tàn hướng hắn đi tới. Nhiệt xúc, lại dám đến ta tây bình mã chàng càn rỡ. Dịch thần tiếng nói vừa mới rơi hạ, phía nam vị trí chợt vang lên một nói giả nua tiếng hét phẫn nộ. Một đội ăn mặc chỉnh tề sĩ binh, cưới cao lớn chiến mã hướng bên này chạy nhanh đến. Cứu binh cuối cùng vào đến, Quay đầu hướng bên kia nhìn, dịch thần trên mặt lóe lên ra mừng như điên, nói ra một câu kích động nói. Các anh em, xông lên bảng chuyện mới bạo nổ bọn họ hoa cúc đi. Mỗi người trình diễn miễn phí ra một phân lực lượng, cất giữ cộng, đề cử. Cho chúng ta bạo cúc hành động thêm một phân lực lượng đi. chương 13, hỏi tội. Đội nhân má kia đạt tới 500 người, dẫn đầu là một vị thân xuyên trường bào màu trắng lão người. Dịch ra xếp hạng thứ ngũ trưởng lão dịch thư, dẫn đầu tới thế nào lại là hắn nhìn thấy vị kia lão người dịch thần sầm mặt lại dịch thư là dịch gia trưởng lão tu vi là thần hồn cảnh ban đầu cầm đầu muốn lưu đày dịch thần xúi dục chính là hắn mà dịch tiệp chính là hắn tôn tử đối với cái này hai người dịch thần cho tới bây giờ đều không có quên nếu như không phải là bọn họ dịch thần cũng không sẽ bị lưu đày gặp trước đó chưa từng có khuất nhục một ngày nào đó hắn nhất định hội sẽ thập bội trả lại đem cái kia nhiệt xúc nắm hạ tại đội ngũ phía trước nhất dịch thư cũng không để ý gì tới hội sẽ dịch thần, trực tiếp đưa hắn coi thường, giơ tay vung về phía trước một cái, uống nói. Giết, mặc dù đối mặt là một đầu tứ cấp ma thú, nhưng hộ vệ nhà họ dịch môn lại không có khẩn trương, ngược lại tràn ngập lên một cổ sát khí, hiển nhiên là lâu trải qua xa trường chiến tướng. Bọn họ rút vũ khí ra giết hướng xích sư thú, mạnh nhất mười mấy vị hộ vệ chẳng qua là tinh hồn cảnh, còn lại đều là bọn họ đều có dương hồn cảnh tu vi, nhưng hắn môn phối hợp cực tốt, trong chớp mắt liền đem xích sư thú bao vây lại. Là dịch ra trăm người tiêu diệt trận, thấy những hộ về kia động tác, dịch thần trên mặt hiện lên kích động. Dịch ra là nguyên huyền đế quốc thứ nhất quân lữ thế gia, thường xuyên vì đế quốc chinh chiến, có được vô cùng nó phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cho nên cũng nghiên cứu ra giữa lẫn nhau phối hợp trận. Cái gọi là trận chính là đồng đội trong lúc đó phối hợp lẫn nhau công kích, đạt tới mạnh mẽ phòng ngự cùng công kích hiệu quả. Giống bị bao bọc vây quanh, xích sư thú cực kỳ căm phẫn nâng lên vai u thịt bắp thú cánh tay hướng một người hộ vệ trong đó đập tới. Ngự, chỉ nghe một nói chỉnh tề tiếng kêu vang lên, mấy trăm tên hộ vệ đồng thời vận chuyển hồn lực, đưa tay về phía trước giò xét ra, tạo thành một cái phòng ngự hộ cháo, đem xích sư thú công kích đỡ được. Giết, ngay sau đó, bọn hộ vệ lại lần nữa khe quát một tiếng, chỉnh tề giơ lên tay chung võ khí, hướng xích sư thú thân hình khổng lồ đã đâm đi. Phốc, dù xích sư thú ra cứng thịt dày, cũng không chống đỡ được mấy trăm tên hộ vệ liên tục công kích, trên người bắt đầu xuất hiện đại đại nho nhỏ vết thương. Đây chính là một đầu tứ cấp ma thú, không biết nói bọn họ có thể ngăn trở hay không. Mặc dù coi như cạnh mình chiếm ưu thế, nhưng dịch thần chính là nhướng mày một cái. Quả nhiên, dịch thần lời mới vừa vừa dứt hạ, đầu kia gặp phải vây quét xích sư thú nổi gióa, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dụng hết toàn lực tấn công, đông đảo hộ vệ cùng một chỗ ngưng tụ ra hộ cháo căn bản không ngăn được. a à, dẫn đầu có một gã hộ vệ bị đánh thành thịt nát, ngay sau đó xích sư thú liên tục công kích, không ngừng có hộ vệ chết thảm tại hắn móng vuốt hạ, tình huống vô cùng nguy cấp. Thực lực không đủ hơn nữa bị thương, dịch thần chỉ có thể nhìn làm gấp, dựa theo thế này phát triển tiếp, mấy trăm danh hộ vệ sớm muộn sẽ bị chu diệt hầu như không còn. Nhiệt xúc, chớ có điên cuồng nghịch, lúc này, một bên chỉ huy xem dịch thư, khẽ cao mày, gầm lên một tiếng sau đó phi thân vọt lên phía trước ra. Hưu, trong chớp mắt đi tới trong chiến đấu, dịch thư tay trái bị một cổ xích sắc hồn lực bọc, mang theo thiên quân lực vỗ về phía xích sư thú đầu. Xích sư thú cũng không phải ăn chay chủ, nơi nào hội sẽ dễ dàng như vậy bị đánh trúng, hướng bên phải chợt lóe, tránh qua dịch thư tấn công, sau đó phản công đi qua. Dịch thư có được thần hồn cảnh thực lực, cùng tứ cấp ma thú là cùng một cái cấp bậc, hai người chiến không thể mở giao, lực lượng tương đương. Thật là mạnh, nhìn không ngừng cùng xích sư thú dây dưa dịch thư, dịch thần trong ánh mắt không nhịn được lóe lên ra khát vọng. Mặc dù trong lòng đối với dịch thư vô cùng khó chịu, nhưng so hiện giai đoạn dịch thần mạnh đó là không cạnh tranh sự thật sớm muộn có một ngày ta dịch thần cũng sẽ tới đạt cái cảnh giới kia quả đấm nắm chặt dịch thần trong ánh mắt lóe lên ra vẻ kiên định có được thiên thư cùng có thể thăng cấp thú hồn hơn nữa hắn tu luyện thiên phú chỉ cần không ngừng cố gắng đi xuống sớm muộn cũng có một ngày hắn hội sẽ vượt qua tất cả mọi người vốn là dịch thư là có thể độc chiếm tứ cấp ma thú hơn nữa mấy trăm danh hộ vệ trợ giúp đánh bại tứ cấp ma thú đó cũng chỉ là vấn đề thời gian Ác liệt chiến đấu kéo dài tiến hành, đột nhiên Dịch Thần phát hiện dịch hư lui suốt chiến đấu phạm vi, trong cơ thể hồn lực liên tục không ngừng tại hắn giơ lên hai cánh tay ngưng tụ, mãnh liệt uy thế tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Thật quen thuộc uy thế, khó khăn nói hắn muốn sử dụng một chiêu kia. Thấy tình huống như vậy, Dịch Thần thật giống như liên nghĩ đến cái gì, đương hạ cặp mắt trở nên nóng bỏng. Giống, xích sư thú cũng cảm ứng được nguy hiểm, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó nổi gió thoát khỏi đông đảo hộ vệ dây dưa hướng dịch thư bay nhào đi qua. Tứ phẩm trung đẳng hồn kỹ thiên lôi trưởng đệ nhị trọng. Cười lạnh một tiếng, dịch thư song trưởng bị xích sắc hồn lực bọc, ngay sau đó hướng phi phát tới xích sư thú đập tới. ầm um, giống như thiên lôi bình thường trầm đục tiếng vang tiếng ở trong không khí chấn động, dịch thư song trưởng mang theo kinh khủng âm bạo thanh, vỗ về phía xích sư thú đầu. Oanh, tốc độ quá nhanh, xích sư thú căn bản là không có cách tránh, đầu trực tiếp bị dịch thư đập nát, một nói huyết vụ tràn ngập trong không khí, ngay cả thú hồn cũng bị đều đập nát. Bành, xích sư thú thân hình khổng lồ mất đi dựa vào, không cam lòng ngã trên mặt đất, trầm trọng tiếng vang ở trong không khí chấn động ra đến. Đây mới là tứ phẩm hồn kỹ nên có uy lực, liếm liếm môi, dịch thần nhìn xích sư thú thi thể, nói ra những lời này. Dịch thần hắn cũng có tứ phẩm hồn kỹ, nhưng y theo hắn dương hồn cảnh tu vi, chỉ có thể phát triển ra một nửa uy lực. Bá nói thiên lôi trưởng, chẳng qua là đệ nhị trọng thì đến được tứ phẩm trung đẳng, phía sau còn có tam trọng, không biết nói còn dư lại hạ tam trọng là phẩm cấp gì. Đưa mắt chuyển qua dịch thư trên người, dịch thần trong lòng tràn đầy mong đợi. Thiên lôi trưởng là dịch gia hai đại một trong những tuyệt học, tổng cộng có ngũ trọng, mà mới vừa rồi dịch thư sử dụng chẳng qua là đệ nhị trọng. Đáng tiếc, hiện tại thiên lôi trưởng chỉ có thể phát triển ra đệ nhị trọng. Đột nhiên, dịch thần hình như là nghĩ đến, phi thường đáng tiếc nói. Có thể bị liệt vào dịch gia tuyệt học, khẳng định không chỉ tứ phẩm hồn kỹ đơn giản như vậy thiên lôi trưởng phía sau tam trọng uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc tại 15 năm trước, dịch gia tàng bảo các đột nhiên gặp phải một cái hỏa hoạn tập kích, đưa đến thiên lôi trưởng phía sau tam trọng bị thiêu hủy. Bây giờ thiên lôi trưởng đã trải qua không lành lặn, không có làm năm uy lực. Nếu có thể thu bổ thiên lôi trưởng, ta dịch gia tuyệt học nhất định có thể đủ nặng hiện ngày xưa phong thái. Dịch thần âm thầm thở dài, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi thoát hiểm, một cổ sâu sâu cảm giác mệt mỏi đánh tới. Mà đúng lúc này, Giải quyết xích sư thú dịch thư, sắc mặt âm hàn hướng dịch thần đi tới. Lão già kia muốn làm gì? Dịch thần trong lòng một nhảy, trong lòng có loại phi thường dự cảm không tốt, nhìn về phía dịch thư ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dương hồn cảnh, khi đi đến dịch thần trước người lúc, dịch thư trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì hắn cảm ứng được dịch thần tu vi lại là dương hồn cảnh. Sự phát hiện này để cho dịch thư trong lòng hoảng sợ, nếu như hắn nhớ không lầm nói, dịch thần tiếp nhận là nhất cấp thú hồn, mà còn cũng không có tu luyện cao cấp hồn thuật. Trọng yếu hơn là, ban đầu rời đi dịch ra thời điểm, hắn chẳng qua là một vị âm hồn cảnh sơ dai tay mơ, bây giờ lại trong vòng nửa năm, tại không có gia tộc trợ giúp hạ lên cấp dương hồn cảnh. Nếu như không phải là có đặc biệt kỳ ngộ, vậy chỉ có thể nói, hắn tu luyện thiên phú thật đáng sợ. Là để ngừa vạn nhất, người này không lưu được, dịch thư sắc mặt càng âm lãnh, ma thú bình thường không hội sẽ công kích mã chàng, chẳng lẽ là người đem xích sư thú hấp dẫn tới. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm dịch thần, dịch thư trầm giọng nói. Ngũ trưởng lão thật biết nói đùa, dịch thần tu vi không cao, tiến vào áo tây xâm lâm chỉ có một con đường chết, người cho là ta hội sẽ nắm tính mệnh đi mạo hiểm sao. Dịch thần cũng biết nói có cái gì không đúng, bất quá bị lưu đầy nửa năm này, hắn học được ẩn nhẫn, sắc mặt yên lặng nói. Tranh cãi, trên người của người rõ ràng có ấu xích sư thú khí tức. Xem ra bị lưu đầy nửa năm này, người chẳng những không có thành tâm hối cải, ngược lại rước lấy xích sư thú, muốn hủy diệt tây bình mã tràng. Dịch thương nghiêm nghị nói. Mũ cao cũng đừng tùy tiện loạn chụp, Tây Bình mã chàng là dịch ra, ta có cái gì lý từ hủy diệt nhà mình đồ vật. Dịch thần hư lạnh một tiếng, nói, nhất định là gặp phải lưu đầy, người ghi hận trong lòng, người cái này lòng giả ác độc bạch nhãn lang. Một cổ cực mạnh khí tức áp hướng dịch thần, dịch thư lãnh thanh đạo. Căn bản không cấp dịch thần giải bày cơ hội, hơn nữa còn quan bên trên cái bạch nhãn lang danh sưng, dịch thư hắn rõ ràng là nghĩ trừ đi dịch thần. Lòng giả ác độc, người lão hỗn đản kia cũng không xấu hổ, nhớ tới ngày đó bị hãm hại tình hình, dịch thần hung hăng phun tiếng. Miệng ra chửi bậy mắt không tôn trưởng, hôm nay ta liền muốn đại biểu ra giáo chủ giáo huấn ngươi. Phi, người cái này lão bất tử cho má, có tư cách gì giáo huấn ta? Còn đại biểu ta A ra, ngươi xứng sao? Bị cổ khí thức kia ép tới không thể động đậy, dịch thần trên mặt tràn đầy căm phẫn. Xem ra ngươi thật là chết cũng không hối cải, giữ lại tương lai ngươi dịch ra khẳng định nhà họp chó không yên. Tay trái lượn lờ lên một cổ xích sắc hồn lực, dịch thư trầm giọng nói. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái chút nào mau, ta a gia nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Tại thần hồn cảnh trước mặt, dịch thần một chút phản kháng năng lượng cũng không có, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ hôm nay muốn thảm chết ở chỗ này. Mã chàng mặc dù còn có mấy trăm hộ vệ, nhưng dịch thư thế nhưng gia tộc trưởng lão, bọn họ không dám trêu chọc, chỉ có thể ở phía xa ngắm nhìn, nhìn về phía dịch thần ánh mắt tràn đầy thương hại. Trưởng lão có được sinh sát đại quyền, chỉ cần trong tộc có không hiếu tử đệ chúng ta đều có quyền lợi trừng phạt tin tưởng gia chủ sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ mặt không hồng tâm cũng không thiêu dịch tiệp nâng tay lên hướng dịch thần vỗ tới một trường kia uy thế cực mạnh mang theo kinh khủng tiếng xé gió hung mãnh hướng dịch thần đầu đánh tới xem ra hắn là nhẫn tâm muốn diệt trừ dịch thần lão già khốn nạn dịch thần quả đấm nắm chặt muốn phản kháng nhưng lại hữu tâm vô lực bàn tay kia tại đồng tử dần dần mở rộng hắn diện mục bởi vì căm phẫn mà vặn vẹo hưu, đột nhiên, đang lúc bàn tay kia muốn chụp tại dịch thần trên đầu thời điểm, một nói năng lực từ đằng xa đánh tới, đánh tại dịch thư trên bàn tay. Bành, một cổ cự lực đem dịch thư đẩy ra hơn 10 mét, trên mặt hắn hiện lên ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn về năng lượng đánh tới phương hướng nhìn, phát hiện năng lượng đánh tới địa phương là tại một gian nhà lá. Người nào, hành ra ra tay một cái liền biết có hay không, lúc này dịch thư cánh tay phải tê dại, từ nơi này liền có thể phán đoán ra đối phương không đơn giản, Ta ấn nguy học trò ngươi cũng dám động, xem ra ngươi là chán sống, đuổi đi đầu thai. Nhà lá cửa gỗ mở ra, một vị lão người mặt đầy lãnh đạm lão từ này trong nhà đi ra, dùng lẫm liệt ánh mắt nhìn chằm chằm dịch thư. Hôm nay cuối cùng chương một hạ xuống, các anh em cố gắng lên. Cất xứ thêm đề cử hướng bảng chuyện mới, các ngươi nhìn đến thoải mái, cũng để cho ta đây thoải mái một chút. Chương 14, đánh mặt, phụ thân, cổ khí tức kia hoàn toàn tiêu thất, dịch thần cuối cùng vào khôi phục từ từ, Hắn quay đầu nhìn về âm thanh nơi nhìn, phát hiện ra tay lại là Ấn Nguy. Thế nào tiểu gia hỏa, không có thương tổn đến gân cốt chứ? Hoàn toàn không thấy dịch thư đám người, Ấn Nguy mang trên mặt nụ cười ung dung, đi tới dịch thần trước người, nói: "Yên tâm, tạm thời còn chết không." Xoa một chút miệng góc vết máu, dịch thần động động bị thương địa phương, nhất thời một cổ đau nhức truyền tới, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. "Thế nào, ngài thực lực hoàn toàn khôi phục sao? Vội vội vàng vàng chỉ khôi phục lục thành." Bất quá đảm bảo ngươi đã đầy đủ. Ấn Nguy cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dịch thư. Ngươi là ai, thế nào hội sẽ tại Ta Tây Bình Mã Tràng? Dịch thư mặt đầy hoảng sợ, đối phương không có thả ra ra cái gì khí thế, kia lại cho hắn một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết nói. Ấn Nguy mặc dù sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng những lời này lại tràn đầy ngạo nghễ. Yêu Trang lão đầu, đây là Dịch thần đối với hắn mới tinh đánh giá, bất quá khi nhìn đến Dịch thư ăn quả đắng dịch thần lại có loại rất thoải mái cảm giác. Lão già khốn nạn, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào điên cuồng. Đại thủ chi hạ tốt hóng mát, có một mạnh mẽ lão sư chính là khác nhau. Chạm tại ấn nguy sau lưng dịch thần, nhếch miệng lên một nụ cười. Cho dù ngươi tu vi tại trên ta thì như thế nào, đây là ta dịch ra chuyện riêng, khó khăn nói ngươi muốn ỉ mạnh hiếp yếu, nhúng tay ta dịch ra sự tình. Dịch thư ngược lại không có sợ hãi, hừ lạnh nói. ỉ mạnh hiếp yếu, là thì như thế nào? lãnh đạm cười cười, ngay sau đó ấn nguy thân thể run lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp xuất hiện tại dịch thư sau lưng, nâng tay lên vỗ về phía dịch thư. Bành, ấn nguy tốc độ quá nhanh, dịch thư còn chưa phản ứng kịp, lại cảm giác phía sau đau nhói, bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, ngã quỵ ở phía xa trên mặt đất. Một vị có thể giết tứ cấp ma thú cường giả, tại ấn nguy trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, mà còn trước người còn một bộ thoải mái bộ dáng, cái này làm cho mọi người tại đây ánh mắt đờ đẫn đây cũng quá cường chứ. Dịch thần trợn to cặp mắt, hiển nhiên bị ấn nguy ngón này rung động. Mặc dù biết nói ấn nguy rất mạnh, nhưng giống như đập ruồi đánh bay dịch thư, hay là để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Những hộ về kia cũng là ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt lóe lên ra không thể tin được thần sắc, bình thường cao cao tại thượng trưởng lão, lại cũng có chật vật như vậy thời điểm. Làm sao có thể, dịch thư gương mặt già nua kia đỏ bừng lên, không biết là bởi vì bị thương, hay là bởi vì tức giận, từ mặt đất bò dậy sau đó, gầm lên nói, người lại dám động thủ, chẳng lẽ là lấn ta dịch ra không người. Tu vi không mạnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng công phu ngược lại không tệ. Ấn Nguy lại lần nữa tại chỗ biến mất, xuất hiện tại dịch thư trước người, đưa tay bóp cổ của hắn đưa hắn nhắc tới, nó chính là bắt nạt ngươi, như thế nào. Phách lối, tuyệt đỉnh phách lối, nhìn thấy một màn này, dịch thần ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, ngu đần chỉ có thể mặc cho người dẫm đạp lên, chỉ có cường giả mới có thể có tôn nghiêm còn sống trước mắt đây chính là tốt nhất ví dụ cái này làm cho dịch thần đối với thực lực khát vọng bị ấn nguy bóc cổ dịch thư sắc mặt trướng thành màu gan heo hết sức muốn phản kháng có thể trước người thực lực mạnh hơn hắn quá vô luận hắn cố gắng như thế nào đều tránh thoát không những binh lính kia mặc dù muốn lên trước giúp đỡ đáng thương dịch thư đều không phải là đối thủ bọn họ đi cũng là không không chịu chết cho nên bọn họ phi thường lý trí lựa chọn ngắm nhìn Tiểu gia hỏa, giết hay là không giết?" Cười nhạt cười, ấn Nguy quay đầu nhìn về phía Dịch Thần, nói. Bị hỏi lên như vậy, Dịch Thần nhướng mày một cái, đợi đến thư giãn sau đó, hai tròng mắt dần dần trở nên âm lạnh lên, quả đấm nắm chặt lên. Dịch Tiệp là dịch thư tôn tử, trước người nhất định là bị sau người chỉ thị, mới hội sẽ hãm hại Dịch Thần. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, không cần thương hại cùng đồng tình. "Lão sư, thả hắn đi." Một câu làm người ta ngoài ý muốn nói từ dịch thần trong miệng nhả ra. Mặc dù cùng dịch thư có thủ oán, nhưng dịch thần cũng phải bằng vào chính mình lực lượng, hắn không muốn quá mức cậy vào người khác. Mà còn bây giờ còn chưa phải là diệt trừ dịch thư thời điểm, nếu không nhất định sẽ đưa tới gia tộc mấy vị khác trưởng lão bất mãn. Dịch gia thụ đại chiêu phong, nếu như gia tộc nội bộ hỗn loạn, nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm ngoại địch có cơ hội để lợi dụng được, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, dịch thần mới biết làm ra quyết định như vậy. Đi tới mã tràng thời gian nửa năm, dịch thần học được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Toàn bộ khuất nhục, hắn hội sẽ bằng vào hai tay mình, gấp bội trả lại. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vui vẻ yên tâm, ấn nguy âm thầm gật đầu. Long uyên đại lục thiên tư hơn người thiên tài không ít, nhưng phần lớn đều giữa đường chết hiểu. Phong mang tất lộ có lúc cũng không phải là chuyện tốt, dịch thần quyết định để cho hắn cảm giác vui vẻ yên tâm. Bành, tay trái tùy ý hất một cái, bị ấn nguy kềm ở cổ dịch thư, cứ như vậy bị ném đi ra ngoài, đập ở phía xa trên mặt đất khục khục, bộ dáng nhìn vô cùng chật vật, dịch thư che cổ ho khan, dùng hận hận ánh mắt chừng mắt về phía ấn nguy, nhưng lại không dám phát tác. Chậm rãi đưa mắt chuyển qua dịch thần trên người, dịch thư đôi mắt tràn đầy âm lãnh cùng kinh nghi. Hắn phi thường không hiểu, dịch thần lúc nào bái một vị mạnh như vậy sư phụ. Lão già khốn nạn, một ngày nào đó, ra ta thông ra gặp nhau từ băm ngươi. Âm mắt lạnh lẻo quang truyền tới, dịch thần quay đầu cùng dịch thư đối mặt, âm thầm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng giá giá, lúc này, mấy đạo hét tiếng từ đằng xa truyền tới, trong nháy mắt hấp dẫn dịch thần bọn họ sự chú ý, quay đầu hướng bên kia nhìn, chỉ thấy một chiếc từ ba đầu ma thú sở kéo xe một cái hướng bên này chạy nhanh đến. Kéo xe ba đầu ma thú, đều là nhất cấp ma thú mi xài thú, lớn lên cùng lộc rất tương tự. Một vị lão người cầm nhất điều trường tiên, thân thể vài đầu mi xài thú, trên mui xe cắm một cái dịch ra lá cờ. Là dịch ra mi xài xe, không biết là ai tới. Thấy tình hình như vậy, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên không hiểu mi xài xe chỉ có dịch ra cao tầng mới có thể sử dụng bình thường dịch ra cao tầng đều không sẽ đến mã tràng cho nên dịch thần hắn vô cùng hiếu kỳ ngay cả dịch thư cũng giống như vậy thở phi phò chiếc kia mi xài xe đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ nhanh chóng đến gần khi đi tới dịch thần trước người bọn họ cách đó không xa lúc lái xe lão người kéo một cái dây cương ba đầu mi xài thú cũng trong lúc đó dừng hạ dịch tổng quản hắn làm sao sẽ tới nơi này thấy rõ vị kia lão người bộ dáng sau, dịch thần âm thầm kinh nghi. Mặc dù có thời gian nửa năm không thấy, nhưng dịch thần có thể khẳng định, vị kia lão người chính là dịch gia tổng quản, thực lực cá nhân không kém vào dịch gia những thứ kia trưởng lão. Dịch lâm, người làm sao sẽ tới nơi này? Dịch thư cũng có giống nhau nghi vấn, hắn mở miệng dò hỏi. Mới vừa rồi thấy mã chàng phát ra khẩn cấp tín hiệu, gia chủ yên tâm không hạ, đặc phái ta cùng với đại thiếu gia cùng tới kiểm tra. Dịch lâm liếc mắt nhìn về phía dịch thư, sau đó đưa mắt chuyển qua dịch thần trên người, khi nhìn thấy sau người bình yên vô sự sau, rõ ràng thở phào. Đại thiếu gia, dịch lâm thúc, khó khăn nói phụ thân đại nhân cũng tới. Nghe được dịch lâm nói, dịch thần hắn rõ ràng sững sờ, kịp phản ứng mau mau dò hỏi. Là tiểu thiếu gia, dịch lâm gương mặt già nua kia nhíu chung một chỗ, nở nụ cười, sau đó vén lên mi xài mui xe vải, nhất thời một vị khôi ngô người trung niên xuất hiện tại mí mắt đáy hạ. Cùng hắn vóc người khôi ngô khác nhau, hắn sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, hình như là bị trọng thương chưa lành, môi hắn tím bầm. Nhìn thấy vị kia người trung niên, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên kích động, hắn chính là dịch thần ở kiếp này phụ thân dịch khôi. Từ sau khi đi tới nơi này, lại lại cũng không có cùng hắn gặp mặt qua. Dịch khôi cũng là nhìn thấy dịch thần, không có nửa điểm thần thái cặp mắt, thoáng hiện lên một nói từ ái vẻ. Tại dịch lâm đỡ hạ, dịch khôi từ mi xài trên xe xuống, ngồi tại một tấm mộc chế xe lăn, cũng tại dịch lâm thúc đẩy đi xuống lái về phía dịch thần không sai từng trải qua nguyên huyền đế quốc đệ nhất chiến tướng bây giờ liền ngồi trên xe lăn chỉ có thể mượn xe lăn đi đi lại lại lạc két nhìn tấm kia mộc chế xe lăn dịch thần quả đấm trong nháy mắt nắm chặt đứng lên trong ánh mắt lóe lên lên nồng đậm hận ý tâm bị một cổ bạo lệ khí chặn lại hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nửa năm trước món đó sự tình nửa năm trước dịch khôi chinh chiến lúc trở về tình hình một lần kia xuất trinh dịch khôi biến thành bộ dáng bây giờ thần nhi nửa năm qua này khổ cực ngươi đi tới dịch thần trước người dịch khôi kia trương thương mặt trắng hiện lên lên vui vẻ phổ thân đại nhân ngài tại sao trở về nơi này những thứ kia ủy khuất đối với dịch thần mà nói cũng không coi vào đâu hắn âm thầm hít sâu một cái bình phục quyết tâm bên trong vẻ này bạo lệ khí nói ban đầu cho ngươi đi tới cái này địa phương cũng là tình thế bắt buộc lần này tới là mang ngươi hồi dịch ra Dịch khôi trầm tư hạ, nói, về nhà, nghe được cái này nguyên bản phi thường xa xôi từ, dịch thần trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Không được, dịch thần đã bị đuổi ra dịch ra, đã sớm tại gia phả bên trên xóa tên, hiện tại hắn đã không phải là người nhà họ dịch, không có tư cách ngốc tại dịch ra. Cách đó không xa dịch hư uống thanh đạo, nếu như là tầm thường ngược lại cũng thôi, có thể dịch thần hết lần này tới lần khác biểu hiện ra qua người tu luyện thiên phú. Đây chính là cái uy hiếp tiềm ẩn, cho nên dịch thư nhất định phải ngăn cản. Dịch thần tiểu thiếu ra mặc dù ly khai dịch ra, nhưng chảy là dịch ra máu tươi, há có thể từ các ngươi những thứ này trưởng lão đến quyết định đi ở. Dịch lâm nhìn không được, hừ nói, trưởng lão có giám sát dịch ra đệ tử quyền lợi, dịch thần muốn hồi dịch ra, đến trải qua chúng ta đồng ý. Cái này ngũ trưởng lão không cần quan tâm, gia chủ đã cùng đại trưởng lão môn nói qua, chỉ cần dịch thần có thể tại tộc hội bên trên lấy được ba vị trí đầu thành thích là có thể trở lại dịch ra. Dịch khôi trong ánh mắt thoáng hiện lên tức giận, cố giả bộ yên lặng nói. Tộc hội, nghe được cái từ này, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Dịch ra là nguyên huyền đế quốc ba đại gia tộc một trong, có được còn lại thế lực mong muốn mà không thể thành đáy bao hàm. Có thể một cái gia tộc phải vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh đi xuống, cần liên tục không ngừng mới mẽ huyết dịch. Mà dịch gia tộc hội hai năm tổ chức một lần, chỉ cần tuổi tròn 15 tuổi liền muốn tham gia, đến lúc đó dịch gia bàng chi thành viên đều hội sẽ tới tham gia, vô cùng náo nhiệt. Đây là dịch gia chọn mới mẽ huyết dịch, cho nên vô cùng long trọng, chỉ cần đạt được trước 10 thành tích đều có thể có được khá vô cùng khen thưởng, cho nên tham gia đệ tử đều phi thường dũng dược. Mà năm nay dịch thần đã trải qua 15 tuổi, nếu như hắn còn tại dịch gia nói, phỏng chừng đã bắt đầu là tộc hội làm chuẩn bị. Tộc hội sao? Hai nói lệ mang từ dịch thần đôi mắt giữa chợt lóe lên, quả đấm trong nháy mắt này nắm chặt đứng lên. Chương 15, ấn nguy rời đi, dịch gia tổ tiên có quy định muốn quyết định cái gì sự tình, nhất định phải năm vị trưởng lão bỏ phiếu, như có một người phản đối đều không thể thành lập. Mà ta đều còn không có bỏ phiếu, hiện tại ta phản đối dịch thần trở lại dịch ra, dịch khôi, chẳng lẽ người muốn cãi lại tổ tông quyết định quy củ hay sao? Dịch thư ánh mắt âm lãnh, uống nói, phi, dịch thư người cái này tiểu nhân, thật sự cho rằng ta là mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm hay sao? Một cổ mạnh mẽ sát khí, từ dịch khôi trong cơ thể thấm ra, tràn ngập trong không khí. Mặc dù đã trở thành phế nhân, nhưng hàng năm ở bên ngoài chinh chiến dịch khôi, sở thả ra ngoài khí thế hay là cho người một loại cảm giác bị áp bách. Thật là mạnh huyết sát chi khí. Sát khí đánh về phía dịch thư, đứng ở bên cạnh dịch thần không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là hắn thứ nhất thấy dịch khôi nổi gióa. Chỉ bằng người cái này thú hồn bị trọng thương phế nhân, cũng dám ở trước mặt ta mặc vào lão hổ. Dịch thư hồn nhiên không sợ, đưa tay đánh một cái, lại đem vẻ này sát khí đánh tan, Lão già khốn nạn, người nói ai là phế nhân. Dịch thần quả đấm nắm chặt, dùng căm phận ánh mắt trừng mắt về phía dịch thư. Tự hắn có thể thua thiệt bị ủy khuất, nhưng quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục thân nhân mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Nửa năm trước nguyên huyền đế quốc cùng nước láng giềng khai triển, dịch khôi ấn xoái xuất trinh. Đáng tiếc gặp phải phản bội đồ ra hãm sâu trùng vây. Mặc dù bằng vào một thân tu vi đột xuất phòng vây, nhưng lại bị nước láng giềng hoàng tử thu thiệu nhàn ám toán, thú hồn bị chấn động, đưa đến bán thân bất loại, liền tu vi cũng điều động không, trở thành một cái con trùng đáng thương. Đủ, trên mặt hiện lên một cổ bạo lệ khí, dịch thần căm phẫn gầm thét một tiếng, hai nói sát ý từ trong ánh mắt thoáng hiện lên, quả đấm nắm chặt phát ra, là két, trói tai âm thanh. Cái kia đế quốc hoàng tử thu thiệu nhàn, ra ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Hiện tại ra ta phi thường hối hận, vì cái gì mới vừa rồi không có làm thịt ngươi. Không sai, dịch thư nói là sự thật, chẳng qua là sự thật này kích thích trong lòng của hắn căm phẫn. Bằng ngươi cái này tầm thường, cũng dám nói ra lớn như vậy nói. Cái kia thu thiệu nhàn tiếp nhận là thất cấp thú hồn, hiện tại tu vi là hoàng hồn cảnh, người lấy cái gì vượt qua người khác. Dịch thư vô cùng khinh thường tiếng cười lạnh, đừng kích động tiểu ra hỏa, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lúc này, dịch thần cảm giác bả vai bị người vỗ vỗ, quay đầu nhìn, phát hiện ấn nguy chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Hoàng hồn cảnh là thứ năm cảnh giới, chỉ so với người cao một cảnh giới, rất mạnh sao. Trong giọng nói tràn đầy nói năng tùy tiện và khinh thường, ấn nguy lãnh đạm nói. Thấy ấn nguy đi ra nói chuyện, mới vừa rồi ăn qua con ba ba dịch thư không dám phản bác, âm thầm hừ lạnh một tiếng, không dám cãi lại. Vị này là, ấn nguy mới vừa rồi thu liếm khí hơi thở, cùng người bình thường không khác, dịch khôi hắn cũng không có chú ý, tại thấy dịch thư bộ kia kiêng kỵ bộ dáng, đương hạ hiếu kỳ dò hỏi. Phụ thân, hắn là, lãng giả vô danh vô tính chỉ có một ngoại hiệu ấn kiền dịch thần vừa mới chuẩn bị giới thiệu nhưng lại bị ấn nguy cướp cái trước nghe được hắn những lời này dịch thần cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng ấn nguy cố ý giấu giếm tên họ chắc hẳn cũng có hắn đạo lý cho nên dịch thần ngược lại không có bóc xuyên là phụ thân hắn chính là ấn kiền đại nhân là hài nhi có ở đây không lâu trước bái lão sư một thân tu vi cao thâm mà chắc dịch thần đem khóe mắt liếc qua liếc về phía bộ dáng chật vật dịch thư tràn đầy ám chỉ ý tứ năm đó dịch khôi thế nhưng ngang dọc xa trường chiến tướng chỉ số thông minh tự nhiên không tầm thường quay đầu nhìn về phía dịch thư bộ dáng chật vật cùng với hắn kiêng kỵ ấn nguy ánh mắt lại tâm lĩnh thần biết khuyển tử có thể bái tại ấn kiền đại nhân ngồi hạ là gia môn làm dạng dỡ không ít đa tạ đại nhân đối với khuyển tử tài bồi có thể liền thần hồn cảnh dịch thư thu thập thành thế này đủ để chứng minh ấn nguy mạnh mẽ dịch khôi nói chuyện ngược lại khách khí có thể tu luyện tới dương hồn cảnh tiêu chuẩn đây đều là dịch thần chính mình công lao ta chỉ là một trên danh nghĩa lão sư mà thôi. Ấn Nguy cười cười, nói, dương hồn cảnh, Ấn Nguy mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng lại điều động không ra, cho nên không cảm ứng được dịch thần khí tức, dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía dịch thần. Mấy ngày trước không cẩn thận đột phá, dịch thần tuét miệng cười một tiếng, cũng không có dấu diếm. Quá tốt, có được dương hồn cảnh tu vi, đánh vào trong cùng thế hệ hạng ba thì có hy vọng. Dịch khôi kích động vô cùng, bất quá rất nhanh hắn cao mày, khóe mắt liếc qua liếc về phía dịch thư. Mặc dù tên tiểu nhân này phi thường đáng hận, nhưng hắn thân phận vẫn là dịch gia trưởng lão, dịch thần muốn trở lại dịch gia, còn phải qua cái kia đóng một cái mới được. Dịch thần là ta đệ tử, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn bị một chút hủy khuất, nếu là cái nào không mở mắt, ta không ngại đưa bọn họ đi địa phủ đi một lần. Mới vừa rồi một màn kia ấn nguy tự nhiên nhìn ở trong mắt, nói ra một câu lược mang lạnh nghi nói. Những chuyện này dịch ra sự tình, ấn nguy tự nhiên không tốt trực tiếp nhúng tay, những lời này mang theo cảnh cao ý, tin tưởng chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề đều biết nói những lời này là nhầm vào dịch thư hy vọng người có thể đủ xông vào ba vị trí đầu nếu không đừng nghĩ lưu tại dịch ra. mới vừa rồi bị thu thập một bữa dịch thư đối với ấn nguy bản lĩnh thế nhưng tương đương giải lạnh run lưu hạ câu âm lãnh nói liền dẫn đầu rời đi đa tạ ấn tiền đại nhân ra mặt tương trợ dịch khôi nói ra một câu tràn đầy cảm kích nói từ thành phế nhân sau đó dịch khôi lại đem hy vọng áp tại dịch thần trên người bây giờ có thể trở lại dịch ra sau đó dịch thần đang tu luyện đường thượng tướng hội sẽ thuận lợi rất nhiều. Một cái nhấc tay a, à, mà còn dịch thần là ta đệ tử, ta không hội sẽ trơ mắt nhìn hắn ở nơi này chịu khổ, nếu không ta coi như rời đi, cũng sẽ không yên tâm. Ấn Nguy suy ngẫm dâu, cười nói, ừ, lão sư người phải rời khỏi. Dịch thần nghe ra ngầm chứa ý tứ, lúc này dò hỏi. Tay ta trên đầu còn có sự tình phải xử lý, đến rời đi một đoạn thời gian. Ấn Nguy mắt trong mắt thoáng hiện lên lạnh ý, nói, là kia năm cái hắc y nhân chứ? Dịch thần đại khái có thể đoán được ấn nguy mục đích, nói cần đệ tử giúp ngươi làm chút sự tình sao? Ngươi hiện tại cần tĩnh tâm tu luyện, chờ ta đem đầu tay bên trên sự tình xử lý xong, tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi. Ấn nguy cười lắc đầu, nói, xác thực, y theo dịch thần hiện tại tu vi, nhúng tay không ấn nguy sự tình, coi như muốn giúp, đó cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, một hội sẽ ta liền sẽ rời đi. Ấn nguy quay đầu nhìn về phía trước, nói, Nhanh như vậy, năm người kia thực lực đều rất mạnh, ngài cẩn thận lão già khó bị bọn họ phá. Hồi tưởng lại kia năm tên hắc y nhân thả ra ngoài khí tức, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên lo âu, nhưng mặt ngoài chính là một cổ không có vấn đề bộ dáng. Người cái này tiểu ra hỏa, thật là không có một câu lời khen. Ấn nguy tiếng cười mắng, nhưng trên mặt lại không có chút nào trách cứ, nói tu luyện công pháp, ta thả ở gầm giường hạ, người có thể cầm đi tu luyện, hy vọng ta lúc trở về, người có thể có sở tiến bộ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Dịch thần cười nhạt một tiếng, ngươi đầu kia ngựa không đơn giản, hảo hảo chiếu cố, đem tới nói không chừng có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Ấn Nguy đưa mắt chuyển qua hắc diễm trên người, nói. Mới vừa rồi hắc diễm biểu hiện, xác thực không phải là một đầu bình thường ngựa có thể so sánh, dịch thần nhìn về phía hắc diễm ánh mắt thoáng hiện lên dị thải, nặng nề gật đầu một cái. Mấy người kia cách nơi này không xa, vì tránh cho phiền toái, ta hiện tại liền rời đi, người tự thu xếp ổn thỏa. Nói ra những lời này, ấn nguy vận chuyển hồn lực, mấy cái thiểm dược giữa, tiêu thất tại sự nghiệp chính giữa. Cái này lão gia hỏa, nói đi là đi, thật đúng là dứt khoát. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Dịch Thần thầm từ nói. Thật là cao sâu tu vi, mới vừa rồi Dịch Khôi vẫn không có chen miệng, hắn cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật. Nghe lời nói này, Dịch Thần gật đầu một cái, nhìn về Dịch Khôi ngồi tấm kia xe lăn, mắt trong mắt thoáng hiện lên lạnh ý. Thu Thiệu Nhàn, hãy đợi đấy sổ nợ này ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, phế bỏ dịch khôi cái kia địch quốc hoàng tử. Dịch gia tộc hội, hy vọng các ngươi những cái được gọi là thiên tài, không để cho ta thất vọng mới phải. Trong lòng vang lên một nói âm lãnh nói, dịch thần tay bất chi bất giác sờ về phía trong ngực, một bản cứng rắn sách vở, truyền tới băng lãnh cảm thấy. Các anh em, xem sách trong quá trình, có cái gì đề nghị hoặc là ý kiến, có thể đi chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Ngoài ra bản sách thu nhận vai quần chúng cùng phân phối góc. Nếu như người có người tốt danh, muốn cho hắn xuất hiện tại trong sách, cũng có thể đến sách phẩm khu nhắn lại. Bản sách có kiêu kiêu đàn, mọi người có thể đi vào vui đùa một chút. chương 16, Ma Giám, lần đầu tiếp xúc, xích sư thú đem mã chàng hủy cực kỳ nghiêm trọng, những thứ kia chạy trốn ngựa cần lần nữa tìm về, dịch thần bọn họ còn muốn tại mã chàng ngây ngốc mấy ngày, hoàn thành giải quyết tốt công việc. Đương nhiên, những thứ kia sự tình không cần dịch thần giúp đỡ, đều có dịch lâm đi an bài, hắn đến thừa dịp khoảng thời gian này củng cố tu vi. Trong lúc, dịch thần đạt được một tin tức, cái kia hãm hại hắn dịch tiệp, tu vi lên cấp đến dương hồn cảnh trung cấp, trở thành bạn cùng lứa tuổi chính giữa nhất yêu xuất sắc mấy vị thiên tài một trong. Dương hồn cảnh trung cấp, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, ta cũng có thể bước vào cái cảnh giới kia. Trong phòng, vang lên dịch thần không chịu thua thanh âm. Bất quá, khoảng cách dịch gia tộc hội cử hành chỉ có 15 ngày, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, muốn tăng lên một cái phẩm dai, sợ rằng rất khó. Ngồi xếp bằng ở giường trên giường, dịch thần thở dài. Đột nhiên, dịch thần thật giống như nghĩ đến cái gì, hắn mau mau từ trên giường nhảy hạ, từ đáy giường hạ tìm tới một bao quần áo. Không biết nói lão sư lưu hạ là vật gì, cái này bao là ấn nguy trước khi rời đi lưu hạ, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên hiếu kỳ, đưa nó đặt lên bàn cũng mở ra. Mười mấy món vật phẩm xuất hiện ở trước mắt, một cái tựa như chủy thủ vũ khí, còn có một cái tựa như la bàn đồ vật, cùng với một quyển sách nhỏ cùng mười mấy khối nhìn như đá đồ vật. Những thứ này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng dịch thần ánh mắt lại lóe lên nóng bỏng ánh sáng. Đây là khắc họa đồ giám công cụ, đưa tay đem chủy thủ kia cùng la bàn cầm trong tay, dịch thần không nhịn được kích động. Thanh chủy thủ kia tại trung gian vị trí, có một cái đường vân, hàm chứa thiên địa lý lẽ. Mà cái kia nhìn như la bàn đồ vật, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ yếu ớt ba động. Đây chính là văn khí cùng văn bản chứ? Dịch Thần quan sát tỉ mỉ trong tay hai dạng đồ vật, âm thầm nói nói. Giám Định Hồn Linh Thạch cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, đầu tiên phải có chuyên dụng văn khí, văn khí chính là khắc họa đồ giám đao khắc, nhưng lại không phải là bình thường đao. Khắc họa đồ giám thời điểm, cần hồn lực phụ tá, cũng chính là với hồn lực phi dẫn. Có thể bình thường đao cũng không thể chịu đựng hồn lực chỉ có một loại bao hàm thiên địa hồn lực mà sống văn khí mới được. Có văn khí còn còn thiếu rất nhiều, còn cần một loại gọi là văn bản đồ vật. Chỉ có tại văn bản bên trên mới có thể khắc họa đồ giám. Trở thành ma giám sư, dịch thần hắn mơ tưởng đã lâu, hiện tại cuối cùng vào có thể học tập ma giám, để cho hắn kích động không thôi. Ma giám sư nhập môn hướng dẫn, bình phục hạ tâm tình kích động, dịch thần ánh mắt chuyển qua quyển sách nhỏ kia bên trên, cầm trong tay sau đó, bắt đầu lật xem. Ma giám sư là một môn dễ hiểu nan tinh chức nghiệp, cần hao phí cực lớn thời gian luyện tập mới có thể thành một đời ma giám đại sư. Lật ra trang sách, một đoạn giới thiệu xuất hiện tại dịch thần đáy mắt hạ. Trên đời không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công, dịch thần ngược lại đồng ý một điểm này, thầm từ gật đầu sau đó, mở ra tờ thứ hai. Văn khí cùng văn bàn, là ma giám sư trọng yếu nhất công cụ, văn khí là khắc họa đồ giám đao khắc, văn bàn là chính là đồ giám vật chứa, hai người lẫn nhau phụ tá, có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Hai người đều là bao hàm thiên địa hồn lực mà sống vật phẩm, có một loại khó lường linh tính, sử dụng trước cần nhỏ máu nhận chủ. Tờ thứ hai nội dung cũng không nhiều, nhỏ máu nhận chủ, Dịch Thần trong ánh mắt thoáng hiện lên dị thải, đưa mắt thả lại đến văn khí cùng văn bản bên trên. Thử xem đi, nhìn một chút tích huyết hậu có cái gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Dịch Thần đem ngón trỏ cắn bể, sau đó đẩy ra tươi mới huyết tích tại văn khí cùng văn bản bên trên. Ông, kia một giọt máu tươi tại Dịch Thần nhìn chăm chú hạ, bị văn khí cùng văn bản hấp thu. Theo sát một nói rung rung tiếng ở trong không khí vang lên, một nói ánh sáng yếu ớt, từ văn khí văn bản bên trong thấm ra. Hưu, văn khí bên trên kia một cái đường vân, từ hắc sắc biến thành huyết hồng sắc, mà văn bản trung gian vị trí, cũng hiện ra ra một cái huyết hồng sắc đường vân. Tại văn khí văn bản xảy ra biến hóa đồng thời, dịch thần trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị, kia hai dạng đồ vật thật giống như cùng hắn thành lập được liên hệ nào đó, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chúng nó tồn tại không hổ là bao hàm thiên địa hồn lực mà sống đổ vật, quả nhiên giàu có linh tính. Lại lần nữa cầm lên văn khí cùng văn bản dịch thần phát hiện mình cùng chúng nó độ phù hợp tăng cao rất nhiều. Ông, vừa dứt lời, văn khí cùng văn bản rung động nhẹ nhẹ hạ, thật giống như vô cùng hưng phấn. Nhưng chúng nó rất nhanh thì bình tĩnh lại, ánh sáng nội liếm, khôi phục chất phác không màu mè bộ dáng. Âm thầm ngạc nhiên, dịch thần cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật xem quyển sách nhỏ kia. Văn khí cùng văn bản có tinh cấp phân chia, hiện nay có nhất trí cửu tinh, nhất tinh thuộc vào cấp bậc thấp nhất, cửu tinh thuộc vào cấp bậc cao nhất. Từng cái tinh cấp đều có đặc biệt rõ ràng, nhất tinh văn khí hoặc là văn bản, có một cái huyền ảo đường vân, nhị tinh chính là hai cái, cửu tinh chính là chín cái đường vân. Khác họa đồ giám có cực cao tỷ số thất bại, mà văn khí cùng văn bản có thể tăng cao tỷ lệ thành công, nhất tinh có thể tăng lên 1%. Tinh cấp càng cao, tỷ lệ thành công thì cũng càng cao. Nhìn đến đây, dịch thần lại dừng lại, xem ra lão sư để lại cho ta là nhất tinh văn khí cùng văn bàn. Ánh mắt chuyển qua văn khí cùng văn bàn bên trên, dịch thần nói ra những lời này sau, mở ra đến trang kế tiếp. Đồ giám là khắc họa ma giám căn bản, có nhất trí cửu tinh phân chia. Nhất tinh đồ giám chỉ có thể giám định nhất tinh linh thạch, nhị tinh đồ giám chỉ có thể giám định nhị tinh hồn thạch, cứ thế mà suy ra. Nội dung cực ít, dịch thần trực tiếp lật tới trang kế tiếp. Một trang này bên trên là một bộ đồ án, có đủ loại phức tạp đường vân tạo thành, mỗi một đạo văn đường đều phi thường huyền diệu. Đồ văn phía trên còn có một đoạn chữ nhỏ giới thiệu, nhất tinh đồ giám. Là đồ giám, dịch thân lại lần nữa kích động, có được đồ giám, là hắn có thể đủ luyện tập ma giám. Kích động trong lòng không dứt, dịch thân lại lần nữa mở ra một trang, phát hiện tờ thứ hai còn có một cái đồ giám, đó là một cái nhị tinh đồ giám. Sách nhỏ chỉ còn hạ một trang cuối cùng, không biết nói sẽ là cái gì. Nghĩ tới đây, dịch thần trực tiếp lật tới một trang cuối cùng phát hiện nơi đó cũng không có đồ giám mà là có một hàng chữ nhỏ ma giám sư long uyên đại lục vĩ đại nhất chức nghiệp không chỉ là hắn có thể giám định hồn linh thạch thần kỳ hơn còn có liệu linh thạch liệu linh thạch có thể chữa trị thân thể vết thương đẳng cấp càng cao hồn linh thạch tu bổ vết thương hiệu quả cũng càng tốt tin đồn có một ít cao phẩm cấp liệu linh thạch có thể tu bổ bị trọng thương thân thể đoạn này giới thiệu lời mặc dù ngắn gọn nhưng dịch thần trái tim lại tại tăng tốc nhảy lên hắn cặp mắt nhìn chằm chằm cuối cùng một đoạn văn, tu bổ bị trọng thương thân thể. Năm đó phụ thân tại trinh chiến thời điểm, đan điền bị thương nặng, đưa đến bán thân bất loại, cả đời chỉ có thể tại xe lăn trải qua. Dịch thần mắt trong mắt thoáng hiện lên lãnh sắc, lược mang thương cảm giác nói. Từ trọng sinh đến long nguyên đại lục, dịch thần tại cái gia đình này, cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, hắn dị thường thủ hộ cái này phân khó có được thân tình. Tại thấy dịch khôi trở thành phế nhân sau, bộ kia chán trường bộ dáng dịch thần trong lòng đều có một cổ nói không ra khó chịu nhưng lại không thể làm chút gì cho hắn trong lòng một mực phi thường tự trách vì để phụ thân đứng lên ta một nhất định phải trở thành mạnh nhất ma giám sư quả đấm trong nháy mắt nắm chặt đứng lên dịch thần trên mặt tràn đầy kiên định trong lòng đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt ở nơi này cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn thế giới chỉ có cường giả mới có thể thu được đến thứ tốt hơn nếu như cao cấp liệu linh thạch thật có thế này công hiệu đó nhất định là các cường giả tranh nhau cướp đoạt đồ vật, Dịch Thần muốn có được một số vật gì đó, chỉ có một cái đường có thể đi, trở nên mạnh mẽ. Mới vừa đến cái thế giới này lúc, Dịch Thần vô dục vô cầu, chỉ muốn cùng thân nhân quá yên lặng có tôn nghiêm sinh hoạt. Mà nửa năm qua này, để cho hắn thật sự hiểu một cái đạo lý, muốn sống được có tôn nghiêm thì nhất định phải có đủ thực lực, chỉ có cường giả mới có thể sống có tôn nghiêm. Hô, Dịch Thần thả lỏng một hơi, đem trong lòng nghĩ bậy đuổi sau đó đưa mắt chuyển qua những đá kia bên trên là nhất tinh hồn linh thạch cùng nhị tinh hồn linh thạch những thứ này hồn linh thạch số lượng không nhiều nhưng đã đầy đủ dịch thần luyện tập hắn cầm lấy một viên nhất tinh hồn linh thạch sau đó đem nhất tinh đồ giám lật ra muốn giám định hồn linh thạch đầu tiên muốn khắc họa đồ giám nói ra những lời này dịch thần đem văn bàn thả ở giường trên giường tay trái cầm thủy thủ lớn nhỏ văn khí lúc trước dịch thần thấy tận mắt ma giám sư giám định hồn linh thạch cho nên cũng không xa lạ bắt đầu vận chuyển hồn lực, rót vào văn khí chính giữa. Hưu, một trận ánh sáng màu đen, từ văn khí bên trong thấm ra, hồn lực theo trung gian kia đạo văn đường chậm rãi bơi lội, đi tới phía dưới cùng. Cẩn thận đem văn bản lấy tới, dịch thần giống như sử dụng bút lông viết chữ một dạng, so sánh đồ giám bên trên đồ án, tại văn bản trên có khắc họa. Lần đầu tiên khắc họa đồ giám, dịch thần động tác vô cùng cẩn thận, văn khí qua địa phương, hồn lực đều hội sẽ giống như mực viết một dạng, tạo thành phi thường huyền ảo đường vân với khi còn bé vẽ một chút một dạng, chẳng qua là bút biến thành văn khí, tờ giấy đổi thành văn bản mực viết thì bị hồn lực cấm chỉ. Thấy thế này tình hình, dịch thần nhẹ thanh đạo, hưu, dịch thần vừa dứt lời, một nói ánh sáng màu đen hướng bốn phía bắn ra tung tóe, rồi sau đó dịch thần mới vừa rồi khắc họa đường vân tiêu thất đến vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên tình huống, để cho dịch thần lăng lăng, nhìn rỗng tuyết khắc bàn, trong ánh mắt thoáng hiện lên nghi hướng. Lúc trước một vị ma giám sư đã từng nói, tại khắc họa đồ giám lúc không thể phân tâm. Cẩn thận hồi tưởng hạ, dịch thần tìm tới vấn đề mấu chốt. Hít sâu một cái khí, loại bỏ trong lòng nghĩ bậy sau đó, dịch thần bắt đầu lại khắc họa đồ giám, cẩn thận từng ly từng tí không dám có bất kỳ sai lầm nào. Ước chừng sau nửa giờ, dịch thần cuối cùng vào đem cái kia đồ giám khắc xong, chỉ bất quá đồ giám không có nửa điểm phản ứng. Quan trọng hơn là, dịch thần khắc họa đi ra đồ vật, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Giống như lần đầu tiên vẽ một chút một dạng, đem nguyên hữu cái gì cũng họa biến dạng. Một cái hoàn mỹ đồ giám, không thể có bất kỳ tì vết nào, cho dù là một cái củ ấu góc một cái đường cong, bảo vệ cầu hoàn mỹ. Cũng không có mô hình có thể đối với chiếu luyện tập, chỉ có thể bằng vào cảm giác đến vẽ, muốn đạt tới như vậy trình độ nói dễ vậy sao? Khó trách ma giám sư dễ hiểu nan tinh, muốn đem một cái đồ giám khắc họa được, cần rất dài một đoạn thời gian luyện tập, nửa năm, một năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Nhìn văn bản bên trên miến cưỡng có thể tính là đồ giám đồ án, dịch thần cực kỳ bất đắc dĩ nói. Không biết nói thiên thư có thể giúp hay không, đột nhiên, dịch thần thật giống như nghĩ đến cái gì, nói ra một câu tràn đầy mong đợi nói. chương 17, thứ một lần thành công, vũ cực. Thiên thư có thể hiện ra hồn thuật hòa hồn kỹ năng, dịch thần muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không hiện ra đồ giám, nếu như có thể mà nói, hắn muốn liên lạc với ma giám thì đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, dịch thần cũng không hàm hồ, phi thường nhanh nhẹn nắm ra thiên thư, cũng đem nhất tinh đồ giám lấy tới, đem cái kia đồ giám vững vàng ghi chép trong đầu. Sau một khắc, dịch thần điều động hồn lực, theo kinh mạch thấm ra, sau đó thăm dò vào trong thiên thư, nhất thời một cổ ánh sáng yếu ớt từ trong thiên thư thấm ra. Đây chính là thiên thư mở ra điểm báo trước, dịch thần không dám thở ơ, trong đầu tưởng tượng nhất tinh đồ giám, từng cái tế lễ đều không có bỏ lỡ. Cặp mắt đồng thời nhìn chằm chằm thiên thư, rất sợ bỏ qua từng cái tế lễ, trong lòng dâng lên mãnh liệt mong đợi, hy vọng thiên thư có thể giúp đỡ khắc họa ra đồ án khó khăn nói thiên thư chỉ có thể diễn luyện hồn thuật hòa hồn kỹ năng bên trái chờ bên phải phán có thể thiên thư chỉ thả ra ra yếu ớt kim quang không có nửa điểm phản ứng cái này làm cho dịch thần không nhịn được hoài nghi hưu đột nhiên dịch thần vừa dứt lời một đạo kim sắc sợi tơ tải trên thiên thư tạo thành hơn nữa bắt đầu bơi lội đứng lên chẳng lẽ hắn thật có thể khắc họa đồ giám thấy tình huống như vậy dịch thần trên mặt hiện lên kinh hỉ Cặp mắt nhìn chằm chằm Thiên Thư, yên lặng chờ đợi. Hưu, tại Dịch Thần nhìn chăm chú hạ, cái kia kim sắc sợi tơ vẫn là bơi lội đứng lên, đủ loại phức tạp đường vân tạo thành, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Quả nhiên là nhất tinh đồ giám. Dịch Thần trên mặt tràn đầy mừng như điên, cái kia đồ án cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc, giống như là cùng một cái khuôn đúc họa đi ra đồ vật. Thiên Thư khắc họa thành công, để cho Dịch Thần tâm tình trở nên một trận kích động, hắn đem Thiên Thư nâng lên, xem xét tỉ mỉ phát hiện thật đúng là giống nhau như đúc, mà còn so nguyên đồ giám bên trên càng hoàn mỹ vô hạ. Không bằng cứ dựa theo trên thiên thư họa, dịch thần nhớ tới kiếp trước đi học lúc, luyện tự thiếp tình hình. Nếu như tại nguyên đồ bên trên họa, khẳng định hội sẽ hư hại nguyên lai đồ án, mà thiên thư thì lại khác. Ban đầu dịch thần là thí nghiệm, có thể sử dụng đại đao chém qua, đều không có thể ở phía trên lưu hạ dấu vết. Đem thiên thư bày ra ở giường trên giường, dịch thần bắt đầu nắm chặt phân khí, bắt đầu giống như luyện tự thiếp một dạng, dựa theo trên thiên thư đường vân khắc họa quá trình nhìn thật giống như đơn giản nhưng đối với chuyên chú lực thế nhưng khảo nghiệm hơi có phân tâm liền hội sẽ họa lệch hơn nữa lâu ngày dịch thần cánh tay đều hơi tê tê hồn nhiên coi thường đau nhức dịch thần phi thường chuyên chú khống chế tay lực một cái đường cong một cái đường cong phát họa tận lực làm được hoàn mỹ độ tiến triển phi thường chậm chạp đây là một phi thường khổng lồ công trình ước chừng dùng nửa giờ dịch thần mới đem chọn cái đồ án phát họa hoàn thành cuối cùng vào hoàn thành một lần có mô tử có thể luyện tập, so chiếu mèo hỏa hổ rất nhiều. Xoa xoa tê dại cánh tay phải, dịch thần thầm khen tiếng. Kiếp trước dịch thần thế nhưng trải qua độc hải thức giáo dục, làm bài tập cùng luyện tự thiếp đã sớm thói quen, cũng không có bao lớn xúc cảm cùng cảm giác, không có bất kỳ nghỉ ngơi, tiếp tục chuyên tâm khắc họa. An tĩnh căn phòng chỉ nghe được tiếng hít thở, dịch thần trên gương mặt đó tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, một lần lại một khắp bàn rèn khắc họa. Lần thứ hai vẫn còn có chút xa lạ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn không ít, đương lần thứ ba, thứ tư khắp, lần thứ năm thời điểm, dịch thần tốc độ dần dần tăng nhanh, mà còn không lưu loát cảm giác cũng hoàn toàn tiêu thất, tối thiểu sẽ không xuất hiện họa lệch tình huống. Cũng không biết khắc họa bao nhiêu lần, đương dịch thần lưu loát khắc họa xong một cái đổ giám sau, hắn lúc này mới dừng lại, cũng không phải mình nghĩ dừng, mà là cánh tay phải tê dại đến thật tại bị không. Tê vấy vấy tê dại cánh tay, dịch thần đầu đánh tới một cổ cảm giác hôn mê, con mắt cũng có chút tính sổ, thời gian dài chuyên chú khắc họa đổ giám, để cho hắn não lực tiêu hao rất nhiều khó khăn nói quái những người đó nói mà giám sư không dễ học dễ hiểu nan tinh không phải là tất cả mọi người đều có thể thành công nghỉ ngơi một biết chờ đến khôi phục một ít sau đó dịch thần than thở nói muốn đang không có phụ trợ tình huống hạ tại khắc trên khay khắc hỏa hoàn mỹ đồ giám cần thời gian dài luyện tập đơn chẳng qua là kia phân cô tịch cũng đủ để cho rất nhiều người trùn bước cũng không có suy nghĩ nhiều dịch thần lại lần nữa cầm lên văn khí luyện tập xem xem có thể hay không khắc họa thành công. Ước chừng 3 giờ sau, dịch thần mới dừng lại luyện tập, đem thiên thư để ở một bên, cũng đem văn bản lấy tới, chuẩn bị kiểm tra luyện tập thành quả. Trải qua vô số lần luyện tập, dịch thần đối với kia đồ án bộ dáng đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Hưu, vận chuyển hồn lực rót vào văn khí bên trong, dịch thần bắt đầu tại văn bản trên có khắc vẽ lên đến. Đang không có so sánh tình huống hạ, khắc họa tốc độ tỏ ra thật chậm. Bắt đầu chính mình khắc họa, dịch thần có một chút không có thói quen, lần đầu tiên khắc họa cực kỳ ngổn ngang, chỉ có bề ngoài nhìn có vài phần giống nhau. Cũng không có nổi giật, dịch thần đem cái kia đồ dám xóa đi, lần nữa khắc họa một cái, cái này so mới vừa rồi ra dáng không ít. Hưu, đương dịch thần khắc họa cái thứ ba hoàn thành thời điểm, văn bản đột nhiên thả ra ra ánh sáng màu đen, những thứ kia khắc họa đường vân thật giống như mạch lạc một dạng một cổ thần bí năng lượng đang lưu động. Thành công, cái này đồ án mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng nhìn thấy một màn này, dịch thần thân thể dung một cái, ngay sau đó trên mặt hiện lên mừng như điên. Lúc trước hắn gặp qua khác ma giám sư giám định hồn đá, đối với một màn hắn hết sức quen thuộc, mau mau cầm lấy một viên nhất tinh hồn linh thạch, thả tại đồ giám chính trung ương vị trí. Hưu, văn bàn thả ra ngoài kim quang, tập hợp lại cùng nhau xông về kia viên nhất tinh hồn thạch, hơn nữa dung nhập vào hồn thạch chính giữa. Hưu, ẩn chứa tại hồn linh thạch bên trong năng lượng, bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, những thứ kia tạp chất cùng pha tạp năng lượng, thật giống như bị chỉ dẫn một dạng bị hút đi ra, hơn nữa tại đồ giám đường vân trung du động. Ông, chỉ chốc lát sau, kia viên nhất tinh hồn linh thạch khẽ run lên, theo sát một nói ánh sáng màu đen sông về bốn phía. Dịch thần nheo cặp mắt lại, đợi mở ra sau đó, một cái năng lượng tinh khiết hồn linh thạch xuất hiện ở trước mắt. Thành công, đem giám định tốt nhất tinh hồn linh thạch cầm trong tay, dịch thần kích động vô cùng, đây là hắn lần đầu tiên giám định hồn linh thạch, cũng là lần đầu tiên thành công. Thật lâu mới từ kích động khôi phục như cũ, dịch thần cảm giác một cổ sâu sâu cảm giác mệt mỏi cuốn toàn thân. Ma giám sư, thật là cái hao phí thời gian và tinh thần chức nghiệp. Cười khổ một tiếng, dịch thần bất đắc dĩ thở dài. Nhưng trên mặt kiên định sâu hơn, là người nhà, dù là lại gian khổ, hắn cũng hội sẽ đi thẳng đi xuống. Làm cái gì sự tình đều có chương thị, còn đường tu luyện cũng là như thế, dịch thần hít sâu một cái khí, đem văn bản những thứ đó thu cất. Ừ, tại sao có thể có cái giới chỉ? đang lúc dịch thần chuẩn bị đem bao thu cất lúc một cái hắc sắc giới chỉ dẫn lên hắn chú ý cái này chắc cũng là ấn nguy lưu lại đồ vật chẳng lẽ là nhẫn chữ vật đem cái kia giới chỉ cầm trong tay kiểm tra một biết dịch thần suy nghĩ nói long uyên đại lục có một loại phi thường thần kỳ vật phẩm đó chính là nhẫn chữ vật bên trong có một cái không gian đặc thù có thể chứa vật phẩm chỉ cần điều động hồn lực liền có thể mở ra nghĩ tới đây dịch thần điều động hồn lực mò về hắc sắc giới chỉ nhất thời cái kia giới chỉ thả ra ra một cổ ánh sáng yếu ớt, một cái đặc biệt không gian xuất hiện, đạt tới một căn phòng lớn nhỏ. Quả thật là nhẫn chữ vật, dịch thần mặt lộ vẻ cười ý, cho tới nay hắn đều muốn nắm giữ một cái nhẫn chữ vật, có thể không làm sao thức sự quá đắt tiền, coi như một người bình thường nhẫn chữ vật, cũng cần hai ba trăm ngàn kim tệ. Chả thế nào sẽ có một gian khải giáp, cũng không có nghĩ quá nhiều, mảnh không gian kia xó xỉnh, có một cái hắc sắc khải giáp, đưa tới dịch thần chú ý. Không chút do dự nào, dịch thần điều động hồn lực, đem món đó khải giáp kéo ra ngoài. Bành, món đó hắc sắc khải giáp nhìn rất mỏng, nhưng rất xuống mặt đất bên trên, lại phát ra một nói trầm trọng trầm đục tiếng vang. Cái này để cho dịch thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn tự tay đi kiếm khải giáp, nhưng lại phát hiện mình dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa nó cầm lên, chỉ một lát sau trên trán liền lưu ra mồ hôi nóng, nổi gân xanh. Bành, bất đắc dĩ, dịch thần hai tay buông lỏng một chút, khải giáp lần nữa rớt xuống mặt đất bên trên, hắn mãnh liệt thở hổn hển. Có lầm hay không, cái này khải giáp nên nặng bao nhiêu? Một ngàn cân vẫn là hai ngàn cân, dịch thần thở hồng hộc, từ vào tu luyện hồn lực, hắn khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng nhấp động. Hưu, lúc này, món đó hắc sắc khải giáp, hướng ra một cổ lam sắc hồn lực, dịch thần không có phòng bị, này cổ hồn lực trực tiếp xông vào đầu hắn bên trong. Chuyện gì xảy ra, dịch thần cả kinh, thần kinh trong nháy mắt này căng thẳng. Tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, đây là ta để lại cho ngươi kiện vật phẩm cuối cùng, vũ cực khải giáp. Hắn đạt tới nặng 800 cân, mà còn mỗi khi ngươi tu vi tăng lên, hắn trọng lượng cũng hội sẽ gia tăng. Hơn nữa mặc nó vào, người hồn lực sẽ phải chịu chèn ép, tốc độ vận hành so lúc trước chậm gấp đôi. Chờ ngươi tu vi đến tinh hồn cảnh, lại đưa nó mặc vào, không tới vạn không thể không muốn cởi hạ. Lâu ngày, người lực lượng thân thể sẽ có được tăng lên, hắn sẽ không ngừng chèn ép người tiềm năng thân thể chờ ngươi cởi xuống vô cực khải giáp thời điểm chính là con cá đến nước chiến lực gấp bội đây chỉ là ta một cổ hồn lực kéo dài không bao lâu còn có một kiện sự tình phải nói cho ngươi trong khải giáp phong ấn có một vật chờ ngươi tu vi đạt tới dĩ nhiên là biết lái khải yên tâm tuyệt đối là không tệ đồ vật hào hào tu luyện đi hồn thuật hòa hồn kỹ năng ta cũng không lưu hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi nhớ đừng cho lão sư người ta mất mặt đang lúc này một thanh âm quen thuộc tại dịch thần đầu vang lên để cho hắn căng thẳng thần kinh buông lỏng không ít. Lão ra hỏa, lại còn có ngón này. Đạo thanh âm kia rất nhanh tiêu tan, dịch thần cũng là nỗ bĩu môi, lần nữa nhìn về phía khải giáp ánh mắt thoáng hiện lên nóng bỏng. Vũ cực khải giáp, chỉ có tinh hồn cảnh mới có thể xuyên, thật là để cho người mong đợi. Liếm liếm môi, dịch thần tuét miệng cười một tiếng, không biết nói lão ra hỏa ở bên trong phong ấn thứ gì. Sờ một cái xem đứng lên phi thường khí phách khải giáp, dịch thần trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Âm thầm lắc đầu, nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng, vẫn là mau sớm tăng lên chính mình tu vi, đến lúc đó không đã biết nói. Nghĩ tới đây, dịch thần đem món đó khải giáp thu hồi đến nhẫn chữ vật, cũng đem nhẫn chữ vật mang theo trên ngón cái. Khoảng cách trở lại dịch ra ngày không xa chứ, tính một chút ngày, dịch thần sắc mặt dần dần trở nên âm lạnh lên. chương 18, về nhà, hai tay bấm pháp quyết, dịch thần ngồi xếp bằng ở giường trên giường không nhúc nhích, một cổ vô hình kình phong, đưa hắn trên người trường sa màu đen thổi lên một cổ hấp lực từ trong cơ thể hắn thấm ra, hưu, tại hắn trước người nổi lơ lửng một viên nhất tinh hồn linh thạch cuồn cuộn không đoạn hồn lực từ trong đá thấm ra, bị dịch thần hút vào trong cơ thể cũng chỉ dẫn vào trong đan điền hấp thu tốc độ cực nhanh, kia viên hồn linh thạch ẩn chứa năng lượng với mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, bành, đương một tia năng lượng cuối cùng bị hoàn toàn sau khi hấp thu, hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống ở giường trên giường phát ra một nói tiếng vang giòn giã. Um tu luyện xong, dịch thần chuẩn bị bóp gãy pháp quyết, nhưng vào lúc này, một nói trầm đục tiếng vang tiếng từ hắn trong đan điền truyền ra. Chuyện gì xảy ra, trong lòng giật mình, dịch thần mau mau nội thị đan điền, nhất thời phát hiện thú hồn vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy, cũng thả ra ra càng thêm mãnh liệt hấp lực. Thấy cái này quen thuộc một màn, dịch thần trên mặt dần dần hiện lên ra vui vẻ, không dám chậm trễ chút nào, mau mau đuổi trong lòng nghĩ bậy, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hưu, ở đó cổ mạnh mẽ hấp lực chỉ dẫn hạ, hồn lực giống như hồng hoang mãnh thú một dạng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào dịch thần trong cơ thể. Này cổ hồn lực vô cùng hỗn tạp, dịch thần không dám có một chút phân tâm, đem kia hồn lực chỉ dẫn vào kinh mạch rèn luyện, đang trở nên tinh khiết hoàn mỹ lúc mới dám dẫn nhập thú hồn. Toàn bộ quá trình dịch thần đều cẩn thận sáng láng, không dám có một chút khinh thường, bất kỳ sai lầm nào đều sẽ để cho hắn căn cơ bị tổn thương hưu tại hồn lực liên tục không ngừng rót vào chi hạ liền như vậy kéo dài nửa khắc chuông sau đó vẻ này hấp lực dần dần tiêu thất trong thiên địa hồn lực cũng giống như như thủy triều tản đi thú hồn khôi phục lại bình tĩnh dịch thần cũng trong nháy mắt bóp gãy pháp quyết mau mau nội thị đan điền tình huống phát hiện thú hồn bên trong ẩn chứa hồn lực so với ban đầu nhiều một phần ba cuối cùng vào lên cấp dương hồn cảnh trung cấp trên mặt dần dần hiện lên ra vui mừng dịch thần trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thành tựu đồng thời cũng có một loại thân trong mộng cảm giác hắn không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế nhanh có được dương hồn cảnh trung cấp tu vi tố hội sẽ tộc hội lại nhiều mấy phần đoạt cúp hy vọng âm thầm nói ra những lời này sau đó dịch thần trên mặt hiện lên ra bất đắc dĩ mặc dù tu vi là lên cấp nhưng hắn lại đem ấn nguy lúc rời đi lưu hạ nhất tinh hồn linh thạch tất cả dùng hết hồn linh thạch mỗi một viên đều phi thường chân quý nhưng không nỡ bỏ hài tử bộ không tìm lang cũng tốt ở đó nhiều chút nhất tinh hồn linh thạch không có uổng phí dùng đang hấp thu xong chín sau đó hắn cuối cùng vào chạm tới cơ hội lên cấp đến dương hồn cảnh trung cấp không chỉ là tu vi tăng lên dịch thần mấy ngày qua tại khắc họa đồ giám phương diện cũng không có rơi hạ bây giờ hắn đã trải qua có thể phi thường thuộc luyện khắc họa nhất tinh đồ giám có được thiên thư trợ giúp luyện tập khắc họa đồ giám nhất định chính là làm ít công to người khác luyện tập cần nửa năm thậm chí là thời gian một năm mà dịch thần tốc độ rút ngắn ước chừng mười mấy lần chỉ cần rất ngắn thời gian. Ưu thế này chỉ thuộc vào Dịch Thần, cho nên hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hơn nữa kiên trì không ngừng tu luyện, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể trở thành Ma giám đại sư. Tương lai còn dài, Dịch Thần cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn nhẹ nhả ra một cái chọc khí, sau đó từ trên giường nhảy hạ. Dịch Thần hắn còn có được nhị tinh đồ giám, nhưng hắn cũng không tiếp tục luyện tập. Nhất tinh đồ giám là cơ sở, chỉ có đem cơ sở đánh chắc sau đó phải luyện tập càng cao cấp đồ giám, cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Thời gian không kém bao nhiêu đâu, quay đầu nhìn về phía bệ cửa sổ, dịch thần phát hiện thiên đã trải qua hừng sáng, đương hạ không dám chậm chế chút nào, ở trong phòng thu dọn đồ đạc, đem hết thảy có thể sử dụng bên trên vật phẩm bỏ vào nhẫn chữ vật. Chỉ chốc lát sau, dịch thần vỗ vỗ tay, nhìn một chút trống không rất nhiều căn phòng, ngay sau đó quay đầu đi ra khỏi phòng môn, cũng thổi ra một cái nhỏ dài sắc bén huyết sáo. Thở phi phò xa xa vang lên một nói hí ngay sau đó một đầu to con chiến mã chạy nhanh đến cũng dừng tại dịch thần trước người tốt ngươi một cái hắc diếm khôi phục ngược lại không tệ chứ sao trông thấy hắc diếm tinh thần phấn chấn bộ dáng dịch thần đi lên trước chụp hạ hắn đầu đồng thời trong ánh mắt thoáng hiện lên kinh dị ngày đó hắc diếm bị thương nặng nếu như là bình thường chiến mã ít nhất cần thời gian một tháng mới có thể khôi phục mà hắc diếm nhưng chỉ là dùng ngắn ngủi ba ngày cái này còn không dừng tại thương thế khôi phục sau đó hắc diễm lại thả ra ra nhất cấp ma thú khí tức, thân thể trở nên so lúc trước càng cường tráng, có thể thấy hắn cũng không phải một bình thường chiến mã. Ngày đó gặp phải xích sư thú công kích, hắc diễm triệu tập còn lại chiến mã giúp đỡ, từ nơi này liền có thể xem ra hắn bất phàm, hiện tại lên cấp trở thành một cấp ma thú, càng có thể chắc chắn hắn không đơn giản. Hắc diễm, đi, cũng không có suy nghĩ nhiều, dịch thần trực tiếp nhảy tại hắc diễm trên lưng, đồng thời kéo một cái dây cương xem, trong miệng phát ra một đạo hét tiếng. Hu, hắc diễm phi thường thông linh tính, phát ra một nói hí, ngay sau đó giống như mùi tên rời cung, hướng mã chàng đại môn cấp xạ mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lúc này mã chàng ngoài cửa lớn, đậu một chiếc nghi xài xe, có một vị lão người tay cầm trường tiên ngồi trên xe, thật giống như đang đợi người nào một dạng. Dịch lâm thúc, có thể lên đường sao? Rất nhanh dịch thần sẽ đến bên cạnh xe ngựa, quay đầu nhìn về phía vị kia lão người, cười dò hỏi. Hắn chính là dịch gia quản gia dịch lâm, mà hôm nay chính là lên đường trở lại dịch ra thời điểm vừa nghĩ tới trở lại dịch ra dịch thần tâm liền không tự chủ được kích động hiện tại thời điểm cũng không sớm rất là nhanh lên đường đi trong buồng xe vang lên dịch khôi lược mang âm thanh yếu ớt ừ tộc hội sẽ phải bắt đầu khoảng thời gian này phi thường bận rộn dịch lâm gật đầu một cái ngay sau đó nâng lên trường tiên đánh tại mi xài thú trên người ba đầu mi xài thú bị đau chi hạ chính là nâng lên móng về phía trước phóng tới Nhìn mi xài xe buồng xe, dịch thần trên mặt hiện lên kiên định. Ta dịch thần một nhất định phải trở thành mạnh nhất ma giám sư, như vậy thì có thể lấy được nhất cao cấp liệu linh thạch. Sâu hít sâu một cái khí, dịch thần quay đầu nhìn về phía mã tràng, nhìn mình ước chừng ngốc nửa năm địa phương, hắn trong ánh mắt thoáng hiện lên lãnh sắc. Ta thề, sau đó chỉ có ta dịch thần khi dễ người khác, mà không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ta. Nhân từ, đều mẹ hắn gặp quỷ đi đi, lưu hạ cái này nói âm lãnh nói, dịch thần kéo một cái dây cương, ngay sau đó hắc diễm lấy cực nhanh tốc độ hướng ra, đuổi theo dần dần đi xa mi xài xe. Dịch ra trụ sở chính tại đế đô, mà cái kia địa phương chính là nguyên huyền đế quốc phồn vinh nhất hưng thịnh địa phương, khoảng cách Tây Bình mã Tràng cũng không xa, chỉ cần ngắn ngủi 2 giờ. Toàn lực đi đường chi hạ, dịch thần bọn họ chỉ dùng nửa giờ, sẽ đến đế đô, hơn nữa thuận lợi trở lại dịch ra trang vườn. Nhà đại trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, môn đình nhiều thị cảnh tượng chọc người ghé mắt, thoải mái đại môn nhân người vừa tới hướng cực kỳ náo nhiệt, tới viếng thăm trong tân khách không thiếu quan to hiển quý. Dừng tại dịch thần đại môn trước cửa, dịch thần nhìn người đến người hướng đám người, trên mặt tràn đầy hờ hững. Ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng cố định hình ảnh tại đại môn bài biển bên trên, nơi đó ghi, dịch phủ, hai chữ. Người đến người hướng đám người, tại thấy cái kia bảng hiệu lúc, trên mặt đều là lộ ra kính nể, mà dịch thần lại cặp mắt hiện lên lãnh, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ban đầu giống như chó nhà có tang một dạng bị quét sân ra môn tình hình dịch ra ta dịch thần trở lại quả đấm trong nháy mắt nắm chặt đứng lên dịch thần cắn chặt hàm răng cây đẩy ra một nói lời như vậy thần nhi ta còn có sự tình muốn an bài người trước trở về chính mình ở sở dịch khôi đẩy xe lăn đi tới bên người cười nói nghe lời nói này dịch thần gật đầu một cái ngay sau đó cấp hắc diễm an bài ở sở sau đó liền hướng dịch ra trang vườn sâu bên trong bước đi Đi tới một nơi phi thường hẻo lánh địa phương, nơi này đang có một tòa đại trạch. Chỗ ngồi này đại trạch là dịch thần sinh hoạt vài chục năm địa phương, cho nên hắn cũng không xa lạ, hết sức quen thuộc đi vào đại trạch bên trong. "Liễu Hồng tỷ tỷ, Liễu Ngọc muội muội, ta trở lại." Mang trên mặt kích động, dịch thần tại trong nhà bắt đầu tìm, nhưng lại pháp không có phát hiện nửa cái bóng người. "Kỳ quái, các nàng đi nơi nào?" Lại tìm một lần, nhưng vẫn là không có kết quả, cái này làm cho dịch thần không hiểu. Dịch thần trong miệng các nàng, chính là dịch gia xinh đẹp nhất hai vị người làm nữ, cùng dịch thần cảm tình cực tốt. Thiếu gia là người trở lại. Lúc này, dịch thần sau lưng vang lên một nói lược mang nước nở nói. Nghe vậy, dịch thần quay đầu hướng âm thanh nơi nhìn lại, nhất thời lại gặp một nói mỹ lệ thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Hắn quần áo có chút ngổn ngang, như mỡ dê như vậy trên mặt ngọc, tràn đầy mang theo hốt hoảng vẻ, đôi mắt đẹp sương mù lượn lờ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta đau lòng. Liễu hồng tỷ, chẳng lẽ lại là đám cặn bã kia lại khi dễ các ngươi? Thấy Liễu Hồng bộ dáng chật vật, dịch thần sắc mặt rét một cái, trong lúc mơ hồ thật giống như đoán được cái gì. Người giúp việc ở trong gia tộc vị trí như thế nào, hoàn toàn là xem chính mình hầu hạ chủ tử vị trí cao bao nhiêu. Mà bị gia tộc lưu đầy dịch thần, dù là là dịch ra dòng chính thành viên, cũng không chỗ dùng chút nào. Liễu Hồng cùng Liễu Ngọc hai tỷ muội tự nhiên làm theo trở thành tầng dưới chót nhất người làm nữ. Có lẽ là trong gia tộc những đệ tử khác, ghen tị dịch thần dòng chính truyền nhân thân phận đi bọn họ không thể tìm dịch thần phiền toái lại để cho người hầu nắm liễu hồng hai tỷ muội hả giận vì vậy các nàng tỉ muội hai thường thường gặp phải khi dễ thiếu ra người cuối cùng vào trở lại nghe được dịch thần nói sau đó liễu hồng trong đôi mắt tràn đầy ra hai nói ủy khuất thanh lệ nghẹn ngào không nói ra lời thấy vậy dịch thần quả đấm nắm chặt đứng lên trong lòng nổi lên hừng hực lửa giận nhẹ giọng hỏi liễu ngọc muội muội đi nơi nào vừa mới hai người chúng ta bị cản lại là liễu ngọc muội muội giúp đỡ ta mới có thể rời đi hiện tại hắn bị dịch tiệp thiếu ra hộ vệ cản hạ đi không dịch tiệp nghe được cái này làm lòng người sinh chán ghét tiếng xấu chứ dịch thần sắc mặt dần dần âm lạnh lên ban đầu hãm hại hắn chính là cái kia dịch tiệp một cổ sát ý ở trong không khí lan tràn dịch thần ngắm nhìn bốn phía cuối cùng từ tường góc tìm tới một cái to lớn thiết côn rút ra sau đó lại hướng đại trạch đi ra ngoài thiếu ra ngài đây là thấy ngày này này tấm đằng đằng sát khí bộ dáng Liễu Hồng lúc này lau khô nước mắt, bước nhanh về phía trước dò hỏi. Hôm nay, chính là đánh chó ngày tốt, lão hổ không phát huy, người khác chỉ hội sẽ khi chúng ta là mèo bệnh. Hai nói ngoan sắc từ dịch thần trong ánh mắt chợt lóe lên, trong tiếng nói mang theo lãnh ý. chương 19, phá người xương, Liễu Ngọc muội muội chớ đi nha, ở lại chỗ này bồi các anh chơi một chút. Mặt trời chó chăn hạ, hai gã thân hình cao lớn hộ vệ đem Liễu Ngọc cản hạ, trong miệng thỉnh thoảng nhả ra dâm uế chi ngữ, mà có ở đây không xa xa bóng cây hạ, đang có mấy vị mặc quần áo luyện công thiếu niên đứng ở nơi đó, bọn họ khoanh tay, làm một bộ xem cuộc vui bộ dáng. A à Phúc, A à Vượng, hai người các ngươi mau mau tránh ra, bằng không đợi nhà ta thiếu ra trở lại, nhất định sẽ có các ngươi khỏe xem. Liễu Ngọc Gương mặt đó gò má bởi vì cam phẫn mà đỏ bừng lên, vừa vặn là nữ nhi hắn, như thế nào hai vị nam tử trưởng thành đối thủ, vô luận như thế nào đều không thể tránh được hai người trận đường. Hắc hắc, nhà ngươi thiếu ra, còn muốn chúng ta đẹp mắt, đây là lão tử năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Vị kia kêu A à vượng nam tử trên mặt lóe lên ra vẻ khinh thường, nói. Ai cũng biết nói, các người phục vụ vị kia thiếu gia, đã bị lưu đày tới Tây Bình Mã Tràng, trở thành không còn gì khác người phu xe. Ta nói người nhà đầu này vẫn là chết tâm điểm, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hiện tại đi theo ta ra, dịch tiệp, thiếu gia, chỉ cần đưa hắn phục vụ được, đem tới định thiếu không người vinh hoa phú quý một vị khác kêu a à phúc cũng là cười nói phi hai người các ngươi bớt dài dòng nhanh cấp cô nãi nãi tránh ra còn nữa nếu như các ngươi lại nói nhà ta thiếu ra không phải là coi chừng lão nương bóc các ngươi ra hung hăng phun tiếng liễu ngọc giống bị đạp chúng cái đuôi mèo mẹ một dạng dương nhanh múa vuốt muốn cưỡng ép tiến lên nhưng lại lại bị hai người cản hạ đánh lại không đánh lại mắng lại mắng không đi liễu ngọc mắt trong mắt bởi vì tức giận mà tràn ngập lên sương mù thế này sự tình đã xảy ra vô số lần mặc dù sớm đã có nhiều chút thói quen nhưng quá trình hay là để cho liễu ngọc thật không dễ chịu nhìn cương liệt thái độ nếu là thu được giường định được người ta yêu thích a à, vượng sắc mặt bởi vì hưng phấn đỏ lên giang hai tay ra lại hướng liễu ngọc nhào tới đưa người mẫu thân thu được giường nhất định thoải mái hơn đột nhiên một đạo hét tiếng truyền tới một cái thiết côn mang theo tiếng xé gió táp hướng a vượng sau người né tránh không kịp trực tiếp bị đập bay ra ngoài bành một nói trầm đục tiếng vang truyền ra A vượng nặng nề ngã xuống ở phía xa, trong miệng nhả ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên biến cố, làm cho mọi người tại đây sững sờ, bọn họ nhìn về phía thiết côn đánh tới phương hướng, phát hiện đang có một vị thân xuyên trường sa màu đen thiếu niên, mặt đầy lãnh đạm chạm tại bóng cây hạ. Phát sao chi hạ, cất giấu một đôi mang theo hàn mang cặp mắt. Thiếu ra, Liễu Ngọc khi nhìn rõ hắn dung mạo sau, trên mặt xuất hiện không thể tin được thần sắc, đồng thời phát ra kinh hỉ tiếng kêu, bước nhanh hướng dịch thần nhào qua thế nào muội muội nghĩ tới ta sao đưa tay về phía trước vừa kéo đem liễu ngọc kéo đến trong ngực nghe hắn mùi thơm cơ thể dịch thần miệng góc nhẹ câu ra một bôi đường cong thiếu ra người cuối cùng vào trở lại dịch thần tràn đầy chiêu đùa nói cũng không có đưa đến an ủi tác dụng liễu ngọc cặp mắt ngược lại chảy ra nước mắt có thể thấy khoảng thời gian này hắn rốt cuộc bị bao lớn ủy khuất sau đó có ta dịch thần tại không có ai còn dám khi dễ các ngươi dịch thần không nhìn được nhất chính là nữ nhân đang an ủi mấy câu sau đó dùng tàn bạo ánh mắt trừng mắt về phía a phúc trầm giọng nói ta dịch thần nữ nhân ngươi cũng dám động thật là ăn gan hùm mật báo dễ dịch thần thiếu ra chúng ta chẳng qua là cùng liễu ngọc làm trò chơi mà thôi cũng không tổn thương hắn ý tứ a phúc trên mặt nào còn có lúc trước vẻ phách lối trên trán bốc lên ra đậu đại hãn châu a phúc trong lòng thầm kêu xui xẻo cái này tầm thường thiếu ra không biết bị lưu đày sao thế nào sẽ trở về há Nguyên lai like là chơi trò chơi, Dịch Thần làm bộ như ra rất là nhưng bộ dáng, rồi sau đó buông ra giữ được Liễu Ngọc tay, đi tới A Phúc trước mặt, ngay sau đó nâng chân phải lên mang theo tiếng xé gió quét về phía A Phúc đầu. Hô, Dịch Thần đột nhiên ra tay, A Phúc căn bản không phản ứng kịp, chỉ nghe tiếng xé gió tại vang lên bên tai, hung mãnh một chân tại trong con ngươi dần dần mở rộng. Bành, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Dịch Thần kia một chân cũng không rút được A Phúc trên đầu, mà là bị một cái tay bắt một vị tướng mạo tuấn xuất sắc, mày kiếm mắt sáng, giữa hai lông mày mang theo khí ngạo nghế thiếu niên, xuất hiện tại A Phúc bên người, ngăn lại công kích đúng là hắn, từ tướng mạo đến xem, hắn là mới vừa rồi người vây xem bên trong một thành viên. Dịch tiệp thiếu ra, thấy xuất thủ cứu giúp người tướng mạo lúc, A Phúc lúc này liền là tiếng kêu, trong thanh âm tràn đầy mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Mà dịch tiệp cũng không đáp lại, nhìn về phía dịch thần ánh mắt thoáng hiện lên một bôi nghiền ngẫm khinh thường cười nói, người phế vật này còn có thể trở lại, thật là để cho người ngoài ý muốn. Dịch tiệp, thấy rõ đối phương bộ dáng, dịch thần hàm răng nắm chặt, từ trong hàm răng đánh ra hai chữ phù. Không nghĩ tới người cái này tầm thường còn có thể trở lại, ta đây liền đánh ngươi một bữa, coi là là lễ ra mắt đi. Trong mắt thoáng hiện lên sát ý, dịch tiệp đột nhiên vận chuyển hồn lực, một quyền hướng dịch thần đầu đánh tới. Miệng chó nhà ngà voi, cẩn thận bị đâm chết, không tránh không né, dịch thần cười lạnh một tiếng, hồn lực vận chuyển, đùi phải nhanh như như cuồng phong quét về phía dịch tiệp. Oanh, trầm đục tiếng vang tiếng truyền ra, quả đấm cùng chân dài đụng vào nhau, rồi sau đó dịch thần hai người cắt từ lui ra một khoảng cách, đánh ngang tay. Làm sao có thể, hắn lại tiếp lấy dịch tiệp công kích, hơn nữa còn đánh ngang tay, khó khăn nói dịch tiệp không dùng toàn lực hay sao. Những thứ kia vây xem thiếu niên, nhìn về phía dịch thần ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hưu, chung quanh tiếng nghị luận, cũng không có ảnh hưởng đến dịch thần, tại tháo xuống luồng sức mạnh lớn đó sau đó, hắn mũi chân phải đạp đất, thân thể cấp xạ mà ra, lại lần nữa xông về dịch tiệp. Cút, thân thể bay lên trời, dịch thần chân phải ở trong không khí câu ra tàn nhẫn đường cong, hướng dịch tiệp cổ quét tới, bá đạo lực nói ở trong không khí kéo ra tiếng xé gió. Chút tài mọn, bằng một mình người tầm thường, cũng dám cùng ta tranh phong. Kinh phong đánh tới, dịch tiệp cười lạnh một tiếng, hai chân bị hồn lực bọc, không chịu thua tiến lên đón dịch thần đùi phải. Đục, hai người hai chân đánh quét chung một chỗ, hai người lực lượng tương đương, giữ giống vậy tư thế dừng tại chỗ. Lại là ngang tay, dịch tiệp lão đại đã trải qua lên cấp đến dương hồn cảnh trung cấp, chẳng lẽ dịch thần cũng là dương hồn cảnh. Điều này sao có thể, hắn mới tu luyện bao lâu. Vây xem thiếu niên lại lần nữa kêu lên, nhìn về phía dịch thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ là hắn, ngay cả dịch tiệp cũng là như vậy, hắn phi thường không hiểu, bị lưu đày tới mã tràng tầm thường, tại không có gia tộc trợ giúp hạ, thế nào sẽ có thế này tu vi sợ hãi sao ban đầu hãm hại ta thời điểm cổ khí thế kia đi đâu miệng góc câu ra một bôi tàn nhẫn đường cong dịch thần bên hông dùng sức một cái chân khác lại hướng dịch tiệp cầm thiêu đi như thế kinh nghiệm chiến đấu để cho dịch tiệp trong lòng kinh hãi mau mau vận chuyển hồn lực dùng một cái chân khác ngăn cản đụng đáng tiếc hắn phản ứng rất vội vàng khó mà dùng đến toàn lực dịch thần một cước đưa hắn đẩy lui đi ra ngoài tính giống như chết an tính mọi người dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn dịch thần làm sao có thể tại sao có thể như vậy mới vừa rồi bị chọn chúng địa phương truyền tới chết lặng cảm giác cái này làm cho dịch tiệp trong lòng khiếp sợ sâu hơn ngươi không phải là rất thích trang trọng thương sao lần này không cần trang ta quyết định hủy đi trên người của ngươi mỗi một cái xương trên mặt không thấy được chút nào cảm tình ba động dịch thần lãnh đạm nói hừ nói khoác mà không biết ngượng nhị phẩm thượng đẳng hồn kỹ cuồng phong thối dịch tiệp vận chuyển hồn lực thân thể nhảy lên thật cao một cước quét về phía dịch thần thanh thế cực mạnh tốt bá nói cuồng phong thối xem ra dịch tiệp đại ca đã trải qua đem cuồng phong thối tu luyện tới đại thành uy lực có thể so với tam phẩm hạ đẳng lần này nhìn cái dịch thần thế nào tiếp hạ cảm nhận được một cước kia uy thế vây xem các thiếu niên nhìn về phía dịch thần ánh mắt tràn đầy thương hại cuồng phong thối cảnh giới đại thành có như vậy chút hy tứ cùng hắn môn tưởng tượng khác nhau dịch thần chẳng những không có khẩn trương trên mặt ngược lại nổi lên nụ cười đây chính là chọc ta kết quả chết đi tại dịch tiệp trong mắt dịch thần chẳng qua chỉ là cố giả bộ chấn định đương hạ cười lạnh sâu hơn một cước kia thẳng đến trí mạng nhất não môn cho ngươi nhìn một chút cái gì mới là hoàn mỹ nhất cuồng phong thối ánh mắt xét một cái dịch thần thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cổ hắc sắc hồn lực tại chân ngưng tụ mang theo sấm đánh bình thường khí thế quét về phía dịch tiệp tam phẩm trung đẳng hồn kỹ cuồng phong thối trong lòng vang lên đạo thanh âm này, ngay sau đó dịch thần tốc độ đột nhiên mau hơn mấy phần, chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng uy lực lại càng kinh khủng hơn, ở trong không khí kéo dài kinh khủng âm bạo thanh. Oanh, đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, hai người hung mãnh đụng vào nhau, thời gian thật giống như dừng lại lưu động, mọi người ngừng thở. Phốc, đột nhiên, nguyên bản nhìn còn rất chiếm ưu thế dịch tiệp, trong giây lát nhả ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó giống như tượng gỗ bình thường tứ chi tan giả, vô lực bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngoài dự đoán mọi người kết quả, để cho vây xem các thiếu niên trợn to cặp mắt, theo sát nhìn về phía dịch thần ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là chọc ta kết quả. Học dịch tiệp lời mới vừa nói giọng, dịch thần vô cùng nghiêm túc nói là ra những lời này, ngay sau đó bước chân đi tới dịch tiệp bên người. Ra nói qua muốn dỡ bỏ ngươi xương liền nhất định biết làm đến, hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nửa năm khuất nhục sông lên đầu, dịch thần trong ánh mắt thoáng hiện lên lệ khí, nhấc chân dẫm đạp hướng dịch tiệp phần eo một cước này không chút nào lưu tình hoàn toàn dùng toàn lực thật là ác độc a à. vây xem các thiếu niên trên trán lưu ra mồ hôi lạnh bọn họ không nghĩ tới dịch thần thật là muốn phế rơi dịch tiệp nhưng hắn môn không dám lên trước giúp đỡ chỉ có thể xa xa xem dừng tay trong lúc bất chợt một đạo hét tiếng vang lên một vị người trẻ tuổi từ trong đám người hướng ra hữu quyền nắm chặt bị một cổ hồn lực bọc sau đó hướng dịch thần đánh đi là hắn khi nhìn thấy bắt được thân ảnh vây xem thiếu niên cổ co rụt lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên kinh ý. Dịch hiểu ca, dịch tiệp cũng phát hiện người vừa tới, đương hạ trên mặt hiện lên ra vui mừng.